luôn coi công ty này như gia đình của mình. Một phần cũng là nhờ có sự giúp đỡ và cứ phân mẫu thôi mà còn đâu cái đấy để tí nữa chị ạ. À, cảm ơn cô chú ngồi ạ. Mít kiểm hết khăn mặt khăn biết các thứ chưa em? Khăn mặt khăn tắm. Ừ, kiểm khăn mặt khăn tắm. Kéo là hết rồi đúng không? Cứ thế là chị cái góc chỗ này ra đi, chỗ này sẽ là hàng lại tệ hôm qua thì thả vào đấy. Hello mọi người. Lên rồi. Lên rồi. Hello các chị các em nha. Mọi người vào xem bấm chia sẻ live stream giúp em nha. Hôm nay có gì thế chị, hôm nay có cả thế giới em ơi. Nay chủ yếu là xả hết đi thôi. Xả mạnh tay thôi nha các chị. Tại vì em đang đang cần tiền nên là em xả hết mọi người ơi. Mọi người nhấn chia sẻ live stream cho em nha. Bên mạng có ổn không? Chỉ cần tiền mà em hết tiền à? Đấy, ôi trời ơi, em đang cần tiền quá đi thôi. Xả nha các chị. Nay xả nhanh, xả gọn luôn cho các chị em mình. Mỗi bác mình vào mình cho em xin một nút chia sẻ nha mọi người. Xả cho nó gọn hàng đã các chị ơi. Lẻ tẻ nhiều quá. Hàng nhập vào đây 60 mấy nghìn. Đấy chị cái túi mới đây này. Mỗi bác một cái 10 nghìn. Comment vào đây cho em luôn là tặng 10.000 một cái nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. 8 cái mỗi chị một cái 10.000. Lên cho em mã này là mã tặng 1 cho em này. Được chưa? Tặng 1 cho em ạ. 10.000 một cái. Em lên nhanh nha các chị ơi. Em lên nhanh.
Thế là chị... Em ạ, Tiên ơi, ôm hết là chị cái cửa trước cửa thang máy bên kia sang nhá. Lên cho em là tặng 10.000 một cái. Chị nào mình chưa chia sẻ, mình nhấn chia sẻ lên cho em nhá. Chưa chia sẻ, nhấn chia sẻ lên cho em nhá. Chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em, đã chia sẻ rồi lên luôn cho em mã tặng 1 này, 10.000 một cái, em lên nhanh nhá các chị. Chứ không thì hàng nhiều lắm không lên được hết cho các chị em mình các mẫu được. Xả đi cho nó gọn hàng, bác nào mình chưa chia sẻ thì mình cho em xin một nút chia sẻ nhá. Chia sẻ công khai về trang cá nhân và các chị em mình chia sẻ lên vài hội nhóm ấy. Tổng lượt chia sẻ của các bác mình tầm khoảng 3 lần, 4 lần là được, chị nào mình chia sẻ được càng nhiều hội nhóm càng tốt nha các chị. Lên cho em là tặng 1 vào đấy cho em này, 10.000 một cái. 8 cái cho mỗi chị một cái luôn. Lên cho em tặng 1 cho em nha. Rồi em chốt luôn mã tặng 1 cho các chị em mình này. Tặng 1. Rồi tặng 1 cho chị Vòng Nguyệt 1 cái này, Nhật Tâm 1 cái này, Diệp Anh 1 cái này. Diệp Anh có luôn 1 cái này. Cho chị Bio Kiều Anh 1 cái này, Liên Bích 1 cái này. Bio Kiều Anh có, Liên Bích có này. Cho chị Hà Thị Loan 1 cái này. Hà Thị Loan có luôn 1 cái. Lên comment về đấy cho em là tặng 1 nha các chị. Cho Lê Trang 1 cái này. Lê Trang có luôn 1 cái hết rồi đúng không? Đến Lê Trang được 1 cái là hết luôn rồi nha các bác. Ơ, chị tưởng 8 mà. Còn 1 cái nữa chứ lại đấy. Ok, còn 1 cái nữa cho chị nào đấy ạ. Nhiều chị mình chưa chia sẻ, mình không lên comment. Đúng rồi, không comment số điện thoại trên này chị ơi. Mình không comment số điện thoại trên này nha. Rồi tặng 1 cho chị nào đây, cho chị Phan Thị Thùy 1 cái luôn ạ. Ok, tặng 1 cho Phan Thị Thùy này. Mọi người mình nhấn chia sẻ live stream rồi mình mới lên comment nha các chị. Phan Thị Thùy có luôn tặng 1 này. Lên hết cho gọn điểm này để không có muốn để lại lẻ tẻ các thứ, nó nhiều thứ lẻ tẻ quá. Được chưa, chị Phan Thị Thùy có luôn tặng 1 rồi. Tiếp tục các chị em mình nhấn chia sẻ lên để lên tiếp mã thứ 2 này. Mã này lên cho em là tặng 2. Tặng 2 này có 2 cái cho 2 chị luôn, mỗi chị 1 cái. Giá cũng 10.000 đồng luôn cho mọi người nhá. Hai cái này cho hai chị này. Mỗi chị em mình một cái 10.000 đồng. Được chưa? Mình lên cho em là tặng 2 cho em này, đẹp quá trời quá đất luôn. Ôi trời ơi, 10.000 một cái nhá. Các chị nhấn chia sẻ lên cho em. Đã chia sẻ rồi, lên cho em là tặng 2, 10.000 một cái. Tặng 2 giá rồi các chị em mình là 10.000 một cái. Được chưa? Chưa chia sẻ thì mình nhấn chia sẻ livestream lên cho em. Nhớ là các em chỉ dành cho các chị em mình chia sẻ live stream thôi. Chị nào mà mình chưa chia sẻ thì mình đừng lên comment nha các bác. Vì giá của em coi như là giá yêu thương cho các chị rồi. Lên cho em là tặng 2 cho em này. Lấy cho chị 10 cái cái kia, lấy cho chị size M đi, size giữa đi cho dễ. Được chưa, tặng 2 cho em này, em đọc luôn mã tặng 2 nhá. Chưa chia sẻ thì mình đừng nhấn comment chị ơi, em nói luôn. Ví dụ như đầy chị kia kìa, như chị Học Hân là mình chưa chia sẻ này. Đúng không ạ, Nhi Phương chưa chia sẻ này, đúng không? Đấy, các chị em mình chưa chia sẻ thì làm sao mà mình nhận được những cái mã tri ân của em được. Ok, cho chị Dương Thị Huyền một cái tặng 2 này. Dương Thị Huyền có luôn tặng 2 này. Tiếp tục một chị nữa lên comment cho em tặng 2 nhá. Rồi ok, cho chị Hà Trần có luôn một cái tặng 2 xong luôn. Dương Thị Huyền một cái, Hà Trần là một cái là hết luôn, tặng 2 rồi. Hết tặng 2 luôn các chị ơi. 10.000 một cái đấy cho các chị em mình. Được chưa ạ? Cho 5 bác mỗi bác mình một cái này. Bây giờ lên đến bao nhiêu tiền ta? 30.000. 30.000 một cái áo khoác này cho các chị em mình chia sẻ livestream rồi. Mình đã chia sẻ rồi, mình lên cho em mã này là mã tặng 3 cho em. Tặng 3 bán cho các chị em mình là 30.000 đồng một cái áo khoác này nha các chị nhá. Được chưa? Áo này là áo khoác hàng công ty, hàng của MIT luôn nha các bác ơi. Rồi cho em tặng cái size giữa, size này kể cả chị em mình từ 40 cân đến 55, 56 cân vẫn đang mặc được cho em luôn. Đấy, các chị nhìn cho em này. Comment vào đây cho em nha. Trời ơi, đẹp chưa, các chị nhìn cho em này. Rồi chợ đẹp thì các chị em mình từ 40 đến 50, kể cả trên 50 mình vẫn mặc ok cho em luôn. Mỗi chị một cái, giá cho các chị em mình là bao nhiêu tiền ạ? 30.000 đồng. 10 chị, mỗi chị một cái giá 30.000 đồng cho cách chia sẻ live stream. Em nói luôn nên các chị em mình nhấn chia sẻ mạnh lên cho em. Vì em mà đã gọi là cái này lên cho em là tặng 3 cho em nhá. Mình nhấn chia sẻ rồi mình lên cho em tặng 3 giá cho các chị em mình là 30.000 đồng một cái. 30.000 đồng một cái, đẹp mê ly luôn cho các chị luôn này. Chị nào mà mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em, áo khoác này bán 30.000. Lên cho em mã này là mã tặng 3 cho em ạ. Bấm chia sẻ này.
bấm theo dõi fanpage này. Được chưa? Ôi thôi chết rồi, sao nó lại bị làm sao thế này chẳng biết đâu. Chờ em chút xíu nha các chị. Comment về đấy cho em. Tặng 3 giúp em nha các chị. Máy này nó còn bị sao nữa. Ô bực nhỉ, bị sao không biết được. Rồi lên cho em tặng 3 này. Chị nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em nhá. Chia sẻ công khai về trang cá nhân trước, sau đó các chị chia sẻ lên các hội nhóm cho em. Chia sẻ xong rồi mình lên comment về đấy cho em là tặng 3 cho em. Đợi em chút sao nó còn không chia sẻ được về cái kia luôn á. Rồi em lên luôn mã tặng 3 này. Tặng 3 cho Ái Bùi một cái. Tặng 3 cho Nguyễn Hà một cái. 30.000 đồng một cái áo khoác em đang mặc. Mã là mã tặng 3 cho các chị em mình đã chia sẻ live stream. Rồi tặng 3 cho Phạm Trang một cái. Trang CH. Tặng 3 cho chị Nhạt Nắng một cái. Tặng 3 cho Ánh Tuyết một cái. Tặng 3 cho Thu Còi Không Gió một cái. Tặng 3 cho chị Minh Gọn một cái. Được chưa ạ? Tặng 3 30.000 nha các chị. Tặng 3 cho Lê Kiều Vân một cái. Tặng 3 cho Nguyễn Như Quỳnh một cái. Mình nhấn chia sẻ đầy đủ lên cho em nha các chị. Em nói luôn không chia sẻ thì em bỏ ra luôn cho người khác, chứ không để cho các chị đâu. Em nói luôn như chị Phạm Thảo kia, mình còn chưa chia sẻ mình đừng lên comment. Hiên Thu chưa có logo người chia sẻ không lên comment nhá. Còn một cái tặng 3 nữa cho chị nào đây ạ. Còn một chiếc tặng 3 nữa này. Em còn một cái tặng 3 nhá. Còn một cái tặng 3 cho Thu Hương đầy đủ dấu xong luôn. Được chưa? Còn cái tặng 3 cho Thu Hương đầy đủ dấu luôn. Mọi người nhấn chia sẻ lên cho em hôm nay nhiều lắm các chị ơi. Tiếp tục nào. Tặng 3 đây, túi này gì này. Tiếp tục lên những cái hàng lẻ tẻ, đưa hết đây chị em ơi. Những cái này những cái hàng lẻ tẻ này. Được chưa? Ô cái này sao lại còn được này. Cái này để lại cái này một cái là mặc. Để lại cho bà cái nữa này. Mẹ bà nhân này cũng vậy. Các chị em mình nhấn chia sẻ lên cho em nhá. Tiếp tục những cái hàng lẻ tẻ này. Áo nỉ này. Da cá nỉ, da cá liệu còn lẻ tẻ đâu nữa không thì. Được chưa? Mỗi chị em mình một cái này 6.000 đồng một cái. Được chưa? Mình chia sẻ rồi mình lên comment về đây cho em luôn là áo lộc. Cái này là váy thôi. Lên cho em áo lộc 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cái này cho 7 chị luôn. Được chưa? 7 cái cho 7 chị luôn. Mình không chọn mẫu. Mình chỉ lên cho em là áo lộc là được nha các chị. 6.000 đồng một cái. Được chưa? Các chị em mình nhấn chia sẻ lên cho em này. Em nói luôn các bác mình là chỉ cần nhấn chia sẻ thôi cho có tương tác thôi. Không cần cái gì nhiều cả hết nha các chị. Lên cho em luôn là áo lộc cho em này. Mã này buộc lại ghi áo lộc các chị này. Được chưa? Áo lộc vào đấy cho em nha. Này cho luôn cả cái này vào nữa luôn đi này. Là thành mấy chị luôn đấy. Comment cho em là áo lộc nha các chị. Rồi lên cho em này. Chị nào mà mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên rồi mình mới comment nha các chị. Chia sẻ rồi mình lên comment cho em áo lộc. Áo lộc này là 6.000 đồng một cái cho các chị em mình. Áo lộc cho Lạnh Lùng một cái. Cho Phạm Mận một cái. Cho Phạm Mận một cái đây. Cho Trang Đào một cái. Cho Thiên Thiên một cái. Cho Quy Thảo một cái. Cho Quy Thảo một cái. Cho Đào Huệ một cái. Đào Huệ có luôn này. Cho Mỉm Cười một cái. Được chưa? Còn một cái nữa là hết nha. Còn một cái nữa cho chị nào đây ạ. Rồi ok, chị Học Hân một cái áo lộc 6.000 đồng đấy. Mình chỉ cần nhấn chia sẻ lên cho em thôi. Còn chị nào mà mình chưa chia sẻ thì mình đừng lên comment nha các bác. Áo lộc có, chị Học Hân có rồi chị ơi. Tiếp tục cho các chị em mình. Nhiều lắm rồi ạ. Những cái hàng lẻ tẻ này cho nay cho đi hết đi. Áo nỉ da cá này còn bao nhiêu cái xếp vào một mẫu này luôn. Ui dồi ôi đẹp thế. Ui dồi ôi. Đây là áo nỉ da cá nha các chị. Được chưa? Hàng da cá tàu của em luôn. Cái là có mũ này. Cái thì có mũ, cái thì cổ tròn. Được chưa? 40 đến 60 cân mình đều mặc được hết luôn cho em. Mã này các chị em mình lên cho em là mã tặng 4. Giá cho các chị em mình là 49.000 một cái. Mình không chọn màu, không chọn mẫu. Ai đồng ý thì mình lên comment thôi. Không phải hàng loại 2, đừng so sánh với hàng loại 2. Cái này lên comment cho em là mã tặng 3 cho em này. Em không còn nhiều đâu. Được chưa? À tặng 4. Tặng 4 cho em nhé. Giá là 49.000 một cái này. Các chị em mình biết đúng không? Em có thanh lý cũng toàn là đây. Một mẫu này là còn hẳn 2 cái luôn. Nhưng em cho vào luôn này. Có thanh lý kỷ niệm cho các chị em mình cũng toàn là 65.000 trở lên rồi. Không bao giờ có giá dưới đây. Em cho luôn 49.000.
Nói chuyện mình không chọn mẫu luôn, hoặc chị nào mình thích ôm cả về mình bán này cũng để cả luôn cho. Vì hôm nay quyết tâm là cho gọn luôn hàng này. Lên cho em là tặng 4 giá 49.000 này, đẹp quá này em. Tặng 4 cho em ạ. Tặng 4 giúp em nha các chị nào mình chưa chia sẻ mình nhắn chia sẻ lên cho em 49.000 một cái. Tặng 4 cho Yên Chiến một cái. Cho Trúc Thương Trần một cái. Cho Quy Thảo một cái. Cho Thanh Tâm một cái. Thanh Tâm một cái, cho Andra Gumiho một cái. Cho Bùi Vị một cái. Cho Thanh Hòa một cái, hết hàng. Ok, đến Thanh Hòa được một cái là hết luôn này. Tiếp tục này. Cho đi hết luôn cho các chị em mình luôn. Được chưa, đến cho các chị em mình. Cốt tông với cả bô zip, cả cọc tay với cả tay dài. Cái này, cái này như đang còn này. Được chưa, cọc tay với cả tay dài em cho hết vào đây cho các chị em mình. Vứt cho cháu những cái cục kia vào đây với chị. Được chưa. Đây cho các chị em mình luôn này. Cái nào lẻ tẻ, đấy. Cái mà lẻ tẻ cho vào đây hết. Tiếp theo những cái này cho các chị em mình 13.000 một cái. Được chưa, 13.000 một cái. Mình không chọn mẫu cho các chị em nói luôn. Không chọn mẫu này em cho hết vào đây cho các chị em mình luôn. Xinh lắm luôn, mình không chọn màu, không chọn mẫu đâu. 13.000 một chiếc. Lên cho em mã này là mã tặng 5 cho em này. Được chưa, tặng 5 nhá. Có cả áo kiểu trong này luôn. Cả áo cổ bẻ luôn cho các chị em mình. Em mà đã lên cho các chị em mình thì miễn phải bàn luận về giá luôn. Lên cho em mã này là mã tặng 5 giúp em. Này em ơi, tặng 5 này cả áo kiểu này. Được chưa, cả áo cổ bẻ luôn cho các chị em mình này. Tặng 5 vào đấy cho em nhá, 13.000 một cái. Này, tặng 5. Tặng 5 ạ. Chị nào mình chưa chia sẻ, mình nhấn chia sẻ lên cho em. Đã chia sẻ rồi, mình lên cho em là tặng 5 giá là 13.000 đồng một cái. Nhanh cho em nhá, chưa chia sẻ nhấn chia sẻ lên cho em. Chị nào đang comment ở bài phát xem chung thì mình vào thẳng trong fanpage giúp em nha các chị. Vào thẳng trong fanpage giúp em, lên cho em tặng 5 cho em này. Rồi, tặng 5. Tặng 5 cho Hà Hĩm một cái. Cho Bích Liên một cái. Cho Thảo Nguyễn không giấu một cái. Được chưa, cho Hiền Trang một cái. Hiền Trang một cái, cho Sương Nguyễn không giấu một cái. Cho Hương Nguyễn không giấu một cái. Hương Nguyễn không giấu một cái, Nguyễn Tê Hồng Ngọc một cái. Nguyễn Tê Hồng Ngọc một cái, còn một cái cho Nguyễn Thị Lan đầy đủ dấu hết hàng. Ok, đến Nguyễn Thị Lan được một cái má tặng 5 là hết, có 13.000 cái áo thôi chị ơi. 13.000 một chiếc thôi. Chị nào mà mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em nhá. Em nay là em quyết tâm là lên cho hết luôn á. Đã biết còn cục này nó là cái cục gì nữa đây. Không biết là cái cục gì lầu nó lẻ tẻ là lên hết luôn cho các chị em mình. Được chưa, lên hết nha các bác ơi. Ôi dồi ôi, đẹp thế. Còn lẻ tẻ các thứ này lên hết luôn. Tiếp tục cho các chị em mình mã này. Ôi dồi ôi, đẹp thế. Cái này còn nhiều này. Cái này còn nhiều thì để lại luôn này. Đấy, cái này còn nhiều thì để lại luôn. Đấy, cái đấy còn nhiều thì để lại luôn kìa. Cái này còn nhiều này. Cái nào mà còn 1-1 thì cho hết vào đây. Còn cái nào còn nhiều thì để lại. Được chưa, tiếp tục mỗi chị em mình một cái 16.000. Được chưa, bảo hành luôn cho các chị em mình luôn 16.000 một cái. Được chưa, lên comment vào đấy cho em này. Còn gì, bắt lại cho em. 16.000 một cái. Được chưa, sẽ bóc qua cho các chị em mình một vài cái thôi. Lên cho em mã này là mã tặng 6, giá là 16.000 một cái. Lên rõ ràng đầy đủ cho em là tặng 6 nhá. Không chọn màu, không chọn mẫu đâu. 16.000 một cái. Được chưa, các chị em mình lưu ý mình nhấn chia sẻ lên cho em. Lên cho em tặng 6. Đẹp dã man luôn này. Ôi dồi ôi này. Được chưa, mê mẩn luôn cho các chị em mình. Lên comment giúp em là tặng 6. Giá cho các chị em mình là 16.000 đồng một cái. Tặng 6 ạ, giá là 16.000 một cái nhá. Chị nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em. Ví dụ như Hiền Trang chưa chia sẻ kìa, cô nàng hồn nhiên chưa chia sẻ kìa, em nói luôn. Bác nào mà mình chưa có logo người chia sẻ thì mình không lên comment nha các chị. Được chưa, chưa có logo người chia sẻ thì mình đừng có lên comment. Em bảo rồi, mỗi bác mình vào mình phải nhấn cho em xin một vài lần chia sẻ. Chia sẻ về trang cá nhân một lần hai lần là ok rồi, nhưng các chị phải chia sẻ lên các hội nhóm nữa nhá. Nhiều chị chưa chia sẻ lắm, chưa chia sẻ em biết hết luôn. Đấy, nên các chị em mình đừng có chưa chia sẻ, mình đã comment rồi. Rồi, tặng 6 cho Ngọc An một cái. Cho Jun Nguyễn một cái. Được chưa, cho Jun Nguyễn có luôn một cái này. Lên comment cho em là mã tặng 6, 16.000 một cái. Cho Thanh Thanh một cái. Thanh Thanh có luôn một cái này, 16.000 chị ơi. Được chưa, lên cho em tặng 6 giúp em nha. Cho Hai Minh một cái. Hai Minh có luôn một cái tặng 6 này. Cho Đinh Mỹ Linh một cái. Đinh Mỹ Linh có luôn một cái. Được chưa, chị Thanh Thanh có rồi, chị Thanh Thanh ơi. Thanh Thanh có tặng 6 rồi nha. Còn chị nào mình chưa được nữa, Đinh Mỹ Linh có rồi mình ơi. Cho Oanh Sâu Kiêu một cái. Cho Hoàng Hường phải ép một cái. Hoàng Hường phải ép một cái này. Hai Minh có rồi chị ạ. Cho chị Hồng Thắm một cái. Cho Hồng Nguyễn không gió một cái. Được chưa, Thanh Tâm có một cái luôn rồi ạ. Thanh Tâm có một cái luôn. Hết chưa?
Hết chưa gì? Em còn hai cái nữa cho chị sóc siêu quậy một cái. Cho Hiệu Nhung một cái xong luôn. Sóc siêu quậy một cái, Hiệu Nhung một cái xong luôn, mã tặng 6. Có 16 nghìn một cái cho các chị em mình thôi. Ui dồi ôi, em cho đi hết luôn. Hơi tiếc nhưng mà thôi, cũng lên cho các chị em mình cho nó gọn thôi. Hơi tiếc. Được chưa? Các chị em mình nhớ nhấn chia sẻ hết lên cho em nha các bác. Cái này thì còn một mẫu này. Một mẫu thì em còn tương đối nhiều, rất đẹp lắm luôn. Được chưa? Lên cho em mã này, mã xả 1 cho em. 40 nghìn tròn một cái. Được chưa? Xả 1, đây là cùng một mẫu luôn nha, như thế này luôn. Được chưa? Chất bô zip cho các chị em mình từ 40 cân đến dưới 65 cân đang mặc được. Được chưa? Lên comment cho chị cái túi mới em ơi. Comment ở đây cho em mã này là mã xả 1, 40 nghìn đồng một cái. Hàng này thì siêu dễ mặc cho các chị em mình rồi. Xả 1 cho em này, 40 nghìn đồng một cái. Đưa tiếp chị cục kia đi mấy anh ơi. Được chưa? Đấy. Xả 1 là 40 nghìn đồng một cái. Lên nhanh cho em nha các chị ơi. Rồi xả 1 cho chị Phan Thị Thùy một cái. Nguyễn Liễu một cái. Nguyễn Liễu một cái. Lên cho em là xả 1 chị ơi. Nhớ. Chị mã tặng 6 là hết rồi. Xả 1 cho Chanh Chua một cái. Nguyễn Liễu có, Chanh Chua có, Phan Thị Thùy có rồi ạ. Mình lên vào đấy cho em xả 1 40 nghìn đồng. Ôi dồi ôi, nhập vào làm sao được. Cho Bùi Vân một cái xả 1. Bùi Vân có xả 1. Chị Phan Thị Thùy có rồi chị ơi. Nhớ là em chỉ dành cho các chị em mình chia sẻ thôi. Cho Phương Luna một cái xả 1. Bích Liên một cái xả 1. Hết hàng. Đợi chưa, đến Bích Liên là một cái xả 1 hết luôn. Tiếp tục cho các chị em mình này. Một em này nữa quá xinh luôn, mặc lên siêu đây các chị nhìn cho em này, sang chưa ạ? Siêu đẹp luôn, lên cho em mã này xả 2. 35 nghìn một cái cho các chị em mình luôn. Mình nhanh tay vào đấy cho em nhá. Hàng trên hàng nhập vào đã 8 mấy nghìn rồi. 86 nghìn rồi. Lên cho em mã này là mã xả 2, giá 35 nghìn cho các chị em mình luôn. Mình nhấn chia sẻ lên cho em nha. Ô cái mã này, cái này băng dính dán lên nó khó bóc nhỉ. Lên cho em là xả 2, xả 2 giúp em nha các chị. Giá cho các chị em mình 35 nghìn một cái thôi. Các bác mình nhớ nhấn chia sẻ live stream lên cho em này. Cái này 40 đến 60 cân đang mặc thoải mái. Trời ơi 35 nghìn một con áo nhung. Mê mẩn cuộc đời luôn cho các chị. Lên cho em là xả 2 cho em ạ. Xả 2, xả 2 vào đấy cho em nha mọi người. Chị nào mình chưa nhấn chia sẻ thì mình nhấn chia sẻ lên đã. Xả 2 cho Vòng Nguyệt một cái. Cho Lê Trang một cái. Cho Andra Gumiho một cái. Áo này đẹp lắm, em cảm ơn chị Bảo Anh. Andra Gumiho có. Cho chị Liễu Còi một cái. Cho An Nguyễn không giấu một cái. An Nguyễn không giấu có này. Cho chị gì đây ta. Cho Su Su Lớp một cái. Su Su Lớp có này. Cho Nguyễn Liễu một cái. Nguyễn Liễu có luôn một cái. Cho An Hoài một cái. An Hoài có này. Cho Thủy Tiên một cái. Cho Lan Lém một cái. 35 nghìn mã xả 2. Cho Cẩm Tú một cái. Cẩm Tú có một cái này. Cho Lê Thị Thu Nga hai cái. Còn một cái nữa không? Lê Thị Thu Nga có hai cái, em còn một cái nữa cho chị Nguyễn Thị Lan hết hàng luôn. Ok, Nguyễn Thị Lan là một cái xả 2 là hết luôn. Trời ơi, 35 nghìn cái áo. Làm sao các chị em mình đi nhập vào được. Em thách các chị đi nhập vào được, em nói thật luôn. Thách các chị em mình kể cả bỏ ra 1 tỷ để ôm một mẫu cũng không có giá đấy cho các chị em mình nhập vào luôn. Chứ đừng nói thì đấy là các chị em mình ôm cái số lượng vài trăm hay vài nghìn. Bỏ ra 1 tỷ ôm một mẫu cũng không nhập vào được cái giá đấy cho các chị luôn. Được chưa, lên cho em mã này, mã xả 3 cho em này. Xả 3 cho các chị em mình nhún này. Tay hơi bồng xinh lắm luôn. 39 nghìn một cái. Lên cho em vào đây cho em là xả 3 cho em này. Còn 3, 4 cái nha các chị. Xả 3, đúng không? Xả 3 giá 39 nghìn, 40 cân đến dưới 65 cân mặc được hết. Lên cho em xả 3 cho em nha. Lấy cho chị màu cam của cái kia người ta nha. Màu cam của lót lông hàng đắt. Đấy. Cam pha đen. Cái này lên giúp em là xả 3 cho em. Có 4 cái thôi. Xả 3 cho chị Mỉm Cười một cái. Mỉm Cười có luôn một cái. An Hạ. Chị An Hạ ơi, em nói luôn chị rất là xinh đẹp đấy nhá. Nhưng chị vào chị xem tin nhắn đi. Chị làm một cái đơn của người ta cũng không phải là quá nhiều mà cũng không phải là quá ít đâu. Mấy sản phẩm đấy mà địa chỉ số điện thoại chị có nhắn tin đâu. Ý thức tồi quá chị ạ. Rất tồi luôn. Vô cùng là tồi luôn. Đơn của An Hạ chiều nay để trong góc này đúng không? Đấy, chị An Hạ nhá, chị mặc thì mặt chị thì xinh đẹp đấy. Được chưa ạ? Mặt chị thì xinh đẹp đấy. Ok, xả 3 cho Chanh Chua một cái. Mỉm Cười có, Chanh Chua có này. Cho Vân Anh Trần một cái. Cho Thảo Vi một cái. Cái gì kia, Quang Anh Hà. Thôi thôi thôi, chị Quang Anh Hà ơi. Chưa bom của shop nào mà địa chỉ số điện thoại không nhắn tin xong rồi vào đây để comment. Chị ơi, chị cứ nghĩ bom mới là có lỗi à? Chị nghĩ xả đơn không phải là đặt hàng cho sang mõm à? Hả? Địa chỉ số điện thoại không nhắn tin vào comment như thật đó. Chị nghĩ là chỉ có bom hàng mới bị chửi thôi à?
Hả? Xả đơn nó cũng là một cái thành phần sang mõm nhá chị nhá. Vô ý thức, không biết tự giác là như thế nào. Được chưa ạ? Nhá. Ôi giời ơi là ôi giời ơi, làm như người ta không biết á. Làm như người ta không biết, người ta không nhớ gì á. Con Giang này không phải tự nhiên ngồi đây bán hàng được đâu. Nha các chị. Được chưa ạ? 10 năm, gần 10 năm rồi. Không phải là mới bập bẹ bán để mà qua mặt nha. Vô ý thức. Được chưa? Hết luôn mã xả 3 rồi các chị ơi. Cái này thì em nói luôn là chỉ có duy nhất màu này là kỷ niệm cho các chị em mình thôi. Được chưa? Còn đâu là còn cái này nó hẳn 6 màu cơ, nhưng chỉ có duy nhất màu này là em lên cho các chị thôi. Các chị nhìn cho em này. Toàn bộ bên trong của em là lót lông hết cho các chị luôn. Dưới 65 cân các chị mặc thoải mái, cái này trai gái đều mặc được. Duy nhất màu này là em để cho các chị em mình xếp, cái này là xếp vào dòng GT nhá. Lên cho em mã này là mã GT1. GT1 bán cho các chị em mình bao nhiêu tiền ạ? À? Em nói luôn hàng này các chị em mình mua toàn trên 200. Em bán thì cũng chỉ 155.000 thôi. Nhưng mà riêng cái duy nhất cái màu này xin phép là kỷ niệm cho các chị em mình 146.000 một cái. Lên cho em là mã GT1 cho em. Được chưa? GT1 giúp em nha mọi người. Đấy các chị nhìn cho em này. Các chị em mình kể cả trai gái, các chị em mình mua cho con trai mặc cho em thì cũng quá là đẹp luôn. Lên cho em mã GT1. Toàn bộ bên trong lót lông hết luôn cho em này. 146.000 một cái nhá. Mỗi bác chỉ được một cái thôi, kể cả các khách buôn của em không có đâu nha. Không còn xả ba nữa đâu chị ơi. Cái gì Gathy là shop là không cho nhắn số điện thoại lên mà. Ô, con dở hơi. Ngu thật hay ngu giả đấy? Đúng là không thể nào chấp nhận nổi những người như thế luôn. Thôi tốt nhất là tốn thời gian của người khác, mời ra khỏi live. Mời Quang Anh Hà ra khỏi live luôn cho em nhá. Mời ra khỏi live. Được chưa ạ? Lúc cái người dở hơi. Đến đây cháu. Lên cho em là GT1, giá cho các chị em mình là 146.000 một cái. Em nói luôn hàng này mặc sướng hơn cả phao luôn. Rồi GT1 cho Andra Gumiho một cái, cho chị Minh Gọn một cái, cho chị Hà Thị Loan một cái, cho chị Châu Phạm một cái. Châu Phạm có luôn, mỗi bác chỉ được một cái thôi chị ơi. Châu Phạm có nhá chị nhá. Đấy. Thôi chị ơi, chị không dùng Messenger thì chị không có mua hàng bên em làm gì cả hết. Chị ra chỗ khác chị mua đi nhá. Được chưa ạ? Rồi cho chị Hoài Thương Phạm một cái. Bác Minh Gọn có rồi nha bác ơi. Được chưa? Chị Hoài Thương Phạm có rồi. GT1 không comment số điện thoại trên này. Địa chỉ và số điện thoại nhắn tin vào phần tin nhắn. Nghe kỹ hộ em nhá. Được chưa? Nghe kỹ vào đấy cho em địa chỉ với số điện thoại nhắn tin vào phần tin nhắn. Nguyễn Thị Lan nhá, nhắn tin luôn địa chỉ điện thoại vào phần tin nhắn. Được chưa ạ? Chứ đừng có comment số điện thoại trên này làm gì cả hết. Nhà em không có nhận số điện thoại trên này đâu. Được chưa? Vào bảo chưa có bom của ai bao giờ. Chưa có bom của ai bao giờ đâu, nhưng mà đặt cho một đống một lô xích lông vào. Xong địa chỉ số điện thoại thì không nhắn tin. Người như thế thì ok cho chị Nguyễn Thúy có GT1, An Nguyễn không giấu có GT1, Nguyễn Dương có GT1. Nguyễn Dương có GT1 này. Đẹp quá nhỉ, cái này nặng quá. GT1 chị Nguyễn Dương có rồi chị ơi. Nay nhận được quần hộp đẹp lắm chị. Em cảm ơn chị Lê Thị Thu Nga nha, cảm ơn chị nhiều nha. Chị An Nguyễn có rồi chị ơi. Chị nào mình chưa được mình lên về đấy cho em là GT1 không được hai cái chị ơi. Cái này mỗi bác chỉ được một chiếc thôi. Được chưa? Được hai cái ba cái thì khách sỉ của em lại tị nhau ngay. Đấy, tại vì em còn khách sỉ nữa, còn các đại lý bán nữa. Đây là không được hai cái đâu. Cái nào mà em đã nói là kỷ niệm rồi thì các chị em mình mỗi người mình chỉ được một cái thôi, đẹp nhỉ? Nhìn nó sờ nó sướng dã man luôn. 146.000. Đẹp nhỉ? Đấy. Thế nên là thằng khách toàn thích là những cái hàng này hơn cả áo phao luôn ấy. Vì mặc nó không bị cồng kềnh. Đấy mà nó dễ mix đồ, áo phao nhiều khi nó lại không có gọn lắm. Rồi comment vào đấy cho em là GT1 cho em. Là chưa qua cho các chị em mình luôn này. Cái này còn không biết là cái gì, đây còn mấy cái này. Chờ em chút xíu nha các chị. Lẹ tẻ nhiều lắm đây, cái chỗ kia phiên đang ôm sang rồi đúng không? Ôm sang này cho đi hết. Ra để. Chị An Nguyễn không giấu có rồi chị ơi. Ba số tài khoản trên trang cá nhân chuyển tiền vào cái nào? Đúng rồi chị ơi, mình chuyển vào cái nào cho em cũng được. Một trong ba cái tài khoản, một cái tài khoản Vietcombank, một cái tài khoản Techcombank, một cái tài khoản Agribank. Chị chuyển khoản một trong ba số tài khoản đấy đều ok hết. Cái này em còn 5 cái cho mỗi chị một cái. 39.000. Được chưa? Lên cho em mã này là mã xả mấy rồi em ơi? Xả 4, 39.000 một cái. Các chị em mình không tị nhau nhá. Chất bộ zip các chị em mình từ 40 cân đến dưới 65 cân mình mà ok cho em hết luôn. Bao cho các chị em mình co giãn thoải mái luôn. Được chưa ạ? Dưới 65 cân mình mặc được hết, lên cho em là xả 4, 39.000 một cái. Xả 4 giá 39.000, đẹp, em cảm ơn chị Dương Thị Huyền nhá.
tán những cái người mà ý thức tồi lắm, em nói luôn. Không có tinh thần tự giác, không tự giác thì chả biết là điều đầu tiên dạy con là cái gì nữa. Hay là dạy con bốc phét. Với cả là dạy con nói dối. Rồi xả 4 cho em này. Xả 4 cho chị Đinh Mỹ Linh một cái, Lê Thị Thu Nga một cái, Hoài Thương Phạm một cái, Đào Ngọc một cái, Hiệu Nhung một cái hết à. Đào Ngọc có, Hiệu Nhung có hết luôn, không còn xả 4 nữa nha các chị. Hết luôn xả 4 rồi. Không còn xả 4 nữa đâu. Đẹp quá. Rồi chờ em chút xíu cho cháu cái màu trắng này. Rồi chờ em chút xíu nha. Hết xả 4 rồi các chị ơi, không còn. Em nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Chị cảm ơn Hoàng Trang nhiều nha mình ơi. Cảm ơn Hoàng Trang nhiều nha. Các chị em mình chia sẻ rồi, mình lên tiếp cho em mã này. Này bóc cái mã này ra, không sửa luôn thành xả 5 luôn đi cho dễ. Đấy cùng mã đấy gì. Được chưa em này, các chị em mình lên comment cho em này. Lên cho em mã này là xả 5. Xả 5 cho các chị em mình bao nhiêu tiền ạ? 24.000 một cái, không cần suy nghĩ đâu. Em nói luôn, nhiều chị còn mới vào, các chị nghĩ là bán 24.000 cái áo này chắc về không có mặc được đâu. Nhưng em sợ về nó lại là cái áo mà các chị em mình mặc nhiều nhất luôn. Nào chợ đây các chị nhìn cho em này. Lên cho em mã này là mã xả 5, giá là 24.000 một cái. Xả 5 cho em giá là 24.000 nhá. Gửi hàng mấy ngày có chị ơi, phải biết ở đâu thì mới gửi mấy ngày chứ. Bây giờ được chưa ạ? Khách ở Hà Nội, khách ở các tỉnh xung quanh Hà Nội, khách ở miền Trung, miền Nam, cái số ngày nhận nó phải khác nhau chứ. Hỏi gửi hàng mấy ngày nhận để biết trả lời kiểu gì ạ? Biết chị ở đâu để mà trả lời ạ? Rồi xả 5 này, xả 5 cho Đinh Mỹ Linh 2 cái, Dương Thị Huyền 1 cái, Dương Ánh 1 cái, Phan Thị Thùy 1 cái, Lê Thị Thu Nga 1 cái, Hà Thị Loan 1 cái, Bông Tuyết 1 cái. Bông Tuyết 1 cái, Nguyễn Thị Tin 1 cái hết à. 24.000 rồi ạ. Bông Tuyết 1 cái, Nguyễn Thị Tin 1 cái hết luôn, không còn nữa nha. Hết luôn không còn nữa đâu ạ. Em nói luôn, riêng giá hôm nay thì các chị em mình không cần phải nghĩ ngợi làm gì đâu. Đây là chị tiếp mã kia em ơi. Đấy chị một size, lên từng size một. Cho cháu một size. Size nhỏ nhất đi, size M là size nhỏ nhất đúng không? Cái này nó có mấy size đấy? Thì nó cháu xem mấy size. Đây này, cả Huyền Anh xem cả chỗ này, cái này em này. Các chị em mình không tị nhau nhé. Cái thứ nhất là nhìn cho em hàng chuẩn này. Được chưa, hàng chuẩn, hàng công ty cho các chị em mình chứ không phải là hàng thường nhá. Chủ yếu là còn mờ nhiều đúng không? Hả? Thế thì lên nguyên mờ, chị lấy cho chị 100 cái mờ đây. 100 cái mờ này giá, em nói luôn, giá vỡ nợ luôn cho các chị em mình. Khẳng định đố bao giờ nhập vào được giá này luôn đấy các chị nhìn cho em. Được chưa ạ? Nhớ là có mark mít nhá, hàng này các chị nhìn cho em này. Không phải là hàng thường. Được chưa? Hàng thường là hàng không có size, đây em lên cho các chị em mình nguyên một size này. Em bán bình thường con này là 110.000, là rẻ nhất cho các chị em mình rồi. Đây các bác nhìn cho em này. Cái này các chị em mình size này cho các chị em mình từ 38 cân đến các chị em mình dưới 50 cân mình mặc cho em cho đẹp. 38 cân đến dưới 50 cân nha các chị. Đó, đây các chị nhìn cho em này. Bao cho các chị em mình quá đẹp luôn, bao nhiêu tiền ạ? Cái mã này các chị em mình lên vào đây cho em là mã xả 6. Xả 6 bán cho các chị em mình bao nhiêu tiền? 63.000 một cái. Không chị nào tị chị nào, duy nhất một size này cứ dưới 50 cân mặc thoải mái luôn cho em. Thậm chí hơn nữa mình vẫn có thể mặc được. Được chưa? Xả 6 giá cho các chị em mình 63.000 một cái. Em nói luôn, khoác nhung hàng này thật sự luôn. Tìm cái chỉ thừa của nó còn khó. Chỉ thừa của nó còn ít luôn. Được chưa? Hiếm lắm mới tìm thấy cái chỉ thừa, các chị nhìn cho em này. Bao cho các chị em mình từng cái đường kim mũi chỉ luôn, nó siêu đẹp. Xả 6. 39 40 cân đến dưới 50 cân mặc đẹp cho em. Được chưa? Xả 6 vào đấy cho em nha các chị. 63.000 một con áo khoác luôn cho các bác mình. Mê mẩn luôn, em cũng mua nhiều mà cứ ngóng chị Hoài ái bùi. Rồi xả 6 cho Ngô Tiêu Anh, xả 6 cho Hà Thị Loan, cho Cầu Vồng Sau Mưa, cho Su Su Lớp. Được chưa? Su Su Lớp có luôn này. Xả 6 lên cho em nha các chị, em lên một size đừng hỏi là có size nọ có size kia không, em bỏ qua hết, em nói luôn. Xả 6 cho Yên Bình, xả 6 cho Vân Nguyễn Không Giấu. Vân Nguyễn Không Giấu có xả 6 này, Ngô Tiêu Anh có rồi chị ơi. Xả 6 cho Người Tình Mùa Đông, xả 6 cho Lý Sóc Xua, xả 6 cho Hiền Trang, xả 6 cho Nguyễn Thị Phương Thúy, xả 6 cho Trần Ngọc. Được chưa? Xả 6 cho Dương Ánh, Dương Ánh có xả 6 này. Xả 6 cho Thu Huyền đầy đủ dấu. Được cho em chỉ lên duy nhất một size này từ 40 cân đến từ 39 cân đến độ 50 cân cho em thôi. Được chưa? Muốn mặc ôm thì kể cả 54 55 cân vẫn mặc ok. Bản thân em là 49 cân rưỡi vẫn đang mặc thoải mái nha các chị. Rồi xả 6 cho chị Nhung Toy. Nhung Toy có xả 6, Phan Thị Thùy có xả 6, Phương Thơ có xả 6. Phương Thơ có xả 6 luôn này.
lên cho em là xả 6 cho em. Rồi cho Ngọc Nhi xả 6, Thúy Anh, Thúy Oanh Vũ có luôn xả 6. Được chưa? Cho chị Ly Khánh xả 6, Mất Niềm Tin xả 6, Phù Thủy Mai có luôn xả, à quên, Thúy Phù Mai có xả 6, Đoàn Thị Hồng Nhung xả 6, Châu Phạm xả 6. Mất Niềm Tin có rồi mình ơi. Cho chị Hồng 8 có luôn xả 6, Đạt Vi có xả 6. Đạt Vi có này. 63.000 một chiếc cho các chị em mình thôi, em nói luôn là nó rẻ như bèo cho các chị luôn. Rồi chị Thu Huyền có rồi, chị ơi Oanh Lê đầy đủ dấu có xả 6. Nốt cục này đi. Oanh Lê có xả 6 luôn này. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em xả 6, giá 63.000 cho các chị em mình. Em thề với các chị em mình là mặc quá đẹp luôn. Được chưa? Chuẩn hàng của Mít luôn cho các chị em mình nhá. Bao giờ các chị em mình mê mẩn. Xả 6 cho Vòng Nguyệt một cái. Cho chị Thúy Trương Trương một cái. Vòng Nguyệt một này, Thúy Trương Trương một này. Còn chị nào mình chưa được nữa, Nguyễn Thị Phương Thúy có rồi chị ơi. Nguyễn Thị Phương Thúy mình có xả 6 rồi nhá. Cho chị Sen Nguyễn không giấu một cái xả 6. Sen Nguyễn không giấu một cái. Cho Đoàn Thị Hồng Nhung một cái. Đoàn Thị Hồng Nhung có xả 6 rồi. À, Ngọc Nhi có rồi chị ơi. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên về đấy cho em xả 6. Em qua mã luôn này. Em lên nhanh luôn cho các chị em mình. Đoàn Thị Hồng Nhung có xả 6 rồi. Cho Duyên Nguyễn xả 6. Mẹ à quên, Duyên Phạm xả 6, Mary Nguyễn xả 6. Áo đẹp em cảm ơn chị Thu Hương. Tất cả các chị em mình có đơn cái là mình nhắn tin địa chỉ này, số điện thoại vào trong phần tin nhắn cho em nhá. Rồi chị nào mình chưa được mình lên comment vào đấy cho em là xả 6 cho em. Để em làm cái này, em ghim cái comment lên đã. Rồi chị nào mình chưa được nữa mình lên cho em xả 6 nhé. Xả 6 cho Võ Thu Hương một cái. Võ Thu Hương có xả 6 luôn này. Chị nào mình chưa được nữa mình lên cho em xả 6. Đấy, ghim lên cho nó dễ. Giang ơi, nay chị nhận được áo nỉ bông đẹp không thể tưởng được. Ui bác Hương cỏ dại, em cảm ơn chị nhiều nhá. Cảm ơn chị Hương cỏ dại nhiều. Được chưa, con này kể cả không cần kéo khóa, mặc khoác cho em thôi cũng đẹp rồi. Được chưa, mặc khoác cho em thôi cũng đẹp rồi. Rồi các chị em mình có đơn rồi thì mình chấm cho em một cái. Mình đừng comment số điện thoại trên này. Comment số điện thoại trên này là em không có muốn đọc tên lên đâu nhá. Được chưa, comment số điện thoại trên này. Mai người ta gọi điện, người ta bảo nhân viên nhà Giang Doãn xin địa chỉ để gửi hàng thì em nói luôn cái đấy là vứt. Được chưa, thì nói luôn. Nhân viên nhà Giang nó không có xin địa chỉ. Nói luôn như thế cho em. Được chưa, riêng một ai này có những trường hợp gọi điện bảo nhân viên nhà Giang Doãn xin địa chỉ để gửi quà tặng, gửi nước hoa hay là gửi hàng đều là không phải hết nha các chị. Đều là lừa đảo hết. Nhà em chỉ chốt hàng trên tin nhắn cho các chị em mình. Khách có đơn chủ động nhắn tin địa chỉ và số điện thoại vào trong phần tin nhắn. Được chưa, thì mới được chốt đơn cho các chị em mình nhá. Có đơn là mình phải nhắn tin hết cho em. Lên cho các chị em mình một mã váy. Váy này thì chắc là không cần phải giải thích nhiều rồi. Được chưa, bác nào mình đã nhận được váy này rồi mình cho em cái nhận xét luôn. Được chưa, từ khi em đang bán 168.000 một cái bên pet cũ, các chị em mình còn mê mẩn luôn vì cái chất nó quá đẹp. Được chưa, đây sang này, cái này là pet mới hôm bán, bị mất pet mới, à bị mất pet cũ bán cho các chị em mình đây. 139.000 một cái. Lên cho em mã này là V1 cho em nhá, giá 139.000. Được chưa, 139.000 một cái, lên cho em là V1 cho em này. Em nói luôn siêu đẹp luôn cho các chị em mình luôn á. Thật sự luôn với các bác mình hàng này. Từ 38 cân đến các chị em mình tầm khoảng dưới 60 cân mình mặc cho em cho đẹp nha các chị. Đấy, đây các chị nhìn cho em này. Nó vào là váy len cho các chị em mình. Đấy, các bác nhìn cho em nha, nhìn cho em này. Mê mẩn chưa? Chắc thì em nói luôn là chỉ sợ là các chị nhận hàng các chị lại ngạc nhiên luôn. Em bán giá cũ 168.000. Đây là gọi là xả cho các chị em mình rồi vì sang cái fanpage mới nha các chị nhá. Bán lấy tương tác lên cho em V1 giá 139.000 một cái. Được chưa? V1 cho em ạ, giá 139.000 một cái. Em ơi đẹp dã man luôn chất. Mặc cho em đi làm đi chơi đi trước gì cho em thì quá sang luôn các chị ơi. Cái chất nó rất là đẹp luôn ạ. Em nói thật với các chị luôn, chất nó rất là đẹp luôn. 139.000 một cái. Lên giúp em là V1 cho em nha các chị. V1 cho em, nhìn váy mà mê. Em cảm ơn chị Quách Lương nhá. Rồi V1 cho Khánh Thảo, V1 cho Khánh Vi, V1 cho Nguyễn Huyền đầy đủ dấu. Lên cho em là V1 cho em 139.000. Em nói luôn, hàng này các chị em mình mua ngoài không bao giờ có giá dưới 350.000 được. V1 cho Hằng Lê không dấu, V1 cho Vòng Nguyệt, V1 cho Bùi Luyến. Hằng Nguyệt có, Bùi Luyến có. Lên cho em là V1 giúp em nha các chị, giá 139.000 một cái.
Được chưa, lên comment vào đấy cho em là V1 cho em. Mèo ơi, chất đẹp lắm luôn á. Nhìn cái con này này, chất này. Sướng dã man luôn cho các chị em mình. Còn chị nào mình chưa được nữa, mình lên vào đấy cho em là V1 giúp em nha. Giá cho các chị em mình 139 đấy chị. Chị Hằng Lê không giấu có rồi chị ơi. Chị nào mình chưa được nữa, mình cho chị Trần Ngọc một cái V1 này. Trần Ngọc có luôn một cái V1. Váy đẹp mình nhận rồi, chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thúy Phù Mai, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Được chưa, vì giá trước của em là 168.000, các chị biết rồi. Đây để cho các chị em mình có trăm. Cho chị Hương Giang một cái V1 có 139.000 thôi. Rẻ. Cho chị Phương Thơ có luôn một cái V1. Được chưa, còn chị nào mình chưa được nữa, mình lên cho em là V1 cho em nhá. Qua mẫu cho các chị em mình luôn. Được chưa, qua mẫu cho các bác mình hàng. Bao cho các chị em mình quá mê mẩn luôn. Thật sự với các chị luôn ấy, quá sướng. Rồi, chị nào mình chưa được nữa, mình lên cho em V1 vào đấy cho em nhá. Cho cháu cái cục trắng trắng này là mã gì đấy. V1 cho Nguyễn Gia Vĩ một cái. Hương Giang có rồi, Nguyễn Gia Vĩ có rồi nha mình ơi. Đây đúng không, phát nách đây đúng không. Đây còn ít này cho mỗi chị em mình cái, nó là cho nhanh tay luôn. Không chị nào tị chị nào nhá. Mã này lên comment ở đây, mã GT mấy. Em nói luôn con này em không lỗ thì em không có làm người luôn. Được chưa, không lỗ em làm con các chị luôn. Em lỗ hàng 20 mấy nghìn một cái áo luôn. Được chưa, đây em để cho các chị em mình bao nhiêu tiền, 20.000 tròn một cái. Comment cho em mã này là mã GT2, giá 20.000 tròn một cái. Em nói luôn. Được chưa, ăn 500 một hào nào của các chị em mình thì em mắc ở cổ luôn. Em nói luôn với các bác mình. Được chưa, hàng của em nhập vào hàng này là 40 mấy nghìn một cái thôi. Em lỗ hơn 20.000 một cái. Em xả cho gọn nốt luôn, lên cho em mã này là mã GT2. Giá cho các chị em mình 20.000 tròn một cái. Con này thì mặc quá nhiều lần rồi, không cần giới thiệu làm gì nhiều. 20.000 một cái con sắt nách, chị nào mình cũng cần có trong tủ đồ luôn. Mix đồ cho em là quá là đẹp luôn nha các chị, đỉnh luôn. Được chưa, GT2 cho chị Bích Liên một cái. Cho Hải Yến một cái. Cho Vòng Nguyệt một cái. Cho Thanh Hòa một cái. Cho Hoàng Hường một cái. V1 cho chị Lê Vân một cái kìa em kìa. V1 là chị Lê Vân. GT2 cho em ạ. GT2 cho Nguyễn Trang một cái. Nguyễn Trang có luôn này. Cho chị Hải Yến có rồi. Chị ơi cho Hiệu Nhung một cái. Cho Loan Lê không giấu một cái. Loan Lê không giấu có. Cho Duyên Phạm một cái. Duyên Phạm có luôn. V1 cho chị Hân Juli một cái. Em ơi, V1 mã váy vừa nãy cho Hân Juli. Hân Juli có V1 rồi. GT2 cho Nguyễn Huyền một cái. Nguyễn Huyền có luôn một cái này. Cho chị Trần Ngọc một cái GT2. Cho chị Bùi Luyến GT2. Cho chị nào đây, em còn một cái GT2 đó là em hết nhá. Cho chị Đào Huệ một cái GT2 hết hàng. Hết luôn GT2 luôn các chị ơi. 20.000 hết rồi, không còn đâu ạ. Hết luôn GT2. Này các chị em mình cố gắng mình chia sẻ lên cho em. Nhiều những cái hàng lẻ tẻ xả cho các chị em mình lắm. Nói chuyện lên cho các chị em mình một mã này. Một mã lót lông. Hàng này thì chắc là không cần phải nghĩ nhé. Chất này. Bao mê luôn màu này. Chị nào mà mình có con trai ấy, trong tầm khoảng trên 30 cân đến độ 45 cân ấy, mà không khó mua áo khoác ấy, nó đang ở cái lứa tuổi dậy thì khó mua áo khoác, thì các chị em mình có thể mua cho em này. Còn như bản thân chị em mình thì cứ từ 38, 39 cân đến tận 60 cân vẫn đang mặc được cho em, ok hết nhá. Được chưa, từ 39 cân đến tận 60 cân vẫn đang mặc được cho em luôn. Hàng này của em là thô lì lót lông, không phải là gió lót lông đâu. Gió lót lông thì nó sẽ giá rẻ hơn cơ. Đây của em là thô lì lót lông 135.000 một cái. Lên vào đây cho em là K1 đúng không? Lên cho em là K1. K1 cho em ạ, giá cho các chị em mình 135.000 một chiếc. Ui ôi nặng thế. K1 giá 135.000 một cái. Trai gái nếu như các chị em mình mà có con trai đang khó mua đồ ấy, trong cái tuổi mà kiểu sai đại của người, tức là mặc đồ người lớn thì sợ rộng này, mặc đồ bé thì lại khó tìm ấy, mà trong một trên 30 cân ấy, mặc ok cho em luôn. Lên cho em là K1 cho em nha. Lâu được lên fan cứng quá chị, vì fanpage mới mà mình. Rồi K1 cho chị Ngô Hoa một cái. Cho chị Bùi Luyến một cái. Cho chị Hân Võ không giấu một cái. Cho Lê Trinh một cái. Lê Trinh có luôn, sao không thấy thông báo. Hay là bác chưa bấm theo dõi fanpage của em. Lê Trịnh có rồi chị ơi. Chia cho chị Hân Võ một cái K1 135.000 nha các chị. Lót lông bên trong. Được chưa, hàng này là được các quần giả váy bán chưa. Chị bán chưa, quần giả váy là quần giả váy gì hả chị. Được chưa, đây là một cái được một cái mã mà kể cả khách qua nhà cũng khen luôn. Các chị cứ khen là hàng này mặc sướng hơn cả áo phao luôn. Ấm. Rồi K1 cho chị Lê Ngọc Nguyệt một cái. Trốn chồng đi săn hàng chị Hải Yến. Cho chị một cái áo xả 6 là mã nào. Thế cho chị một cái đi, cho chị Hương Giang một cái xả 6 luôn đi. Ok, chị Hương Giang có xả 6 luôn nhá. Rồi K1 cho chị Hà Yến. Lê Ngọc Nguyệt có rồi chị ơi. Chị Hương Giang em cho chị cái xả 6 rồi. Còn chị nào mình chưa được mình lên comment vào đấy cho em là K1 cho em. Ôm sang bên nhà làm gì gì. À không không, vậy thì không chốt bên này. Ừ. K1 hai cái cho chị Nguyễn Gia Vĩ. Nguyễn Gia Vĩ hai cái này.
Chị được V1 không Giang, chị loan lê á, loan lê như chưa có V1 đâu. Chưa được đâu, chị lên comment lại. À V1 chị loan lê có rồi, loan lê có V1 rồi. Loan lê có V1 rồi nhá, K1 đó chị Giang lương một cái. Chị loan lê không giấu có cam à V1 rồi, chị có mã váy thôi. Còn chị nào mình chưa được K1 nữa, mình lên comment ở đấy cho em là K1 giúp em nha các chị. Lên comment cho em K1, hàng này thì mặc có mà quá là thích luôn á. Thật sự thì các chị em mình là bao mê luôn cho các bác mình. Mặc mà nó dễ mix đồ. À, chưa ạ, về các chị em mình mặc cho em thích lắm luôn này. Em cho vào túi. Comment về đấy cho em là K1. K1 đó chị Lanh Nguyễn không giấu một cái. Lanh Nguyễn không giấu có luôn một cái này. À, Giang ơi, chị gửi địa chỉ số điện thoại rồi em check. Dạ chị Thu Huyền ơi, chị cứ có đơn chị nhắn tin vào đấy. Mai nhân viên nhà em chốt đơn là các bạn ấy sẽ vào đọc tin nhắn và chốt thôi. Chứ không phải là có địa chỉ cái là gửi hàng luôn đâu. Không phải cứ nhắn tin địa chỉ là nhà em tự ý gửi hàng đâu. Trước khi đi đơn là nhân viên nhà em phải nhắn tin thông báo cho các chị em mình. Được chưa? Ví dụ như áo bao nhiêu, quần bao nhiêu, tổng bao nhiêu sản phẩm, cộng với ship tổng bao nhiêu tiền rồi mới đi đơn cơ. Chứ không phải cứ nhắn tin địa chỉ là đi đơn luôn đâu, em nói luôn nhá. Nhà em thì em nói luôn là làm cho chị cái V1. Dạ, à, chị ơi cho em cái V1 với ạ. Ok, cho chị Hoa Thị Đào một cái V1. V1 em còn hàng, chị ơi Lê Ngọc Nguyệt một cái V1. Được chưa? Lê Ngọc Nguyệt có V1 này, Hoa Thị Đào có V1. Chị nào mình chưa được V1 thì mình lên về lấy cho em V1, mã váy đã đẹp mà. Thật sự luôn mà cái chất của nó sướng lắm. Cho chị Ngọc Nhi một cái K1 đấy luôn. Ngọc Nhi một cái K1 gấp vào đấy chưa? Rồi, cho chị Nguyễn Dương một cái K1. Nguyễn Dương có luôn một cái K1 này. Ngọc Nhi có, Nguyễn Dương có này. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên về đấy cho em K1 cho em là áo khoác lót lông nhá. V1 là mã váy. Tiếp tục có cháu một mã. Lấy cháu quần chip vào đây đi chị ơi. Rồi, trong lúc chờ quần chip lại còn ít em này. Cho mỗi bác một cái, kỷ niệm mỗi bác một cái này. Mình không có chọn mẫu nha các chị. Được chưa, không có chọn mẫu. Đây các chị nhìn cho em này, mình không có chọn mẫu đâu. Đây em còn mấy cái kiểu của nó khác nhau một tí xíu thôi. Được chưa, màu nó khác nhau tí em cho luôn vào đây cho các chị em mình. Cho các chị em mình là 25.000 một cái. Lên mã này mã xả mấy thôi em ơi. Lên cho em mã này mã xả 7. 25.000 không chọn màu nhá. Còn có một cái màu đen, còn đâu là mấy cái màu hồng. Được chưa, 25.000 một cái. Lên cho em là xả 7 cho em nhìn này thôi, nhưng từ 39 cân đến tận 60 cân vẫn mặc được. Xả 7 cho em nhá, 25.000. Được chưa, các chị em mình nhớ là mình nhấn chia sẻ live stream lên cho em. Xả 7 cho em ạ. Xả 7 cho Đào Ngọc một cái. Cho Chanh Chua một cái. Cho Phan Thị Thùy một cái. Phan Thị Thùy một cái này, cho Đinh Mỹ Linh một cái. Rồi cho Thảo Nguyễn không giấu một cái hết hàng. Cho Thảo Nguyễn không giấu được một cái hết luôn, không còn nữa nha các chị. Hết luôn xả 7 các chị ơi. Lên cho các chị em mình mã quần chip, quần này em đang mặc trong người luôn này. Mặc mê lắm luôn các chị ơi. Nhiều chị bảo ôi dồi ôi Giang ơi chị mua quần chip á, chị mua đến 160 mấy nghìn, 165 nghìn một set về mà chất nó cứng đơ ra, mặc nó chán lắm em ạ. Nhưng riêng quần chip nhà em thì em nói luôn, từ những cái rẻ nhất cho các chị em mình luôn. Được chưa ạ, con này. Con này là một mã mà hầu như là chị nào cũng mê luôn. Bản thân em các chị em mình thấy em bán quần chip, kể cả có những loại đến hàng 400 nghìn một set em còn đang bán. Vậy mà em lại thích mặc con này, vì cái chất của nó quá là mê luôn. Các chị nhìn cho em này, form này. Nó chưa, pha gen cho các chị luôn, gen của nó mềm nhũn luôn. Quần chip này bác chắc chắn là nhiều chị mua được rồi. Không cần phải fanpage cũ mà fanpage mới này cũng nhiều chị mua được rồi. Những chị nào mình đã mua được cái mã chip này rồi, mình cứ cho em cái nhận xét luôn. Được chưa, từ 40 cân đến 57 cân vẫn đang mặc ok cho em luôn. Được chưa, nó rất là ôm mông và đẹp. Đằng sau nó có nâng mông, đằng trước các chị nhìn cho em này. Toàn bộ pha gen viền này. Sờ nó mềm nhũn luôn, nó không bị cứng, không bị thô như cái quần chip mà mấy chục nghìn đâu. Được chưa, em nói luôn, chất rất là sướng luôn. Đây là ngon bổ rẻ. Lên cho em mã này là mã C1. Được chưa, hình như em đang mặc màu này bên trong thì phải. Em đang mặc màu này thì phải. Các chị nhìn cho em nó co giãn sướng lắm. Lên cho em là C1 giúp em nha mọi người. C1 bán cho các chị em mình là 142.000 10 quần. Được chưa, C1 giá 142.000 10 quần. Comment vào đấy cho em là C1 cho em nha. Cho chị một tí băng dính đây em ơi. C1 giá 142.000 10 quần cho em nha các bác ơi. Thề với các chị luôn là các chị mua quần này là các chị nghiện luôn đấy ạ. Mặc sướng lắm. Chip này mặc sướng thật, em mềm này, ôm này. Mua 10 chiếc, hai mẹ con mặc cùng này. Gái 10 tuổi mặc vô tư, chị Chanh Chua đấy thích lắm luôn các chị ơi. Vì cái chất nó rất là thích ý. Đây là các chị em mình mua thử một lần về mà mặc cho em nha. Ok, C1 đó chị Nguyễn Như Quỳnh một set này. Nguyễn Như Quỳnh một set đó chị Ngải Tình một set này. Ngải Tình có luôn C1. Đẹp phê, em cảm ơn chị Huệ Nguyễn, mặc rất là sướng luôn. Giá là 142.000 10 quần nhá chị nhá. Cho chị Dương Ánh có luôn C1 này. Ngải Tình có rồi, chị ơi Giang Trần không giấu C1 này. Giang Trần không giấu có C1 luôn ạ. Có lộ viền không em? Em thì toàn mặc cái này với váy body mà chưa bao giờ thấy lộ viền luôn.
Em toàn mặc quần này, em mặc cái quần này để mặc với váy body với quần legging thôi. Vì nó có nâng mông, mặc lên nhìn cái form nó đẹp. Rồi cho chị Phạm Nhung có, Phan Nhung có luôn V1 này. Em có nhìn thấy chị Trúc Thương Trần nha chị ơi. Giang Trần có C1 rồi chị ạ. La Sơn Bình An C1 này. Minh Gọn có luôn C1 này. Nguyễn Gia Vĩ có C1 này. Giang Trần có rồi chị nhá. Minh Gọn có rồi cho chị Nguyễn Thúy C1 này. Cho chị Nhâm Nguyễn C1 này. Nhâm có giấu, Nguyễn không giấu. Được chưa, chị nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em là C1 giúp em. 142.000 10 quần. Về các chị em mình mặc cho em thì có mà mặc cả nửa năm luôn. Cho chị Diễm My C1 này. Cho chị Nhật Tâm 2 set C1 này. Nhật Tâm có 2 set C1 luôn này. Nhâm Nguyễn có rồi, La Sơn Bình An có rồi. Khánh Thảo C1 này. Phương Tho C1 này. Phương Tho C1 hôm nay chị nhận hàng rồi, lên bé đẹp quá em ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Dung nha chị ơi. Mình vừa nhận được quần chip này rồi, ok lắm. Em cảm ơn chị Trịnh Tuấn, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chị Nhật Tâm có 2 set C1 rồi. Chị nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em C1. Nguyễn Gia Vĩ có rồi mình ơi, 142.000 10 quần chị ạ nhá. Trước em bán là 148.000 nhưng mà bị mất cái fanpage kia, sang fanpage mới bán toàn giá tri ân cho các chị em mình thôi. Để lấy tương tác kéo, tức là để tìm lại khách thất lạc thôi. Rồi chị Nhâm Nguyễn có rồi, Nguyễn Thúy có rồi chị ơi. Đúng rồi, 142.000 là 10 quần chị ạ nhá. 142.000 trên 10 quần. Lên cho em là mã C1. Chị Nhâm Nguyên có rồi, cho chị Liên Kem có luôn C1 này. Liên Kem có C1 luôn ạ. Chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em C1, chất sướng lắm. Thề với các chị luôn, đúng là mê mẩn cái thằng người luôn á. Rồi ơi, tiếp tục lẻ tẻ mẫu này. Cho mỗi bác mình 1-2 cái nào. Nhấn chia sẻ lên cho em nha. Đang buồn giàu là em cho đi hết đây các chị ơi. Buồn giàu là đi hết. C1 cho chị Nguyễn Thị Lan 1 set. Nguyễn Thị Phương Thúy 1 set, rút tay mà. Nguyễn Thị Lan mình mua 4 set các loại chip luôn, em cảm ơn chị Lê Thị Kiều, Lê Kiều Vân nhé. Nguyễn Thị Phương Thúy có rồi, Nguyễn Thị Lan có rồi chị ơi. Đoàn Thị Hồng Nhung 1 set. Đoàn Thị Hồng Nhung có luôn 1 set này. Còn chị nào mình chưa được nữa, sen to là 340.000 một hộp chị ơi. Mã này nó lẫn mẫu nhá các chị em nhá. Được chưa, trong này nó có cả tay cộc cả tay dài luôn ấy. Cả tay cọc cả tay dài luôn. Em xin phép là vừa bán vừa tặng cho mỗi chị em mình một cái. Giá bao nhiêu tiền ạ? 22.000 nhưng mà không chọn màu, không chọn mẫu đâu. Này bác nào mình đồng ý thì mình lên comment thôi. Chứ em nói thật luôn là cái giá này em lỗ cả mấy chục nghìn một con áo luôn. Đấy, comment ở đây cho em mã này là mã GT mấy em ơi? GT3 giá cho các chị em mình 22.000 một áo. Các bác mình nhấn chia sẻ live stream giúp em nha. Này GT3. GT3 giá 22.000 một cái. Được chưa, lên comment ở đấy cho em là GT3. Mình đừng comment số điện thoại trên này chị ơi. Đọc em ghim to tướng đến giờ mà vẫn comment số điện thoại làm gì. GT3 cho Linh Hồn Đá một cái. Mỉm Cười một cái. Lê Kiều Vân một cái. Thanh Hòa một cái. Nguyễn Oanh một cái. Liên Kem một cái. Liên Kem một cái. Dương Hương không giấu một cái. Jun Nguyễn một cái. Hiền Trang một cái. Còn một cái cuối cùng có chị nào đây. Andra Gumiho một cái hết à. Ok chị Andra có luôn nha. Hết luôn không còn nữa các chị ơi. Không cần gì nhiều đâu, chỉ cần các chị em mình nhấn chia sẻ cho em vài lần thôi. Giá hôm nay em muốn xả đi cho nó gọn hết đấy mà. Đẹp nhỉ. Được chưa? Rồi tiếp tục cho các chị em mình này. Cho cháu cái mã lót lông màu kia đi gì. Hết luôn GT3 các chị ơi. Đấy cái màu đấy luôn. Lên cho các chị em mình một màu này đẹp nhỉ. Màu này là màu san hô đây này. Hàng này thì em nói luôn, khi mà em bán cho các chị em mình 139.000, khách toàn khen là ui dồi ôi ra hơi rẻ quá. Chị mua toàn 180.000 một cái đây các chị nhìn cho em nha. Đây bán cho các chị em mình cho có bán cho các chị em mình có 135.000 luôn. Được chưa? Comment vào đây cho em mã này là mã K2. Màu này ui các chị nhìn cho em, trời ơi. 40 đến 60 cân mặc ok cho em hết luôn ạ. À. Lên giúp em là K2 cho em nhá. K2 các chị bảo một con áo như này bán giá 135.000 thì các chị em mình cần gì phải suy nghĩ làm gì, không cần đắn đo. Được chưa, mà tay của em nó sẽ là hàng hai lớp thôi. Tay của em không cho làm lót lông đâu, vì tay mà lót lông nhìn tay nó thô, nó xấu cực kỳ luôn. Được chưa, mà vai chị nào to cái lót lông nó sẽ bị trợt nách, nhưng riêng áo này nhà em thì thoải mái. 40 đến 60 cân các chị mặc ok hết, ui đồ đẹp đẹp. Màu đẹp dã man luôn. Trời ơi, lên về đây cho em, comment về đây cho em là K2 cho em ạ. K2 nhá, giá 135.000 một cái. Lên cho em K2 đặt đây cháu nhé. K2 cho em này giá 145.000, 40 đến 60 cân cứ đặt đây cháu. 40 đến 60 cân các chị đều mặc ok cho em hết luôn, đẹp tuyệt vời luôn ạ. Rồi K2 chị Phan Thị Thùy một cái. Nguyễn Thơm đầy đủ dấu có. Cho chị Nhi Thuận có luôn. Nhi Thuận có luôn này. Lên cho em là K2 cho em, cho chị Sinh Phạm một cái. Sinh Phạm có luôn này. Cho chị Đinh Nhung một cái.
Đinh Nhung có luôn cho chị Nhạt nắng một cái K2 màu cũng đẹp luôn. Màu này nó là màu hồng san hô hồng đất. Cho chị Thơm Thảo một cái, cho chị Nhi Nguyễn không giấu một cái. Thơm Thảo một, Nhi Nguyễn không giấu một này. Sinh Phạm có rồi, chị ơi cho Thu Còi một cái. Bác Nhạt nắng có rồi, Thu Còi có rồi nhá. Còn chị nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em là K2 cho em. Mặc cho em sướng lắm. Đinh Nhung có rồi chị ơi. Cho chị Bùi Luyến một cái K2. Bùi Luyến có K2 này, cho Đào Ngọc K2. Nguyễn Thức Nguyễn có luôn K2. Nguyễn Thức Nguyễn có luôn K2 này. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên cho em K2 cho em nha. Thế được chắc thế được rồi. Còn chị nào cho chị Dương Ánh có luôn một cái K2 này. Nhi Nguyễn có rồi, Dương Ánh có, Nguyễn Thức Nguyễn có nhá. Đinh Nhung có ạ. Cho chị Hân Thoa một cái K2 này. Hân Thoa một cái. Cho chị Lệ Thanh một cái. Lệ Thanh có luôn hóng quần, chị mặc ở hàng bán 2 năm nay rồi, giờ này vẫn còn hóng. Cập nhật thời trang đi em ơi. Hàng này lỗi mốt đến nơi rồi. Lê Thị Kiều Anh một cái. Cái này bán từ năm 2018. Lê Thị Kiều Anh có luôn một cái. Cho chị Lê Vân một cái. Lê Vân có luôn này. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em là K2 giúp em nha các chị. K2 bán cho các chị em mình. Chị Nguyễn Thơm có rồi, 135.000. Cho chị Huyên Ngô một cái. Nguyễn Thức Nguyễn có rồi. Chị ơi Huyên Ngô có rồi. Chị nào chưa được lên comment vào đấy cho em là K2 giúp em. Qua mà em lên lướt mã nhanh rồi các chị ơi, vì nhiều mã lắm. Không lên nhanh thì không thể nào mà lên được cho các chị em mình nhiều đâu. Được chưa ạ? Chờ em chút xíu nào, màu này đẹp quá nhỉ. Màu này có mỗi 4 cái thôi. Lê Thị Kiều Anh có rồi mình ơi. Cho chị Hồng Thắm một cái K2 luôn. Ok Hồng Thắm. Màu đẹp dã man luôn này. 40 đến dưới 65 cân mặc ok nhá, chất Posit. Được chưa, tay dài Thu Đông. 40.000 cho các chị em mình luôn. Mã này mã xả mấy rồi đây em ơi? Xả 8. Lên cho em là xả 8, 40.000 đồng một cái. Xả 8 cho em nha các chị, 40.000 đồng một cái. Hồng Thắm có rồi, chị inbox rồi, ok các bác. Lên cho em là xả 8, 40.000 đồng một cái. Có 4 cái thôi là hết hàng. Xả 8 cho chị Linh Hồn Đá một chiếc. Lê Thị Kiều Anh là có K2 rồi chị ơi. Linh Hồn Đá có xả 8, Liên Kem xả 8. Liên Kem xả 8 đấy. Chắc đẹp lắm. Đinh Mỹ Linh, ôi Đinh Mỹ Linh lại comment mỗi chiếc xả không. Cho vịt con một cái xả 8. Đinh Mỹ Linh có rồi, cho Đinh Mỹ Linh vào đi. Đinh Mỹ Linh có xả 8 rồi nha chị. Rồi hết luôn, xả 8 không còn nữa nha các bác. Rồi em qua mã luôn cho các chị em mình. Các chị em mình nhấn chia sẻ lên cho em nha. Nhiều mã quá, cho cháu cái hàng lót lông màu đen cho đây thì pha này. Hết luôn rồi các chị ạ, không còn xả 8 nữa đâu. Lên một mã này. Hàng này chắc chắn là nhiều chị em mình sẽ phải tranh nhau em nói luôn. Hàng hiện tại giá thị trường rẻ nhất đang 199.000 một cái. Khách xỉ nhà em đang bán rẻ một. Em nói luôn là khách nhà em có một bạn này bán cũng rẻ thôi mà chạy lắm luôn. Bán siêu nhanh luôn ạ, siêu tốc độ luôn, bán 169.000 một cái, siêu tốc độ luôn. Em nói luôn bao cho các chị em mình hàng gọi là quá đẹp luôn cho các chị luôn đó. Mê lắm luôn ạ. Em bán cho các chị 155.000, nhìn cho em này cái form áo này. Đỉnh chưa ạ? Sướng chưa ạ? Nhìn cho em tôi đã mê chất này. Kéo khóa ra cho các chị em mình nhìn bên trong luôn cho em nhá. Nhìn cho em này. Sướng chưa các chị? Lót lông. Form này các chị em mình từ 40 cân đến dưới 65 cân đều mặc ok cho em luôn. Được chưa? Nó lại còn có cái đường che khóa nữa luôn. Đấy, các chị em mình nhìn mặc áo còn không lộ khóa, không lộ khóa luôn. Nam nữ trai gái đều mặc được hết luôn cho em. Đấy, các chị nhìn cho em này. 155.000 một cái. Lên vào đây cho em ca mấy em ơi? K3. Ôi tôi chết rồi, nó mắc cả vào tóc này. Lên cho em là K3 giúp em. Nhìn cho em này. Đấy, còn không lộ đường khóa luôn các chị nhìn cho em. Mê mẩn chưa ạ? Túi thì rộng luôn cho các chị em mình nhìn cho em này. Đúc con điện thoại vào này. Đấy, các chị nhìn cho em đúc con điện thoại vào. Được chưa, không xi nhê gì luôn. Đấy, có cục tờ 500 phải đúc được tầm khoảng 100 triệu. Comment vào đây cho em luôn. Em nói luôn con này mặc đôi thì siêu đẹp luôn ạ. Mặc đôi thì quá đẹp luôn chứ không phải là đẹp bình thường nữa nha các bác. Mình lên comment vào đây cho em mã này là mã K3, 155.000 một chiếc, mua cho chồng cho con đều được luôn. Cứ từ 40 cân đến dưới 65 cân mặc được hết luôn cho em về cho. 155.000 một cái nhá. Lên giúp em là K3 cho em đẹp nhỉ, màu cũng đẹp luôn. Trời ơi đen pha kem. Rồi K3 này, K3 cho chị Nguyên Phương một cái, Bùi Luyến một cái, Giang Trần một cái. Bùi Luyến có, Giang Trần có luôn này. Cho Đinh Mỹ Linh hai cái. Đinh Mỹ Linh có luôn hai cái, Uyên Lê một cái. Uyên Lê có luôn một cái, Giang Trần có rồi, Hà Thị Loan một cái. Hà Thị Loan có luôn một cái đấy. Cho chị Liên Kem một cái, lên giúp em là K3 chị ơi. Cho chị Nguyễn Thị Lan một cái.
Liên kem có, Nguyễn Thị Lan có, lên cho em là K3 cho em nha các chị. Chất thì mê mẩn lắm luôn. Trời ơi, xuống dã man luôn ấy. Rồi cho chị Nguyễn Trang đầy đủ dấu một cái, Dương Thị Huyền một cái, Dương Thị Huyền có luôn một cái. Mình lên giúp em là K3 cho em nha các chị, 155.000. Hàng này mặc cho em kể hay là các chị em mình mua tặng, mua tiếp cho em đều đẹp luôn. Nguyễn Trang có rồi, chị ơi Uyên Lê có rồi. Bao giờ có 100 triệu để đút vào túi đó ra nghỉ. Chị ơi, thôi đút cái điện thoại cũng được. Chị Uyên Lê có rồi, chị ơi Dương Thị Huyền mình cũng có rồi. Comment vào đấy cho em là K3 giúp em nha các chị, đẹp nhở. Trời ơi. Cho chị Giang Hà có luôn một cái K3. Nguyễn Thị Lan có K3 rồi chị ơi. Nguyễn Dương một cái K3. Nguyễn Thức Nguyễn một cái K3. Nguyễn Dương có, Nguyễn Thức Nguyễn có. Nguyễn Thị Lan có rồi, Giang Hà có rồi. Cho chị Lê Vân một cái K3. Cho chị Ngải Tình một cái K3. Lê Vân có, Ngải Tình có này. Ốc Sen có, cho chị Hộp. Em có Ốc Sen chị ơi, cho chị Đỗ Hường một cái K3. Ốc Sen thì chị lên cho em là Sen to 340 cho em nhé, 340.000 một lọ Sen to. Rồi còn chị nào mình chút đẹp nhỉ? Em ơi con này đẹp lắm mà luôn. Ấm cực luôn ấy. Mặc nó sướng lắm luôn. Chị Ngải Tình có rồi, chị Đỗ Hường có rồi. Em nói luôn, khi các chị nhận mua hàng này rồi, lần sau lại muốn mua thêm cái nữa cho mà xem. Vì mặc nó dễ chịu lắm, mặc nó sướng kinh khủng luôn ấy. Cho chị Yên Bình một cái K3 luôn. Đỗ Hường có, Yên Bình có nhá. Comment vào đấy cho em, sen to để chị lên cho em là sen to 340 cho em. Rồi, còn ít nữa thôi đúng không? Được chưa, chị nào mình chưa được mình lên cho em K3 em qua mã luôn nè. Ôi giời ơi, thanh lý nốt hàng này đi nào. Được vào đã cao rồi đây. Chị Nguyễn Thức Nguyễn có rồi, coi như là con này là thu hồi nốt này đủ vốn rồi. Còn lại mấy trăm cái nữa, thanh lý nốt. Em nói luôn em đủ vốn rồi. Được chưa, khi em đã đủ vốn rồi các chị em mình tranh thủ, các chị em mình lấy cho em hàng này bán chơi vẫn có lãi luôn. Em nói thật với các chị luôn. Được chưa, đây để cho các chị em mình mã này là mã xả mấy rồi em ơi. Xả 9 cho em. Đúng không? Lên cho em là xả 9 cho các chị em mình, không bác nào tị bác nào. C1 cho chị Ngô Tiêu Anh một set thì em được. Center chị Nguyễn Liên một hộp luôn. Được cho em đó luôn, kể cả khách lấy đến mấy trăm cái đang toàn bộ nhân giá từ 95 đến 105.000. Còn giá của các chị em mình trên live buổi tối ngày hôm nay. Mong tất cả các chị em mình gọi là thông cảm cho em thôi, cho em đó luôn em đủ vốn rồi, em thanh lý nốt cho các chị em mình 88.000 một chiếc. Được chưa, túi lông. Lên cho em mã này là mã xả 9 cho em, chất thì gọi là mê ly luôn. K3 chất gì vậy? Thô. Nó là cái chất thô lì, hàng Quảng Châu. Lót lông cho các chị em mình nhá chị nhá. Rồi, comment vào đây cho em mã này là mã xả chín. Ôi dồi ôi, dễ mặc lắm các chị ơi. Dễ mặc vô cùng. Được chưa? 88.000 em bao cả giá nhập vào cho các chị em mình. Bao của các chị em mình có tìm, có đi mua cho em hàng xưởng cũng không mua được cái giá này luôn. Hàng xưởng, những cái hàng như này các chị mua cũng tầm 100-120 rồi. Được chưa? Chứ còn đừng nói gì đấy là một em này hàng của em, hàng Quảng Châu. Em bao các chị em mình cả giá nhập vào. Được chưa? Lên comment vào đây cho em mã này là mã xả chín giúp em nhé. Em ơi, đơn của anh 5 ngày rồi. Anh chuyển khoản mà không thấy đâu, nó vướng mất vào ngày chủ nhật thì chắc anh phải chờ thêm cho em một ngày, có khi chiều mai nhận được. Vì nó vướng mất vào ngày thứ bảy chủ nhật rồi nó sẽ bị chậm hơn bình thường. K3 cho Nhâm Đặng một cái. K3 cái áo khoác ok, Nhâm Đặng có. Xả chín cho chị Cô Út một chiếc này. Áo này mới nhận đẹp lắm, em cảm ơn chị Nguyễn Tuyết. Áo này chị nào nhận cũng khen chất luôn. Cứ ra ngồi chất đẹp quá. Chị Cô Út có xả chín, cho Khánh Thảo một cái xả chín. Hoàng Thủy có luôn xả chín. Bùi Luyến có xả chín. Dương Thị Huyền xả chín. Được chưa, đây hàng của em, hàng nguyên cục, các chị nhìn cho em hàng Quảng Châu này, chứ không có phải hàng xưởng đâu. Hàng xưởng sờ vào bòm nó một cục, người ta buộc cho các chị em mình cả 8-9 màu đâu, cả những màu xanh đỏ tím vàng đó. Em nói luôn, hàng của em hàng Quảng Châu đây này, mê mẩn chưa ạ. Rồi đấy, đây biết ngay chị Mỹ Dung này đấy, bác Mỹ Dung mới lấy thì biết, bác biết là con này ok. Chị Mỹ Dung là 5 cái này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cái cho chị Mỹ Dung luôn này. Được chưa, giá này các chị không bao giờ nhập vào được. Đinh Mỹ Linh 2 cái, em đủ vốn rồi, em đang cần tiền nên em xả nốt. Cho chị Nguyễn Mỹ Tú một cái, Nguyễn Mỹ Tú một cái này, cho Nguyễn Thị Lan một cái, Nguyễn Thị Lan một cái. Chị Mỹ Dung có 5 cái rồi, chị ơi cho chị Thu Nguyệt một cái. Thu Nguyệt có luôn một cái. Lên comment vào đấy cho em mã này là mã xả 9 nhất, 88.000 một chiếc. Em bao cả giá nhập vào trên toàn quốc luôn. Được chưa, chị Bùi Luyến có rồi, Thu Nguyệt có rồi, cho chị Nguyên Phương một cái. Comment cho em là xả 9. Đinh Mỹ Linh có 2 cái rồi mình ơi. Cho chị Khuyên Trương một cái, Khuyên Trương có luôn một cái. Thu Nguyệt một cái K3 em ơi. Thu Nguyệt là cái K3 ấy, áo khoác. Ok, Thu Nguyệt có K3 rồi. Cho chị Ngô Tiêu Anh xả 9. Ngô Tiêu Anh xả 9 này. Còn chị nào mình chưa được nữa, mình lên cho em xả 9 cho em nha. Xả 9 thêm một cái nữa cho chị Dương Thị Huyền. Xả 9 thêm một cái cho Nguyễn Nguyên Mỹ Tú. Nguyên Mỹ Tú thêm một cái. Ngô Tiêu Anh có rồi chị ơi.
đẹp nhở, chất này. Nó rất là mềm, mướt cho các chị em mình luôn. Đừng comment số điện thoại trên này chị ơi. Chị Bùi Loan, chị nhắn tin cho em địa chỉ của số điện thoại vào phần tin nhắn nhá. Chứ nhà em không gọi điện chốt đơn đâu. Bùi Loan không giấu, nhắn tin địa chỉ điện thoại vào phần tin nhắn cho em. Áo này chị đi chợ hỏi 200.000 tầm tầm đó chị ạ. Nếu như áo này chuẩn hàng Quảng Châu, các chị đi chợ hỏi, nếu như mà giá ví dụ như của shop người ta bán rẻ thì nó cũng rơi vào tầm 180-200 rồi. Còn nếu như không người ta cứ bán 220.000 nhiều mà. Hôm nay em bảo rồi, Thanh Lý cũng không có giá này cho các chị đâu. Cho chị Thùy Dương xả 9, Diễm My xả 9, Lệ Dung xả 9, Thu Nguyệt có K3 rồi chị ơi. Nguyễn Thị Phương Thúy xả 9. Ok, Thu Nguyệt là K3 rồi chị nhá. Nguyễn Thị Phương Thúy có xả 9 đây. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên giúp em là xả 9 cho em. Qua mã cho các chị em mình được chưa ạ? Nguyễn Thị Phương Thúy có rồi mình ơi, đẹp nhỉ. Quan trọng là cái chất của nó ăn nhau của cái chất này luôn này các chị này. Chứ nó không phải như cái hàng xưởng đâu. À, ok, Thu Nguyệt là vừa nãy xem là có cái K3 đúng không? Xem là có xả 9 không? Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment vào đấy cho em là Thu Nguyệt mới có một cái K3 thôi. Xả 9 là chị Lợi Nguyễn một cái. Ok, Thu Nguyệt em có một cái K3 thôi. Được chưa ạ? Chị em nào, K3 em qua mẫu rồi mình không comment lại K3 nữa nhá các chị nhá. Không lại đọc nhầm ra. Thu Nguyệt nó có một cái K3 rồi. Đấy, chị nào mình chưa được xả 9 mình lên vào đấy cho em xả 9 giúp em. Đẹp nhỉ. Hàng đúng là mê mẩn cái cuộc đời luôn. Hàng ấy nó không có sợ xù xì gì luôn á. Xả 9 thêm 5 chiếc nữa cho chị Mỹ Dung. Được chưa? 1, 2, 3, 4. Ok, chị Mỹ Dung luôn. Thật sự luôn, các chị em mình biết bác Mỹ Dung trước rồi toàn. Cái này khác em ơi, em nhìn kỹ rồi. Hết rồi, không còn xả 9 nữa nha các chị. À quên rồi, không còn xả 9. Còn xả 9 nhưng mà em lên em qua mã. Chị Mỹ Dung có thêm 5 cái rồi. Đưa chị cái cục kia đây xem chị Mỹ Dung có lấy không này. Hôm nay khách hỏi mà em bảo em để phần chị đây này nhưng không biết bác có lấy nữa không. Bác Mỹ Dung có nhớ mã này không nhỉ? Mã này hôm đấy bác tranh không được này, bao nhiêu khách tranh không được này. Chị Mỹ Dung có lấy mã này luôn không? Được chưa, em nói luôn. Cái này nó là có còn cả những cái màu này luôn, hai màu này. Nhưng mà em không chọn màu đâu, em để luôn 59.000 một cái. Xả mấy đây em ơi? Lên cho em mã này, mã xả 10 giá 59.000. Xả 9 nữa chị An Hoài một cái chứ. Ok, chị An Hoài có luôn xả 9 nhá. Cái này lên cho em là xả 10 giá là 59.000 một chiếc. Xả 10 giá 59.000 một cái cho các chị em mình luôn. Ôm đấy, chị Mỹ Dung ôm luôn. Chị Mỹ Dung ôm bớt cho chị mấy nghìn luôn nhá. Ký luôn chị 56.000 luôn cho gọn luôn. Vì hôm trước chị không được. Ok, chị Mỹ Dung xả 10 ôm luôn. Hết luôn, không còn nữa nha các chị. Xả 10 em cho chị Mỹ Dung ôm luôn, không còn. À, em đã nói xả là xả, các chị em mình chẳng cần phải suy nghĩ đâu. Không bao giờ phải suy nghĩ về giá khi mà em đã nói là em xả. Chờ em chút xíu nào. Ớn, trời ơi. Lấy chị cái váy màu kem này đây, chị tặng cho mỗi người cái nào. Cái váy màu kem này là em xin phép là cho vào giá tặng. Các chị em mình không tị nhau. Được chưa ạ? Không nói điêu các chị nửa lời, nói điêu em làm con các chị luôn. Em bán cho các chị 139.000 mới chứ chưa phải là lâu gì đâu. Cái này em xin phép để cho mỗi chị một cái. Các chị nhìn cho em này. Váy nha các chị, váy đá này. Đẹp lắm luôn. Nó là len mông đính đá cho các chị em mình. Bao cho các chị em mình mê mẩn luôn. Mỗi chị một cái màu này, lên cho em GT mấy? 89.000 một cái. GT mấy em? Lên cho em là GT4 giá cho các chị em mình 89.000 một váy nhá. GT4 giá cho các chị em mình 89.000. Được chưa? Cái này các chị em mình từ nó là len mông togi nha các chị em mình từ tầm khoảng 40 cân. 38 39 cân cũng mặc được, đến các chị em mình dưới 60 cân thôi mình mặc cho em cho đẹp. Lên giúp em là GT4 giá cho các chị em mình 89.000. Đừng chị nào tị chị nào. Khi mà em lên vào cái dòng GT thì các chị em mình biết rồi. Được chưa? Lên giúp em mã này là mã GT4 cho em nha. Các chị nhìn cho em này. Em đã luôn bao cho các chị em mình mê mẩn luôn. Được chưa? Mê mẩn cho các bác mình luôn nha. Đấy. Được chưa? 89.000 một con. Lên comment cho em là GT4 giúp em luôn. Em lên nhanh cho các chị em mình thôi. Mỗi bác chỉ được một cái thôi ạ. Không chị nào được hai cái đâu. Không đến lúc lại cứ ra ngôi cho chị hai cái với ba cái thì khổ em lắm. Này em ơi, gấp lại cho chị này. Lên nhanh đi. Cái này phải để lại một cái để mặc. Rõ đẹp luôn. GT4. Rồi GT4 cho chị Nguyễn Duẩn một cái. Cho chị Vòng Nguyệt một cái. Cho Hoài Thu Vũ một cái. Cho Loan Lê một cái.
cho Hằng Lê một cái, cho Dung Lê Kim một cái, Dung Lê Kim một cái, cho Khánh Thảo một cái, cho Chip Chip một cái, Khánh Thảo có, Chip Chip có này, cho chị Hà Tròn một cái, Hà Tròn có luôn một cái, lên cho em là GT4, Hà Tròn có rồi nha chị ơi, Nguyễn Duẩn có rồi, cho Nguyễn Dũng một cái, Lê Thị Thu Nga một cái, Tuyết Băng một cái, Thương Nguyễn Thị một cái, Thương Nguyễn Thị một cái, Dung Lê không giấu một cái, Dung Lê không giấu một cái này, Tuyết Băng có rồi chị ơi, Chip Chip có GT4 rồi em ơi, cho chị Dung Dương một cái, Bùi Luyến một cái, Dung Dương có, Bùi Luyến có này, được chưa, cho chị Nguyễn Như Quỳnh một cái, 89.000 một cái váy, cho Mất Niềm Tin một cái, cho Sakuri một cái, Sakuri có luôn GT4 này, sợ luôn này. lỗ đến bao nhiêu mấy chục nghìn một cái váy luôn. Mất Niềm Tin có rồi, Dung Dương có rồi, chị ơi bầu mặc được không, bầu mặc cái này sợ nó không được đẹp em ạ, chứ còn nó co giãn tốt thì mình vẫn mặc được thôi. Cho Đinh Mỹ Linh một cái, Tuyết Băng có rồi, Đinh Mỹ Linh có rồi, cho Hương Nguyễn không giấu một cái, Hương Nguyễn có luôn một cái này. Còn chị nào mình chưa được mình lên cho em GT4. Mà thứ bảy mà hôm nay chị vẫn chưa nhận được. Ôi thôi thứ bảy là chuyện bình thường. Ôi thôi từ hôm thứ bảy, hôm nay mới có thứ mấy, hôm nay mới có thứ tư, nó đã mất vào ngày thứ bảy chủ nhật rồi. Nên là giờ này cho chị Mất Niềm Tin có rồi chị ơi, nên là giờ này là bình thường nha chị. Đó chưa à? Chị mà từ hôm thứ bảy thì chị phải đến tầm ví dụ đến thứ bảy tuần này mà chị chưa nhận được thì chị còn nó là còn là phải xem lại, chứ còn tầm này thì các chị em mình vẫn bình thường. Hôm nay mới có thứ tư, nó mất vào ngày thứ bảy rồi, nhiều khi bưu điện đến ngày thứ bảy chủ nhật là bưu tá người ta đã không phân phát rồi. Cho chị Diễm My có luôn một cái GT4 rồi, Diễm My có, Hương Nguyễn không giấu có, mỗi chị chỉ được một cái GT4 thôi, không ai được hai cái đâu em nói luôn. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em là GT4 cho em. Là chọn lên GT4 giúp em nha. Cho cháu mã kia đi gì, lấy cháu màu hồng này. Chị Nguyễn Dũng có rồi ạ. À. Mỗi người chỉ được một cái GT4, không ai được thêm đâu. Màu hồng ngay bên dưới luôn đấy gì. Đấy mã đấy đấy. Rồi em lên cho các chị em mình hàng này. Nhìn cho em này. Được chưa ạ? Giá này là giá thanh lý. Bán cho các chị em mình 129.000 một cái, còn đang chạy hàng. Con là tầm này đang vật vã quá rồi các chị ạ. GT4 là mã váy, ui dồi ôi chất này. Về luôn, em nói luôn cái này từ 45 cân đến 65 cân mặc cho em bao đẹp. Hàng Quảng Châu cao cấp cho các chị em mình, không phải hàng thường, đừng so sánh với hàng thường. Được chưa, hàng này nếu như các chị em mình mua ngoài, hàng xưởng người ta đang bán cho các chị em mình 115-119.000. Được chưa, hàng này em bán 129 cho các chị nhìn cho em cổ chữ cổ này. Đẹp lắm luôn, từ 45 cân đến 65 cân đang mặc ok, dưới 45 cân mặc hơi rộng. Mã này tối qua là em đã mặc cho các chị em mình rồi. Chân váy da chị mặc đẹp thế, chân váy da bán cách đây đến cả mấy năm rồi. Lên cho em mã này là mã xả bao nhiêu rồi em? Xả 11. Giá cho các chị em mình luôn tròn trăm. Tròn trăm luôn cho các chị em mình, lên cho em là mã xả 11. 100.000 tròn một cái cho các chị em mình luôn. Được chưa, định đọc 99 mà thôi. 99 đến 100 nữa em cho luôn thành tròn 100 luôn. Nên comment luôn cho em mã này là mã xả 11. Áo này mét 65 mặc ngắn không? Không ngắn chị ơi, em nói luôn từ 45 đến 65 cân mét 70 vẫn đang mặc được cho em. Được chưa? Hàng này của em nó gọi là hàng thật sự luôn, là hàng thật, săn sale cũng không có giá này thật luôn ấy. Săn sale cũng không có giá 100.000 cho các chị luôn. Nhớ cho em mã này mã xả 11 cho em, các chị nhìn cho em này. Đẹp lắm, lên cho em mã xả 11, 45 cân đến 65 cân mình mặc ok. Tay của nó pha này, nhìn cho em này. Chất len này, nó là len lông thỏ hàng Quảng Châu nhá, bao cho các chị em mình mê mẩn luôn. Mê mẩn luôn. Mã xả 11. Rồi xả 11 cho Chip Chip một cái này. Cho Bùi Luyến một cái này, fan luôn Bùi Luyến nhắn tin địa chỉ số điện thoại chưa? Chị Bùi Luyến nhắn tin luôn cho em địa chỉ tổng số điện thoại vào trong phần tin nhắn đi nha chị ơi. Được chưa, Bùi Luyến có rồi, K3 là mã gì em? Ô K3 là áo khoác, giờ này vẫn hỏi em K3 là mã gì. Tao đã nghỉ rồi. Cái gì? Chị kệ chứ. Rồi xả 11 đó, chị cô út một cái này. Nó đọc tin nhắn đó chị. Lên cho em là xả 11 nha các chị ơi. Ôi dồi, máy này bị làm sao đây? Không phải hết pin, ô hết pin à? Hết pin rồi, gì? Máy gì cũng làm trong tình trạng hết pin. Sạc này không có đâu, chị lên chị lấy cho em cái sạc trên phòng với. Mà máy này cái ổ sáng có sen rồi mình ơi, có sen to rồi. Trường ơi, lấy đi cái sạc nó đang này hết pin rồi. Lên cho em mã này là mã xả 11 nha. Lên bà, à con tưởng bà cờ nghỉ.
này có mét của cháu đâu. Được chưa? Còn chị nào mình chưa được mình lên cho em. Xả 11 cho chị Thúy Trương một cái, cho Nhi Nguyễn một cái. Thúy Trương có, Nhi Nguyễn có. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em xả 11 100.000 tròn một cái cho các chị em mình. Được chưa? 100.000 tròn là 100.000 tròn đấy. Cái này buộc vào để luôn lên trên kệ đi chị ơi, cho nó gọn. Center cho chị Huỳnh Thị Sương. Ok, bác Huỳnh Thị Sương có luôn center. Cái này để luôn lên trên kệ, buộc lại để trên kệ đi. Rồi, tiếp tục em lót lông cho các chị em mình này. Lót lông màu đen thì em vừa lên lúc nãy rồi. Lót lông màu đen mã này là mã bao nhiêu nhỉ? Em 81 K2 là màu hồng, K3 là màu kia. Đây lót lông em lên cho các chị em mình. Sao cặp cái gì? Đây lót lông này, cái này nhá các chị em nhá. Vừa nãy mã nào mình đã nói là mã K1 vừa nãy đấy. Chị nào mà vừa nãy mình đã được rồi thì mình bỏ qua luôn cho em. Cái này các chị em mình có thể mua cho con cái mặc cho em quá đẹp luôn. Được chưa? Con trai con gái đều mặc được hết luôn nha các chị. Đây các chị nhìn cho em này. Từ 39 cân đến 60 cân mình vẫn đang mặc ok hết. Nếu như các chị có con trai mà tầm khoảng 35 37 cân hay là trên 30 cân mà mình muốn mặc cho em ok rồi. Cái này kể cả con trai đều mặc được nhá. Đó, nhìn cho em này nó rất là nhìn nó khỏe khoắn mà đẹp lắm, với cả nó ấm các chị ơi. Sướng cực kỳ, bên trong lót lông 135.000, son hết hàng rồi chị ơi. Khăn mặt lần này đẹp quá em, dày mà hút nước dã man. Em cảm ơn chị Huệ Nguyễn, cảm ơn chị nhiều nha. Cái này lên cho em là K1 vừa nãy đấy nha các chị, K1 đấy. Giá cho các chị em mình 135.000 một cái thôi. 135.000 một cái áo khoác thì chắc là cũng không cần phải phân vân đúng không ạ? Tiếp cho chị này. Lên cho các bác mình mã này. Đẹp quá này nha. Còn bằng ngày nữa thôi đúng không? Cho đi hết. Xem tất nam còn ít nào mà không kia. Tất nam chuẩn bị cho chị luôn nhé. Đây này, thanh lý đang 45.000. Được chưa? Lên mã này mã xả bao nhiêu rồi em ơi? Lên cho em mã này là mã xả 12. Giá cho các chị em mình bao nhiêu ạ? 42.000 một cái nhá. Lên cho em mã xả 12, nó có khoét một chút xíu ở ngực này. Nên khi các chị em mình mặc cái này nó rất là đẹp luôn. Mê mẩn luôn cho các chị, dưới 65 cân mặc được hết. Đẹp nhất cho các chị em mình từ 40 đến 60 cân. Còn đến 65 cân các chị vẫn mặc được vì độ co giãn của nó rất tốt luôn. Mã xả 12 giá 42.000 cho các chị em mình. Em cảm ơn chị Thơm Trần nhiều nha, chị Thơm Trần ơi. Cảm ơn bác nhiều nha, cả nhà đang xem Giang Live. Không lên comment kìa chết thôi. Comment vào đây cho em mã này, mã xả 12 ạ. Giá cho các chị em mình 42.000 một cái áo. Áo này nó rất là đẹp luôn mà dễ mặc này chị ơi. Ô thôi chết rồi, sao lại không lên comment nhỉ? Ô thôi chết rồi, đóng cửa vào hình như mất mạng hay sao ấy. Chả biết ông đang mất mạng nào đấy. Ui dồi, đang mất mạng Trường Giang bảo sao. Sao nó không lên comment được. Chết rồi. Rồi mã xả 12, K1 đó chị Hương tôi quê một cái kìa. K1 chị Hương tôi quê một cái. K1 đó chị Hương Nguyễn không giấu một cái. K1 cho Nghiêm Nhung một cái. Đấy nó không lên comment các chị ạ, khổ thế đấy. Nghiêm Nhung có K1 rồi. Xả 12 cho Lê Thị Thu Nga một cái. Cho Mỹ Linh một cái. Cho Mỉm Cười một cái. Cho Oanh Sâu Kiêu một cái. Oanh Sâu Kiêu có luôn một cái này. Cho Diễm My một cái. Cho Hai Minh một cái. Cho Nhâm Đoàn một cái. Nhâm Đoan một cái này. Cho Minh Giang một cái. Hết đúng không? Hết luôn, xả 12 rồi. K1 là áo em đang mặc chị ơi, hết mã xả 12 luôn ạ. Chị Nghiêm Nhung có K1 rồi. Hết xả 12 nha. Giang ơi cho chị thêm một chiếc áo gió nhung màu xanh được không? Bác Thu Còi ơi, K1 đó chị cô út một cái. Bác muốn lấy thêm một cái đấy thì sẽ là 68.000. Được chưa? Được một cái tính giá 63, còn đâu một cái tính giá 68.000 cho em nhé. Chị nào mình chưa được nữa mình lên comment vào đấy cho em là áo em đang mặc là K1 chị ạ. Áo em đang mặc là K1. Ôi dồi ôi, sao lại thế? Ôi trời ơi, chú mất. Quê cháu chú. Em đang mặc này là K1. K1 đó chị Giang Hà một chiếc kìa. Giang Hà có luôn một chiếc K1.
Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em là K1 giúp em nhá. Em ơi cho chị thêm áo K2 nhé. Ok chị xin phạm thêm một cái K2. Em của bà em rể ruột của bà nội nhà cháu. Đúng rồi, đấy. Chồng của dì Thủy mất. Xuất huyết dạ dày. Có bị ốm gì? Rượu rồi. Gãy xuất huyết dạ dày đấy, thế này ông định không biết. Em xem áo nhung với á, em mới vào chị không lên theo yêu cầu của khách em ơi, chị đã qua mã rồi, chị lúc mà chị lướt lại thì chị lướt lại mẫu thôi. Chờ em chút xíu nha các chị. Cho chị ít phao bé đây. Alo. Vâng bố ơi, thế bố về luôn bây giờ không hay là mai về? Vâng thì nhà con vừa bảo đấy, nhưng mà bố mẹ về luôn hay là mai mới về? Vâng, thì con bảo mai về. Về chắc là nhà con về thôi chứ. Vâng, mẹ con có về không? Chắc mẹ phải ở lại chứ. À mẹ cũng không có về được đâu. Vâng. Thế mai nhà con qua rồi thì bố về cùng luôn, chắc để mai mà về đấy bố. Vâng. Vâng, thế có biết làm sao mà chú ấy mất không bố? Sợ lại dạ dày, xuất huyết dạ dày ấy. Đấy. Không, con đang bảo mai nhà con về mà. Con thì bận nít, con chắc con không về được. Thì mai nhà con sang đón bố về. Vâng ạ. Vâng, thế con đang like tí đã bố. Dạ vâng, con chào bố. Vâng ạ. K2 là cái mã gì em? K2 là mã áo K2 như Uyên Lê có rồi mà. Uyên Lê vừa nãy có K2 rồi, sao cứ cho Uyên Lê một cái K2 đi. Ok, Uyên Lê có K2 rồi em ơi. Rồi, qua mã cho các chị em mình. Chờ em chút xíu để em ngó ra tiếp tục cái gì lên cho các chị em mình. Chuẩn bị cho chị hết đi, cái tắc kẻ ra đây này. Đây là cái màu xanh này, màu này như chưa được lên này. Đẹp quá mà chưa được lên. Lên cho các chị em mình một màu này. Đúng rồi, K1 là cái màu em vừa mặc là cái màu đen, cái em vừa mặc. Ôi dồi ôi, đẹp chưa? Màu này chưa một lần được bán lẻ. Màu này chưa được một lần được bán lẻ luôn cho các chị em mình. Đẹp chưa? Có lót nỉ, lông nỉ bên trong nha các chị. Về mà like tiếp đi chứ, lên cứ cắm lên mà like chứ chị Vương. Cái này các chị em mình lên comment cho em ca mấy em ơi. Lên cho em K4 133.000. Không tị nhau làm gì nha các chị. K4 màu đẹp quá luôn, màu xanh bơ. Lên cho em K4 xỉ lẻ như nhau, 133.000 một cái. Chuẩn đét luôn cho em, thô lì lót lông nha các chị. Đấy, lót, cái này là lót nỉ. Phê luôn cho em luôn. Cái nỉ thì nó lại có một cái nó là hay, là nó không bị dính ra áo. Đấy, cái mỗi một cái nó có một cái ưu điểm của nó luôn. Nhưng em lại thích những cái dòng này cho các chị em mình mặc nhẹ nhàng mà lại vẫn cứ ấm luôn cho các chị. Lên cho em là K4 133.000 một chiếc. Màu này còn chưa một lần được bán lẻ luôn cơ. Chưa một lần được bán lẻ luôn đấy các chị ạ. Mê nhở, màu đẹp thế. Xanh. Nó chưa, nó là màu xanh bơ, nhìn nó rất là sang cái áo luôn. Rồi K4 cho em này, K4 là chị Minh Giang một cái này. Phương Nguyễn một cái này. Phương Nguyễn có luôn một cái. Hoài Thu Vũ một cái này. Tuyết Băng một cái này, 133.000. Chị ơi lên cho em K4. Tuyết Băng có. Mai Quyên một cái này, Quyên không chữ N. Mai Quyên có. Thu Hà đầy đủ dấu một cái này. Khăn tắm chắc là còn, lát em lên cho sau nha chị. Chị Minh Giang có rồi chị ơi. Tuyết Băng có rồi, Minh Giang có rồi. Chị nào mình chưa được nữa mình lên cho Sakuri một cái này. Lên cho em là K4 133.000 một áo. Trời ơi mê mẩn cho các chị. Cái gì, cái 65 cân không mặc đâu chị ơi nhá. 65 cân. Cho chị Lâm Hoang có luôn một cái K1. Cho chị Phương Tho một cái K4. 65 cân không có mặc được, mà không có đẹp đâu.
Đợt chị mặc bó chén và tốt nhất là 65 cân này má gì. Em mà lưu ý đặc biệt vào đấy thì hãng chốt, còn không thì đừng có chốt nha chị. Rồi K4 cho em chị Phương Tho có rồi chị ơi. Chị nào mình chưa được nữa mình lên comment vào đấy cho em K4 đưa chị nốt mấy cái set tất bé. K4 cho chị Hoa Hân này. À quên, Hân Thoa. K4 cho Lê Ngọc Nguyệt. K4 cho Đức Nguyễn Xuân. Đức Cách Nguyễn Xuân viết liền. Chị nào chưa được mình lên vào đấy cho em K4 cho em nha. Lên cho các chị em mình set tất sơ sinh này. Từ sơ sinh đến dưới 1 tuổi. Bán cho các chị em mình 59.000 một set. Lên cho em má này T1 cho em này. T1 luôn đúng không? Lê Ngọc Nguyệt có, Hân Thoa có rồi chị ơi. Lên comment vào đây cho em luôn. Má này là má T1 nhá, 59.000 12 đôi tấp cho bé. Từ sơ sinh đến dưới 1 tuổi đi cho em ok. Được chưa? Các chị em mình mua, các chị em mình về làm quà đầy tháng ấy. Được chưa? Hoặc quà gọi là quà gì đấy, đầy tháng hoặc là đầy cữ tuần ấy. Đấy, người ta có làm cơm người ta mời ấy là mình có, mình đi phong bì thì phong bì, nhưng kèm thêm cho em cái món quà này nó cũng rất là ý nghĩa luôn. Được chưa? Mà thích trẻ sơ sinh thì dùng không biết bao nhiêu là đủ hết. T1 cho em ạ. Lê Ngọc Nguyệt có K4 rồi đấy chị ơi. K4 cho Lại Thanh một cái. Lại Thanh không giấu có K4 luôn. Rồi, cái này lên cho em là T1 cho Phan Thị Thùy. K4 cho Nguyễn Thị Phương Thúy một cái. Nguyễn Thị Phương Thúy có K4. Cái này lên cho em là T1 cho em nhé. Cho Thu Nguyệt cả một cái K1 đấy em ơi. Thu Nguyệt là cả một cái K1 đây, cái màu đen đằng sau này. Chiều nay nhận gói hàng 500k đẹp lắm. Em cảm ơn chị Diệp Ngọc. Cảm ơn chị nhiều nha chị ơi. Rồi T1 cho chị Hiền Quân một set này. T1 Hiền Quân có luôn một set. T1 giá cho các chị em mình là 59.000 12 đôi. Được chưa? Kèm cân nặng làm gì vậy Ngân Nosi? Em nói luôn, em lên mã nào em đọc cân nặng rồi còn kèm cân nặng để làm cái gì? Những người kèm comment cân nặng em cũng chả có chốt nhá. Đọc rõ rành rành lên mã nào đọc cân nặng mã đấy rồi em đi comment kèm cân nặng mà chả biết để làm cái gì nữa luôn. Rồi, T1 đó chị Nga Lê không giấu một set. Nga Lê không giấu có luôn một set này. Đơn hàng đã chuyển khoản rồi nhưng chưa nhận được. Gọi điện em cũng chưa nhận được hàng. Nguyễn Thị Thùy Trang Mai nhá. Mai gọi vào số đuôi 838 ấy. Cho chị Lâm Hoang có luôn T1 gọi từ 8 rưỡi sáng đến 12 rưỡi trưa. Sau đó từ 2 giờ chiều đến tầm khoảng 5 rưỡi tối nhá. 5 rưỡi chiều cho em. Có tất 4 tuổi không? Chắc không còn đâu. T1 cho Mai Phương một set này. Mai Phương một set. Mary Nguyễn một set này. Còn một set cuối cùng là hết hàng. Mary Nguyễn có luôn này. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment vào đấy cho em là T1 cho em nha. T1. Quần còn mã nào đó chị, mã quần em ơi. T1 cho chị Nguyễn Thị Lan một set là hết hàng. Ok, chị Nguyễn Thị Lan có luôn T1 nhá. Lên cho em Tất Nam này. Tất Nam còn bằng này nữa thôi là hết đúng không? Được chưa? Lên comment cho em Tất Nam các chị ơi. Tất Nam cho em bán cho các chị em mình là 33.000 một set 5 đôi cho các chị em mình, mua cho chồng cho con cho em này. Tất Nam nha các chị. Được chưa? Lên comment cho em là T2. Giá là 33.000 5 đôi, em không còn nhiều đâu. Lên nốt cho các chị em mình luôn một set là 5 đôi cho các chị em mình mua cho chồng. Tất này nhà em là một mã tất mà, một trong những cái mã tất mà được các chị em mình khen nhiều nhất luôn. Vì tất này là giá niêm yết là 13.400 đến 13.800 một đôi. Em bán được các chị em mình 33.000 5 đôi luôn nhá. Lên comment vào đây cho em mã này là mã T2 cho em. Được chưa? T2 nhá, 33.000 5 đôi. T2 cho chị Minh Giang này. T2 cho Hương Tôi Quê này. T2 cho Hoài Thu Vũ này. T1 không còn chị ơi. Hoài Thu Vũ có luôn T2 rồi. T2 cho chị Nhung Nguyễn không giấu này. T2 cho Bùi Luyến này. Bùi Luyến có T2. T2 cho chị Nhung Tỏi này. Nhung Tỏi hay Nhung Toi này. Được chưa? Có luôn cho Chip Chip có luôn T2 này. 2, 4, 5 đây này. Cái này xem mà đi thế nào mà làm tao rút cái kiểu gì mà nhặt hàng cái kiểu gì này không biết được. Ok, Chip Chip có luôn. Tại đến luôn cục này đi. Chip Chip T2 này. Khả Hân T2 này. Dương Thị Huyền T2 này. Hoa Thị Đào T2 này. Hoa Thị Đào có luôn ạ. Nhung Nguyễn không giàu có rồi, Bùi Luyến có rồi chị ơi. Khả Hân có rồi mình nhá. Cho chị Nghiêm Nhung 2 set này. Nghiêm Nhung 2 set T2 này.
K1 cộng với T2 cho Ngân Oxy này, K1 đằng sau. Cộng với T2 cho Ngân Oxy, T2 cho Nguyễn Như Quỳnh này, T2 cho Giang Hà này. Rồi chữa T2 cho chị Phương Thơ này. Phương Thơ có T2 luôn, ui còn có vài set nữa là hết rồi. Phương Thơ có rồi chị ơi. T2 cho chị Cần Ruby này. T2 cho chị Quy Thảo này. Quy Thảo không giấu có T2 luôn này. Chị Cần Ruby có rồi, T2 cho chị Hân Thoa một set này. Hân Thoa có luôn một set này. T2 cho chị Thu Huyền một set này. Thu Huyền có một set luôn này. Nguyễn Thị Phương Thúy một set T2 này là hết hàng rồi. Nguyễn Thị Phương Thúy còn một set kia nữa rồi là hết này. Nguyễn Thị Phương Thúy một set còn một set nữa là hết. Dán nốt lại chị em này. Em còn một set cuối cùng cho Nguyễn Thị Lan hết hàng luôn không còn. Hết luôn không còn, liệu trên kho trên bên nhà bên còn không em? Mang hết qua rồi đúng không? Đợt trước em hết T2 rồi em không còn nữa các chị ơi. T2 hết hàng mất rồi nha các bác, không còn T2 đâu. Để bèo để bọt cho các chị em mình luôn. Lấy chị cái màu đỏ cam của mã lót lông đấy. Cho cháu một mã quần, cho cháu một cái quần đấy đi. Tomboy à? Cháu cái size M nào. Lên cho các chị em mình một mã. Tôi chờ lát em lên mã quần sau nhé. Lên cho các chị em mình một mã áo đấy. Mã này thì chắc nhiều bác mình đang hóng này. Rất nhiều chị đang hóng luôn. Được chưa ạ? Thật sự với các chị em mình là quá mê luôn ấy. Mê lắm luôn nhá. Lên comment vào đây cho em mã này là mã K mấy? 133.000. K5 133.000. Lót nỉ bên trong chắc đợt sau về em sẽ làm lót nỉ hết. Vì em thấy lót nỉ bên này nó, đây này các chị nhìn cho em này. Nó không bị dính lông, dính liếc gì ra. Mặc rất là dễ chịu luôn, mặc sướng lại còn ấm nữa chứ. Ngon bổ rẻ cho các chị em mình. Thô lì nha các chị. Bên ngoài là một lượt thô lì cho các chị em mình. Giá cho các chị 133.000 một cái, không tị nhau. Ô sao cái này ca mấy rồi em? Lên cho em là K5 giúp em. Giá cho các chị em mình 133.000 một cái. Từ 39 cân đến các chị em mình 60 cân mình vẫn đang mặc được cho em luôn nha. 49 cân này mặc lại đẹp quá. 49 cân là mặc đây, em mặc như nào các chị mặc y như thế luôn. Em là 49 cân 3 lạng nhá. Em là 49 cân 3 lạng. Nhớ cho em không so sánh với hàng gió lót lông. Gió nó khác, đây của em thô lì hàng đẹp hơn nhiều. Tất nữ còn không biết còn không ấy chị. Cái lên giúp em là K5 cho em. K5 T2 hiện tại em hết hàng rồi. Cái này lên giúp em là K5 cho em nhá. Ôm mà chị một ít để đây em ơi. 133.000 một cái, lên cho em là K5, nó là cái màu đỏ cam đẹp lắm. Nó không phải là cái màu cam sáng hẳn mà nó là cái màu đỏ cam. Ồ, chết rồi, mai Lão Ti về. Mẹ lại phải bắt taxi xuống rồi. Rồi, K5 mà chị Hương tôi quê. K5 cho Hoàng Trang, Trang CH. K5 mà chị Hân Hương. Tôi Hương tôi quê có rồi, chị Hân Hương có rồi nhá. 133.000 một cái. Đẹp lắm luôn đấy các chị ạ. Lên comment vào đấy cho em K5. Màu này trai mặc được không? Em nghĩ là mặc được vì nó không phải là màu hồng, mà nó là cái tông màu đỏ cam. Nên là trai, các chị em mình có con trai thì cũng mặc được cho em luôn. Comment vào đấy cho em là K5 cho em nha các chị. K5 cho em này. Chuẩn bị lên cho các chị em mình mã quần cái nào. Dép nữa. À mang dép vào chị trước đây em ơi. Lên dép trước. Comment cho em K5 nha. K5 cho chị Hân Julie một cái. Ok, Hân Julie có luôn K5 này. K5 cho chị Thanh Nguyên một cái. Thanh Nguyên hay Thanh Nguyễn này. Thanh Nguyên có K5 luôn ạ. Chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em là K5 giúp em. Lên cho các chị em mình dép này. K5 cho Nhi Nguyễn. Nhi Nguyễn có K5 này. Lên cho em dép kèm theo số lượng. 19.000 một đôi không có chọn màu. Đó, chợ 19.000 một đôi không chọn màu nha các chị. Hai đôi em cho các bác mình hai màu khác nhau. Ba đôi cho ba màu, bốn đôi cho bốn màu nhạt. Đó chỉ cả hàng trong rồi đấy em, cả cái bao trong ấy. Bao hàng vân giống như đôi của chị ôm trước chị đi đấy. Nhi Nguyễn có K5 rồi chị ơi. Lên giúp em là dép kèm theo số lượng đôi cho em 19.000 một đôi dép đi trong nhà. Nói là đi trong nhà, đi ra ngoài cho em đi được hết nhá. Lên cho em ở đây cho em là dép kèm theo số lượng. Dép kèm theo số lượng đôi cho em này. Nam nữ trai gái thì đi được hết luôn, cho em đàn ông đàn bà đi được hết luôn. Siêu thích luôn ạ.
Bây giờ hầu như là nhà ai cũng lát nền, lát niếc hết rồi. Mà kể cả là chả có lát nền thì cũng đi được hết luôn cho em. Đến đôi cái đôi tất các chị em mình mua cũng 12 đến 15 nghìn một đôi rồi. Mà tất thì ngày nào cũng phải giặt luôn. Còn riêng dép thì các chị em mình có đi cho em có mà cả mấy tháng luôn. Yeah. Comment về đây cho em luôn là dép kèm theo số lượng đôi 19 nghìn một đôi. Không chọn màu nha các chị. Rồi này, dép này cho chị Đào Huệ 2 đôi. Oanh Sâu Kiêu 1 đôi. Dung Lê Kim 2 đôi. Dung Lê Kim có luôn 2 đôi này. Comment cho em là dép kèm theo số lượng đôi vào đấy cho em nha các bác. Cho chị Hương Nguyễn Không Giấu 4 đôi. Bùi Vị 2 đôi. Bùi Vị có luôn 2 đôi này. 19.000 một đôi ạ. Lên comment cho em dép kèm theo số lượng vào đấy cho em thôi. 2 đôi là nhân viên nhặt 2 màu hết rồi. 3 đôi thì nhặt 3 màu. Rồi dép 5 đôi cho chị Pep Ngân 5 đôi này. Cho chị Ngọc Hân 2 đôi. Pep Ngân là 5 đôi, Ngọc Hân 2 đôi. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment vào đấy cho em là dép kèm theo với lại số lượng đôi cho em nhé. Cho chị Sinh Phạm 1 đôi. Ok, chị Sinh Phạm có luôn này. Còn chị nào mình chưa được nữa là mình lên comment để cho em là dép kèm theo số lượng cho em. Chị nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em nhá. Chuẩn bị lên quần. Sinh Phạm có rồi ạ. Không chia sẻ là em không áp dụng những cái giá đấy cho các chị đâu. Không chia sẻ để dép bán 25.000 cho các chị chứ. Bấm theo dõi fanpage, bấm thích fanpage cho em nha. Rồi, mỗi bác mình cho em xin nút chia sẻ để em lên quần nào. Lên cho các chị em mình một mã quần. Mặc cả 4 mùa luôn cho em đều mê mẩn. Mê mẩn mẩn mê. Đó rõ là cái quần cháu vừa để đây này. Đây, mình để nhặt ra đấy. Khép cửa. Chờ em chút xíu này. Đây một mã quần cho các chị. Cặp này mình để lại rồi. Hầu như là quần này cặp nào cũng để lại mặc. 60 cân 1m53 mặc XL thôi. Lấy cho. Lấy cho mẹ. Ô mẹ ở 1m53 đó. Vâng, mẹ tao bằng em. Rồi cho, ui dồi ôi. Đẹp không tì vết luôn nha các chị. Em nói luôn với các chị em mình là đẹp không tì vết luôn. Em nói luôn. Siêu sướng, chuẩn mì Hàn. Không phải mì Hàn đập mặt em Giang. Khẳng định luôn cho các chị em mình bán bao giá thị trường 85.000 một quần cho các chị em mình. Đợt trước nó là quần tomboy che hết mỡ bụng bên dưới này luôn. Nếu như các chị em mình béo bụng bên dưới. Em thì em hay mặc quần này ra ngoài lắm. Vì nó che mỡ bụng tốt, mặc lên thì nó rất đẹp luôn mà mặc được cả 4 mùa luôn. Lên cho em Q1 kèm theo size dép cho chị Nguyễn Thị Huệ 2 đôi kìa. Chị Thanh Nguyên 4 đôi dép, Nguyễn Thị Huệ 2 đôi. Chị Ngọc Hân có rồi, Sinh Phạm có rồi. Lên cho em Q1 kèm theo size S, M, L, XL. S là các chị em mình 40 đến 47. Nghe kỹ cho em nhé. M từ 48 đến 51, L từ 52 đến 56, XL từ 57 đến 62 cân cho em. Lên rõ ràng đầy đủ cho em là Q1 kèm theo size S, M, L, XL. Mix cho em với cái gì cũng đẹp luôn. Q1 kèm size S, M, L, XL cho em. Quần này mặc thích này chị. Cảm ơn chị Ngải Tình, quần này đẹp. Quần này mặc đẹp mà chất sướng kinh khủng. Em cảm ơn chị Thảo Nguyễn. Thề với các bác mặc mê lắm luôn ấy. Chị Giang bán thịt bụng không? Em không bán thịt bụng mình ơi. Q1 kèm size. Rồi size M cho chị Ngọc Hân. Size L cho Thu Nguyệt. Size L cho Bùi Luyến. Comment cho em Q1 kèm theo size cho em nha các chị. Thu Nguyệt có rồi mình ơi. Quần này 85.000 một cái, mặc cho em cả 4 mùa luôn ấy, sướng dã man. Size M cho Khuyên Trương. M cho Khuyên Trương này. Size L cho Thu Huyền. L cho Thu Huyền. XL cho Phương Nguyễn. M cho Dung Nguyễn không giấu. Quần này mặc thích lắm. Em cảm ơn chị Quách Lương. Khuyên Trương có rồi. Chị ơi lên cho em Q1 kèm theo size. Hàng này mặc sướng lắm, mặc cả 4 mùa luôn. Size L cho Nguyễn Thị Tin. 54 cân chỉ cần mặc L thôi chị ơi. SML cho Đinh Mỹ Linh. SML cho Đinh Mỹ Linh này. Đủ size cho chị Thanh Thu không giấu. M cho Duyên Phạm không giấu. Dung Nguyễn không giấu có rồi chị ơi. L cho An Hoài. L cho An Hoài có luôn. Thanh Thu có đủ size rồi à. Quần này đẹp cực luôn Giang à. Em cảm ơn chị cô Út mặc sướng lắm. Size S cho chị Lâm Hoang. Lâm Hoang có luôn. Hai cái size S cho chị Trang Huyền không giấu. Hai cái size S cho Trang Huyền này. Chị An Hoài thì có L rồi chị nhá. Lên cho em Q1 kèm size thôi. Size M cho Sinh Phạm. Quần vải gì u mì. L cho chị Giang Lương. 50 cân chỉ cần mặc M thôi chị ơi. Giang Lương có L luôn rồi ạ. Size S cho chị Giang Hà. S cho Giang Hà luôn này.
Còn chị nào mình chưa được mình lên comment về đấy cho em xin phạm có rồi chị ơi. Em có hai quần này bụng to mặc vẫn ok đấy chị Lê Thị Kiều. À Lê Kiều Vân thấy em mới bảo mặc nó rất là thích luôn. Mặc nó kể cả béo bụng mình mặc vẫn đẹp. Mờ cho Hải Yến. Một di nguyên cho chip chip. Nhiều chị mua về. Mua bao nhiêu? Mua 79.000 về. Lại giống y cái quần trước em bán 68.000. Vì em nói luôn loại 1 là loại 1. Loại 2 bán cho các chị 68.000. Nhưng cái chất của nó sờ nó bị thô. Size S cho chị Thanh Nguyên. Size L cho Nhâm Đoan. L cho Nhâm Đoan có luôn. Còn chị nào mình chưa được mình lên comment vào đấy cho em nha. Quần tomboy, u mì. An Hoài có rồi, Hải Yến có rồi. L cho Thủy, à quên, chị Thúy Trương lên size đi. Mới lên mỗi quy 1. Nhưng mà không kèm size. Em cảm ơn chị Thanh Trà Trà nhá. Size M cho Khánh Nam Nga. M cho Khánh Nam Nga này. Chip chip có đủ size rồi mình ơi. Áo đằng sau túi mờ xịn sò thế. Toàn hàng xịn sò đấy bác. Chị Nhâm Đoan có rồi. Chị nào mình chưa được nữa mình lên một comment vào đấy cho em là quy 1 kèm size cho em. Em đang mặc mờ chị ơi. Ui dồi, em nói thật với các chị quá là mê mẩn luôn. Mặc cho em cả 4 mùa ấy mà. Đi cho em thêm đôi dép cao nữa thì thôi rồi lượm ơi. Không cần phải suy nghĩ luôn nha các chị. Mặc cực kỳ là thích luôn cho các chị em mình luôn. Được chưa ạ? Chờ em chút xíu em mix luôn cho các chị em mình với cái áo này. Mix luôn cho các bác mình với cái áo này. Sao cái áo này trưởng nay rõ đẹp mà không biết thế nào bảo cho Hảo. Cho Hảo nó lấy thì nó bán kèm đơn luôn. Áo này đẹp như này mà nó không có biết này. Trời ơi xinh lắm luôn. Mã này lên cho em là mã xả 11 cho các chị em mình là mã áo này nhá. 45.000 một cái cho các chị em mình luôn. Mặc nhẹ mát như không mặc luôn. Em cảm ơn bác Lan Lương. Xả 13. Xả 13 lên cho em mã này mã xả 13. Giá cho các chị em mình 45.000 một cái. Nhìn cho em này. Tay này mê mẩn cho em không ạ? Một con áo này các chị em mình có kể cả là sơ vi nóng thùng cho em với những con quần này nó cũng rất là đẹp luôn nhá. Lên cho em áo là mã xả 13. Quần là quy 1 kèm size. Áo 45.000 một cái, quần 85.000 một cái cho các chị em mình. Nhờ chưa? Bao cho các chị em mình quá xinh luôn. Đấy, này eo ơi, nhìn tay này. Tay của em ơi bồng, hàng này không phải là hàng vớ vẩn đâu. Nhờ chưa? Hàng này các chị em mình mua toàn 130.000 một cái áo này thôi. Em xả cho các chị em mình 45.000 đốt, đẹp nhỉ? Cái tay của nó xinh, nhìn nó sang hẳn cái áo lên. Mua cái hàng về thấy áp ảnh thì là áp ảnh của con này mặc lên như thế này. Nhưng về cái tay lại xẹp. Cái chỗ này lại không nhún. Là hàng nó may lại đây, hàng của em hàng thiết kế riêng quá đẹp luôn. 45.000 mã xả 13. Rồi Q1 là 85.000 một cái. Xả 13 cho Đinh Mỹ Linh hai cái này. Đinh Mỹ Linh có luôn hai cái. Chị 51 cân mặc mờ quá đẹp luôn. Đúng rồi bác Quy Thảo ạ. Thế này mà 51 cân mặc mờ cho em vẫn đẹp. Xả 13 cho chị Phương Tho một cái. Đinh Mỹ Linh có hai cái rồi chị ơi. 45.000 một con áo này nhá các chị nhá. 45.000 mặc đẹp lắm luôn á. Cho chị Thúy Oanh Vũ có xả 13. Yên Bình có xả 13. Yên Bình có Q1 size L cho Nguyễn Thanh Hoa. Q1 size L là Nguyễn Thanh Hoa này. Rồi, giờ này còn hỏi màu khác nữa. Rồi, comment về đấy cho em là mã xả 13 cho em nha các chị. Xả 13, chị Đinh Mỹ Linh có hai cái rồi mình ơi. Giá cho các chị em mình có 45.000 một cái thôi. Chờ chút xíu nào. Trong kia là đơn là vào hết số rồi đúng không? Đây là đơn chuyển khoản. Xả 13 cho chị Hoàng Trang một cái. Cho chị Bùi Luyến một cái. Mê hàng nhà Giang mất rồi chị Đào Liệu. Em hai quần Q1 size M cho Ngọc Tâm hai cái Q1 size M. Ngọc Tâm hai cái Q1 size M luôn. Q1 là quần em đang mặc 85.000 một quần. Khăn tắm phải chờ lát để xem cho nhân viên sang xem chị ơi. Em ơi xem cho chị khăn tắm còn bao nhiêu cái đi. Ôi. Sao chị thấy dưới tầng 1 bên dưới góc ấy còn đầy đấy gì? Dưới tầng 1 ấy ngay chỗ cái đầu kìa. Ngay chỗ cái đầu chỗ để cái bao dép đấy. Chị nào mình chưa được mình lên nốt vào đấy cho em xả 13 em qua mã nha. Cho chị ít, vứt đi chị ít pháo bé này. Lên cho nó đỡ buồn rầu nào. Chẳng nhẽ lại nghĩ. Chờ em một chút xíu. Rổ với giá. Xả 13 cho Diễm My một cái. Hoàng Trang không giấu có rồi. Ok bác Phương. Chuẩn bị cái gì đi cho em ăn đi. Em nghỉ nơi rồi đây. Hay gì em?
Giờ chợ lên cho các chị em mình nguyên size S không tị nhau nhá. Nguyên size S các bác mình không tị nhau. Bèo văn bọt luôn. Comment cho em là S75. Tối kiềm chế lắm nên không chốt bác Lũy Phạm, thôi kiềm chế bác ạ, mua vừa đủ mặc thôi. Chứ chốt nhiều quá về các bác mình có mặc hết đâu. Chắc là mua về mặc. Q1 hai cái size L cho chị Mai Nguyễn Thị Tuyết. Ok, chị Nguyễn Mai Nguyễn Thị Tuyết có hai cái size L. Mình mua nhiều quá về mình mặc nó không hết ý. Cái này em nói luôn, kể cả các chị nhặt về các chị bán cho em vẫn có lãi luôn cái này luôn. Được chưa? Các chị em mình mua cái này về mà các chị đăng thử lên cho em. Là áo phao mua cho con mặc không vừa phát lại, em nói luôn có lãi luôn trực tiếp luôn trên cái áo. Thật sự luôn, em để cho các chị 75 nghìn một con này, về các chị bán vui bán chơi cho em vẫn được 95-99 nghìn một cái luôn. Em nói luôn với các bác mình. Được chưa? Em chỉ còn size S này thôi, từ 9 cân đến tầm khoảng 14 cân cho em nhá. 9 cân đến 14, dưới 14 cân mặc cho em cho đẹp. Lên cho em là S75, đừng có tịt nhau làm gì nữa chị ơi. Được chưa? Màu nó là màu đỏ cam nha. Màu hot trend của các mẹ luôn, các con cũng cho hot trend luôn. Lên cho em là S75, 75 nghìn một cái áo phao này cho các bạn đi luôn. Trời ơi, em bao các chị em mình cả giá nhập vào đi chợ cho em. Quần em mặc em bán cách đây 2 năm rồi chị ơi. Quần em mặc em bán từ năm 2018 thôi. Q1 cho chị sinh phạm một cái size S nữa thì ơi, ok chị sinh phạm. Q1 size L cho chị Hiền Quân. Mai Nguyễn Thị Tuyết có hai cái size L rồi. Sinh phạm có Q1 size S rồi. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em Q1 kèm size, còn cái này mã này là mã S8 lạ, quên S75 cho em. 75.000 một cái áo phao cho các bạn đấy nhá, 9 cân đến tầm độ dưới 14 cân mặc đẹp. 14 cân thì vẫn cứ mặc được cho em luôn á. Chân váy em đang mặc em nói rồi. Nhắc lại một lần nữa chứ đừng có ai hỏi. Bán từ tháng 9 năm 2018 nhá. Bán từ tháng 9 năm 2018 đến giờ này vẫn còn hỏi cái gì nữa. Bán 200 mấy không mà các chị có mua đâu nhá. Nên là đừng có hỏi chân váy em đang mặc nó làm gì. Rồi S75 này. S75 mà chị Uyên Lê một cái. Uyên Lê có luôn một cái cho Nhung Nguyễn không giấu một cái. Nhung Nguyễn không giấu có luôn một cái đây. Hôm nay nhận hai áo này đẹp lắm luôn. Hà bác Hằng Lê em xin phép gửi tặng các con đấy đúng không ạ? Có mặc vừa không chị? Vì 35 cân thì em chẳng có hàng. Nên là em gửi tặng bác được hai cái đấy cho bé nhà chị bác 9 cân với lại 10 mấy cân, 16 cân đúng không? Rồi còn chị nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em là S75 luôn giúp em. Bèo bọt cho các chị em mình. Còn khăn mặt cho chị một phép, chắc khăn mặt cũng chắc chả còn. Khăn mặt còn không? À kiến mặt. Khăn tắm còn có 6 cái à? Khăn tắm còn 6 cái lên cho em, khăn tắm kèm theo số lượng cho em. 42.000 một cái, còn đúng 6 cái cuối cùng là hết. Cho bác Ngọc Na một cái S75. Khăn mặt em còn mấy phép, khăn mặt bán cho các chị em mình là 38.000 5 cái nhá. Lên cho em khăn mặt là mã T mấy đi? Khăn mặt là mã T mấy? T3. Khăn mặt lên cho em là T3. T3 là giá là 38.000 10 cái khăn mặt cho các chị em mình mua. Được chưa? Dùng cho em cho siêu sướng. À gì lên xe cho cháu xem còn bao nhiêu cái cặp lồng. Bảo tiên đến cho cháu. Bao nhiêu cái cặp lồng, bao nhiêu set bát năm. Bán luôn cho gọn hàng đi. Rồi khăn tắm à. Khăn tắm cho chị Hùng Sáng hai cái. Một set khăn mặt, một set khăn tắm cho anh Sâu Kiêu. Rồi T3. Anh Sâu Kiêu có rồi mình ơi. T3 cho Minh Giang một set. T3 cho Yên Bình. Khăn tắm Nguyễn Gia Vĩ tạm thời cứ chốt 10 cái mai nhặt chị Phương nhá. Khăn tắm 6 cái cho chị Trúc Thương Trần kìa. Để chị gọi cho Thảo xem còn để phần cho. Rồi em chị Hiền Quân một cái khăn tắm. Em dừng chốt khăn tắm nhá. Em dừng chốt khăn tắm đến chị Hiền Quân thôi. Em chốt cho chị Hiền Quân này, Nguyễn Mỹ, Nguyễn Gia Vĩ này, với cả chị Trúc Thương Trần thôi. Khăn mặt lên cho em T3. T3 chị Hùng Sáng. T3 cho Nhung Nguyễn. Lên cho em khăn mặt T3 cho Huỳnh Ngân. Huỳnh Ngân có luôn T3 này. Nguyễn Gia Vĩ có 10 cái khăn mặt rồi, em chốt cho chị rồi chị ơi. T3 cho chị Thanh Thanh. T3 cho Nghiêm Nhung. Khăn mặt là khăn tắm em không chốt thêm nữa chị ơi, em chốt có mấy chị em đọc tên rồi thôi. Nguyễn Gia Vĩ 10 cái này, chị Trúc Thương Trần 6 cái này. Với lại mấy chị kia, cô chị Hùng Sáng 2 cái, chị Hiền Quân 1 cái với ai 1 cái nữa đấy. Này em ơi cho vào chị này. Khăn mặt là T3 nhá, là 38.000 5 cái khăn mặt. T3
T3 chị Phương Nguyễn, T3 cho Nguyễn Oanh, S75 là chị Lê Thu Hồng. Nghiêm Nhung có T3 rồi chị ơi. Phương Nguyễn cũng có T3 rồi. Khăn mặt thì các chị em nào mà mình chuẩn bị sinh nở, các thứ mình mua về mình dùng cho em. Khăn tắm cũng thế, mình dùng cho được cả trẻ sơ sinh luôn. Nó rất là thích luôn. T3 cho chị Trang Huyền một set. Khăn mặt với khăn tắm nhà em dùng sướng lắm. Sướng hơn những cái khăn xô các chị em mình mua nhiều. Vì em trước em cũng dùng khăn xô chứ dùng khăn gì đâu. Nhưng bây giờ dùng cho con cái khăn này rất là thích luôn. Rồi, T3 chị Thu Hoàng không giấu. Còn T3 cho Lý Hiền. Rồi, Q1 một cái size S cho chị Lê Thu Hồng. Ok bác Lê Thu Hồng. T3 một set này và thêm hai cái kéo Nhật. Ok chị Trúc Thương Trần, kéo chắc còn đúng không? Trúc Thương Trần có kéo. T3 cho chị Huyền Trang đầy đủ dấu. Trang Huyền Kha, Trang Huyền khác mà Huyền Trang khác nhé. Cả một cái size S sang luôn. Rồi em qua mã được chưa? Khăn mặt dùng sướng lắm. Em cảm ơn chị Nắng ạ, dùng thích dã man luôn. Khăn tắm thì nó siêu thấm hút luôn mà. Các chị em mình khăn tắm các chị dùng để đắp chăn cho con cũng được luôn, làm thành chăn cho con cũng được. Rồi chị làm khăn ủ cho bé sơ sinh cũng được luôn. T3 cho chị Hương Nguyễn không giấu một set. Còn mấy set T3 nữa em? Em còn 13 set khăn mặt nữa. Cho chị Phương Tho một set T3. Phương Tho có luôn T3 này. Q1 là cuốn tomboy em lên rồi chị ơi. Này, mỗi bác một cái nữa đây. Ồ, cái này không nhắc lên là mà có đúng 3 cái rồi, là còn nguyên 3. Hôm trước chị rút đúng 3 cái, mã này xả chín còn đúng 3 cái luôn. Còn bao nhiêu set đấy gì? Còn 12, bác còn 12, tập là 17. Đợt chợ đây lên cho các chị em mình cái này luôn này, còn 12 set đúng không? Đợt chợ 12 set này, T3 cho chị Bảo Loan, T3 chị Lê Thu Hồng. Lê Thu Hồng có T3 rồi chị ơi. Set bác này các chị em mình lên cho em. T3 cho chị Đinh Mỹ Linh, T3 cho siêu nhân Tina. Siêu nhân Tina có luôn này. Kéo còn đúng không? Kéo chị Trúc Thương Trần em cho chị 2 cây rồi. Đợt chợ set bát này là set bát 5 món. Mình để cho em nó có kèm nắp luôn nha các chị. Từ nhỏ đến to, từ to đến nhỏ luôn. Đợt chợ những cái hàng này thì thật sự với các chị em mình là, kể cả các chị em mình có đựng nước chấm. Đợt chưa? Ô, kéo hết rồi á. Đợt chợ đựng nước chấm, nước chiếc cho em nó không bị bay mùi ra. Đợt chợ các chị em mình lên comment vào đấy cho em luôn là set bát này comment là S mấy? Comment cho em là S1 đi. Set bát này lên comment cho em là S1 cho em nha các chị. Đợt chợ dùng siêu thích luôn các chị ơi. Em thì em thấy dùng cái này tiện. Nó gồm có 5 sản phẩm luôn này. Từ nhỏ đến to đây các chị nhìn cho em nhá. Cái ở ngoài này là to nhất luôn này. Nó là làm bằng inox không có han gì đâu. Em bán cho các chị em mình 35.000 một set. 35.000 một set, 5 cái này mình lên vào đây cho em luôn là S1. S1 luôn cho em nha các chị. Này dán ghi S1 này em này. S1 giá là 35.000 một hộp này. S1 cho em ạ. Kéo hiện tại em không chốt thêm nữa chị ơi. S, chữ S đi, S gì, S của chữ set ý. Rồi, T3 chị Phương Tho có rồi chị ạ. S1 cho chanh chua. S1 cho chip chip. S1 cho Minh Giang. S1 cho Hân Hương. S1 ạ. S1 lấy 2 set cho chị Khánh Thảo. Dùng tiện lắm luôn đấy các chị ơi. T3 cho chị Mành Bùi một set. Mành Bùi có một set T3 rồi. S1 nha, S1 cho Bio Kiều Oanh. Nó không phải là F đâu mà là S ạ. Nha các chị lưu ý cho em, nó là S1 chứ không phải là F1. S gì ấy các chị. Chứ không phải là F đâu. Lưu ý cho em nhá. S1 cho em. Còn mấy set S1 nữa em? Còn 5 ạ. Rồi. Cho chị Vương Hoa 10 cái mã T3 là 2 set khăn mặt. Ok chị Vương Hoa. S1 cho Mỉm Cười. S1 cho Thảo Nguyễn không giấu. Lên cho em S1 2 set cho Đinh Mỹ Linh. S1 cho Uyên Lê. Rồi em hết luôn S1, không còn S1 nữa luôn nha. Uyên Lê có S1 rồi. Đấy hết luôn S1 rồi, không còn đâu. Hết luôn S1. Được chưa? Còn cái set cặp lồng này mình lên cho em là C2. Chưa có đâu, có một mã C1 không? Được chưa? Cặp lồng này mình lên giúp em là C2. Giá cho các chị em mình 58.000 một cái cặp lồng này nhá. 58.000 một cái cặp lồng này các chị nhìn cho em này.
Đợt chợ 58.000 một cái cặp lồng này cho em. Đợt chợ cặp lồng này nó giữ nhiệt tốt lắm luôn cho các chị em mình luôn. Chỗ này nó có cái hít này. Đợt chợ mình lên cho em là cặp lồng cho em nha các chị. Đợt chợ mình có thể để cho em lên mâm cơm cũng được luôn cho em. Quá là tiện luôn cho các chị em mình. 58.000 cái cặp lồng này lên cho em là C2. Đợt chợ C2 giúp em nha mọi người. 58.000 một chiếc. Các bác mình lên vào đây cho em là C2 cho em. Đựng cháo, đựng chiếc, đựng mỡ, đựng miếc, các thứ gì đều đựng được hết luôn cho em nhé. Lên giúp em là C2 còn có mấy cái thôi? 7. Còn có 7 cái cặp lồng thôi đúng không? 58.000 một cái cặp lồng ạ. Mình lên giúp em là C2 cho em. Này, cho vào cháu rồi. Rồi, C2 em chốt cho chị Hương Tôi Quê, cho chị May Phú Quang, cho Nguyễn Nhàn, cho Ngọc Hân, cho Thu Ruby, được chưa? Cho Huyền Trang. Rồi còn một cái cho chị cần Ruby hết luôn C2. Hết luôn C2, các chị ơi lại cháy hàng rồi không còn C2 đâu. Chỉ May Phú Quang có, cần Ruby có hết C2 nha chị. C2 tạm thời là em hết hàng rồi. Hôm nào em bạn kia bạn ấy bán hết em lấy hộ thì về em lại báo mọi người nhá. Đấy. Các chị em mình có con mặc có con kiểu học bán chú bán chiếc các thứ ấy, tiện. Hết mất C2 rồi còn đâu nữa các chị. Có C2 thì có phải có được thêm đơn không? Bán được bao nhiêu, không còn C2 đâu các chị ơi. Đây còn 3 cái này, lên mã này mã xả bao nhiêu em ơi? Lên cho em mã này mã xả 14 cho 3 chị, mỗi chị một cái 29.000 nhá. Lên cho em là xả 14, 3 bác mỗi bác một cái 29.000. Đẹp lắm luôn, 38 39 cân đến tận 60 cân vẫn đang mặc được cho em luôn. 29.000 mã xả 14. Mã xả 14 cho em, C2 em không còn các chị ơi. Hôm nào về thêm em báo các bác. Xả 14 cho em ạ, xả 14 cho Lê Thị Thu Nga. T3 cho em với cho Uyên Lê một set khăn mặt T3 luôn kìa. Xả 14 cho Chanh Chua. Xả 14 cho chị Vân Nguyễn không giấu. Hết luôn mã xả 14, Vân Nguyễn không giấu có hết xả 14 luôn. Hết xả 14 luôn nha các chị, tiếp tục. Cho chị ít gió nam em ơi, gió nam có cái nào phân size rồi em cho chị. Mang chị ít gió nam luôn, màu gì. Xả 14 rồi mình ơi, em không còn xả 14 nữa đâu. Bộ nam đang cháy hàng nhá. Lên cho các chị em mình. Ôi dồi ôi, màu này đẹp dã man luôn. Màu này nó là cái màu gọi là ghi không phải ghi, rêu không phải rêu. Màu nó rất là đẹp luôn, nhìn cho em này. Đỉnh không ạ? Chất thì không cần quảng cáo nhiều đâu. Miễn bàn luận về chất, quá đẹp luôn cho em ạ. Hai lớp cho các anh luôn. Hai size L và XL. L cho anh xã cho các chị em mình 50 đến 62 cân, XL từ 63 đến 75, 76 cân cho em. Thanh lý 85.000 một cái luôn. Lên cho em mã này là mã xả 15 kèm theo size L và XL. Xả 15 kèm theo size L và size XL cho em. Hai bên túi đều có kéo khóa luôn. Được chưa? Hai bên túi này đều có kéo khóa luôn cho các chị em mình nhá. Cái bút này để đây. Lên cho em là mã xả 15 kèm theo size L và XL cho em. 50 đến 62 cân mặc cho em size L, 63 cân đến 75, 76 cân mặc cho em XL. Lên cho em mã này là mã xả 15 kèm theo size. Được chưa? Xả 15 kèm size cho em các chị ơi. Số lượng em không có nhiều ở đâu nha. Xả 15 size L cho Ngọc Hân. Nhà chị Giang đang hát à? Không chị ơi, chắc là hàng xóm nhà em đấy bác ạ. Nhà em hát rồi lại có phòng cách âm rồi, nhưng mà không, hôm nay lại không hát. Xả 15 XL cho Hương Nguyễn không giấu. XL cho Tuyết Băng. Quần HM hiện tại đang hết chị ơi. Quần hộp XL cho bà Nguyễn Nhàn. 85.000 một cái áo này luôn. Em nói luôn đừng so sánh với hàng xưởng. 85.000 các chị nghĩ là hàng xưởng, như hàng nhà em mà không phải hàng xưởng, hàng Quảng Châu cho các chị em mình xịn đét luôn. XL cho chị Cần Ruby. XL cho Ngô Thị Nhung không giấu. Mã xả 15 để kèm size cho em chị nhá. Được chưa? Mã xả 15 kèm size. XL cho Phương Nguyễn. Hết luôn XL, mã xả 15 em còn size L.
50 đến 62 cân mặc lờ cho em quá đẹp luôn. Quần nộp hiện tại em không nhận chốt thêm một chị nào chị ơi. Xả 15 em không còn XL. Em chỉ còn mỗi size L thôi, má xả 15 em còn mỗi size L là hết. Không còn XL các chị ơi. Còn mỗi size L thôi đúng không? Chỉ còn size L thôi nhá, 50 đến 62, 63 cân cho em mặc L. Rồi chữ XL nó không có còn nữa đâu. Áo hàng đi. Size L cho chị Lệ Dung, L cho Trúc Thương Trần, L cho chị Huỳnh Ngân. Huỳnh Ngân có luôn mã xả 15 size L nha. Chị Huỳnh Ngân có rồi này, xả 15 này. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment về đấy cho em. Không còn XL độ, Huỳnh Ngân có xả 15 size L. Cho An Hoài một cái size L. Huỳnh Ngân có, Lệ Dung có, còn mỗi size L thôi. Lúc chiều em gọi điện chỉ sợ hàng đi lạc vì từ hôm 14 á. Không sợ đâu. L cho chị Nguyễn Huyền đầy đủ dấu. Chị An Hoài có rồi chị ơi. Chị nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em là mã xả 15 size L cho chị Sinh Phạm. L cho chị Sen Thị Phan. Hết hàng. Đến chị Sen Thị Phan được một cái là em hết luôn, không còn mã xả 15 nữa nha. 85.000 cái áo, ôi trời đất ơi. Ôi em thề với các chị nó rẻ rẻ như là bèo. Chị Sen Thị Phan có rồi ạ. Tiếp tục. Bác Sinh Phạm có rồi. Mã này lên comment vào đây cho em là mã áo này là xả 16 màu này, em để dành mãi đấy. Nay em mới xả cho các chị em mình. Xả 16 45.000 một cái nhá. 40 đến 65 cân đang mặc ok cho em hết luôn. Màu quá đẹp luôn cho các chị em mình luôn á. Lên cho em mã này, mã xả 16 giá 45.000, chất bozip 40 đến 65 cân đều mặc ok cho em, co giãn thoải mái. Chữ ở đây là thêu luôn. Được chưa, áo thu đông cho các chị em mình. Lên cho em mã này là mã xả 15. À xả 16. Chị Sen Thị Phan có mã xả 15 size L rồi chị ơi. Cái này lên cho em là mã xả 16, 45.000 một cái nhá. Xả 16 cho chị Liên Bích một cái. Cho chị Thơm Trần không giấu một cái. Liên Bích có, Thơm Trần có. Cho chị Thương Vũ không giấu một cái. Cho chị Yên Bình một cái. Cho chị Khánh Vi một cái. Cho chị Lệ Dung một cái. Khánh Vi có, Lệ Dung có, em còn một cái cuối cùng nữa là hết luôn, mã xả 16, 45.000. Cho chị Vân Anh Trần một cái hết hàng. Ok, đến chị Vân Anh Trần được một cái hết luôn, không còn mã giả 16 nữa nhá. Tiếp tục có chị một mã váy nữa đi. Đây cháu váy kia màu đỏ đấy gì. Màu đỏ đô đấy, đẹp quá. Rồi, cho cháu luôn. Váy này các chị em mình lên cho em này 168.000, xả cho các chị 139 đấy. Lên cho em mã này là mã V2. V2 này là 139.000 một cái. Hết mã xả 16 rồi, lên cho em là V2 cho em. Ui dồi ôi, chất này. Nhìn này, phải cho các chị em mình nhìn sát rồi nó mới sướng, nó mới mê cơ. Đồ trợ mặc nó siêu đẹp luôn cho các chị. Các chị em mình từ 38 cân đến tầm khoảng 57, 58 cân mặc đẹp. 38, 39 cân trở lên nhá. Đến 57, 58 cân trở lại mặc đẹp. Bao cho các chị em mình mê mẩn luôn. Cái này hôm qua mặc rồi nên em chả mặc lại cho các chị em mình đâu. Mã này lên cho em là V2 giá 139.000 một cái. V2 giúp em nhá, giá 139.000. Hàng này đắt lắm các chị ơi, nó không có phải hàng thường đâu. Thì chất này các chị em mình mặc cho em đến cả vài năm mà xù em vẫn còn nhận lại hàng cho các chị em mình luôn ấy. Chất nó bao cho các chị quá đẹp luôn, mê luôn, nhìn cho em này. Lên cho em là V2 giúp em. V2 nhá. Hàng này trước ở fanpage cũ thì không có mà bán luôn. Bên page cũ thể là các chị không có mà bán luôn ạ. Page cũ bán 168.000. Từ hôm mất fanpage nó coi như chỉ bán để lấy tương tác, bán để cho tăng thêm người xem, để cho các chị em mình chia sẻ để tìm lại khách bị thất lạc thôi. V2 cho chị Bông Tuyết. V2 cho chị Thành Đạt Hiếu Nghĩa. V2 cho chị Thủy Phù Mai. Thủy Phù Mai có luôn V2 này. V2 cho chị Hoài Thu Vũ. 139.000 một cái chị ơi. Hoài Thu Vũ có rồi nha chị. Lên giúp em V2 thế là gì đừng bóc. Comment đấy cho em là V2 cho em 139.000. Trời ơi, V2 cho chị Ngọc Hân. Ngọc Hân có V2 luôn này. V2 cho chị Pep Ngân. Pep Ngân có luôn V2. Chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em V2 giúp em nha. Mỗi bác một cái. Lên mã này mã GT mấy rồi đây em ơi. Từ 39 cân đến tận 62, 63 cân vẫn mặc thoải mái. Mà chị nào mình cũng nên làm cái mà mình để mình mặc cho em. Váy đẹp quá, em cảm ơn chị Hạnh Nguyễn. Cái này mã váy. Lên cho em mã này là mã GT5. 23.000 một cái, không tị nhau nha.
Mỗi bác một cái lên cho em mã GT5 có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái hết hàng. Còn 10 cái là hết hàng, lên cho em là GT5, 23.000 một chiếc. V2 cho chị Ngô Thị Nhung, Thành Đạt Hiếu Nghĩa có V2 rồi chị ơi, Ngô Thị Nhung có rồi. GT5 mà chị Vân Nguyễn không giấu. GT5 cho Vòng Nguyệt. GT5 mà chị nào đây ạ? Cho chị Bích Liên, cho chị Đinh Mỹ Linh, cho chị Thanh Thu. Thanh Thu có, Đinh Mỹ Linh có, cho chị Trần Ngọc, cho chị Sen Nguyễn, cho chị Lê Kiều Vân, cho chị Nhung Nguyễn không giấu. Nhung Nguyễn không giấu có, em còn một cái nữa cho Bio Kiều Anh hết hàng GT5. Đến Bio Kiều Anh được một cái GT5 nữa là em hết luôn GT5 nha. Giá với trả rổ cho các chị em mình. Lỗ loi cả con mắt rồi đấy các chị ạ. Chờ em chút xíu nào. Các nữ nhà bà chị nốt này em này. Tất nữ này làm luôn mã tất nữ này lên cho em là mã T3 đúng không em? T3 hay T4 đúng cái gì mà đúng, T4 rồi. T3 là khăn mặt rồi, lên cho em T4 nhá. Tất nữ 69.000 một set 10 đôi. GT5 em hết rồi. Tất nữ thì chắc không cần phải giới thiệu đâu các chị nhỉ, bán nào cũng biết bằng bao nhiêu rồi, xỉ lẻ như nhau hết luôn. Tất nữ nhà em các chị nhìn cho em này, siêu lì đanh và mịn luôn cho các chị em mình, đi sướng lắm luôn. Lên giúp em là T4, cầm cho chị lọ bột canh sang em ơi. T4 giá cho các chị em mình 69.000 10 đôi. Hàng này các chị em mình mua về đi cho em là hiện liền, sướng lắm luôn nha. Hàng các chị em mình mua bèo bèo nhất là 12-15.000 một đôi trong siêu thị luôn. Mua ngoài cho em cái quán tạp hóa cũng phải 12-15.000 một đôi rồi. Người ta bán cho các chị em mình có toàn 65.000 năm đôi, tính ra đã là 130.000 một set rồi. Đây bán cho các chị có 69.000 một set, tôi lên cho em T4. T4 cho em ạ. T4 là chị Nguyễn Thơm. T4 cho Minh Giang. T4 cho Nhung Nguyễn không giấu. T4 cho An Hoài. T4 cho Ngọc Na. Ngọc Na có luôn T4 69.000 10 đôi chị ơi. T4 cho Khả Hân. An Hoài có rồi, Khả Hân có rồi ạ. Lên giúp em là T4 cho em nhé, 69.000 10 đôi. T4 cho Andra Gumiho. T4 cho Nguyễn Thị Lan. T4 cho Bùi Luyến. Bùi Luyến có T4. T4 cho Nguyễn Thức Nguyễn hết hàng. Nguyễn Thức Nguyễn có luôn T4 đấy. Còn chị em nào mình chưa được mình lại chờ em mã khác. Lên cho các chị em mình bột canh. Các chị có đơn mình nhắn hết cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại vào phần tin nhắn nha các chị ơi. Có đơn nhắn hết cho em địa chỉ cộng số điện thoại vào tin nhắn đấy ạ. Rồi chờ em chút xíu nào, lên cho chị bột canh là còn bao nhiêu lọ em. Hả? Bột canh ạ, lên cho em là bột canh kèm theo số lượng vào đây cho em nhá. Hai lọ thôi, chị nào lấy nhiều lấy hai lọ cho em thôi. Hàng của em chuẩn vị luôn, nó có hành khô sấy đấy. Chuẩn hảo hảo luôn ạ. Comment cho em là bột canh 25.000 một lọ. Chấm cả thế giới. Em nhìn thấy thôi em lại thấy thèm rồi. Chết chả mở cái nào cho cháu. Lại mở một hộp bên này rồi. Đâu, lọ dở đâu. Sao lấy thì phải lấy chị lọ dở em ơi, không chị lại muốn bóc cho chị ăn luôn á. Em chạy về bên kia này. Lên cho em là bột canh kèm theo số lượng cho em nhé. Em nói luôn bột canh nhà em bao nhiêu chị mình mua rồi thì mình biết. Rất ngon luôn, chấm cả thế giới luôn. Được chưa, biết chuẩn vị hay không thì các chị em mình chỉ cần mình lấy cái gói mì hảo hảo ấy, mình bỏ cái bột canh trong gói đi, mình cho thay bằng cái bột canh này vào mình ăn thì mình biết luôn. Được chưa ạ? 19.9 1 10 luôn. Lên cho em bột canh kèm theo số lượng. Cái nào mở mấy hộp này? Cái tổng qua ăn tắm rồi. Đấy. Không ăn táo mèo ấy. Cứ buồn ngủ lại ăn. Ngon nhỉ? Ngon lắm luôn đấy các chị.
thế nó mới gọi là ngon chứ. Hại được một tí mà mua. Có loại thì bị mặn quá, có loại này ngọt quá, còn cái loại này nhà em nó rất ngon và chuẩn vị luôn. Bột canh cho chị Mai Phú Quang, bột canh cho Bảo Loan, bột canh cho chị Yên Chiến 2 lọ, cho Yên Bình 1 lọ, chị Mai Phú Quang có rồi, chị ơi Tuyết Băng 1 lọ, Ngọc Nam 1 lọ, Thành Đạt Hiếu Nghĩa 2 lọ. Rồi cho chị chanh chua có luôn ạ. Tuyết Băng có, chị Mai Phú Quang có rồi nhá. Cho Nguyễn Thị Lan 1 lọ, An Hoài 1 lọ. An Hoài có luôn này. Cho chị Nghiêm Nhung 1 lọ. Bùi Luyến có luôn 1 lọ bột canh, Trần Ngọc có bột canh, Mai Quyên 2 lọ bột canh. Quyên không chữ N, Mai Quyên có. Lệ Dung có bột canh, Andra Gumiho có. Nghiêm Nhung có rồi chị ơi. Giang còn chân váy, xếp ly không, chắc là không còn rồi chị ạ. Cho chị Vân Anh Trần bột canh. Chân váy chiều hôm qua còn cái nào không? Chân váy như cháu hay mặc ấy. Bột canh cho chị Thu Hiền Phạm 2 lọ. Thu Hiền Phạm có luôn 2 lọ này. Em có thấy chị Hương Nguyễn không giấu nha chị ơi. Nay lên bộ không, bộ hôm qua vừa lên rồi. Đấy, chị nào mình lấy mình lên. Chị Hương Nguyễn không giấu có bột canh. Hương Nguyễn không giấu có bột canh luôn này. Còn chị nào mình chưa được mình lên lấy cho em bột canh lên mấy lọ bột canh này. 2 lọ. Bột canh cho chị Phương An Trần hẳn 3 lọ luôn là rồi. Ok bác Phương An Trần đi. Chết mất rồi. Ok chị Phương An Trần nha. Chị Hương Nguyễn không giàu có rồi, chị Phương An Trần có rồi chị ơi. Rồi chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em. Cho chị lên gì rồi. Đưa chị cái cục màu rêu rêu kia là mã nào, mang đây thanh lý đi. Bộ không còn đâu chị ơi. Còn toàn S đây. Còn toàn S, mang đây cháu lại cho giá đi. Cái gì ăn nghiện nữa thôi. Ngon lắm. Thanh Văn Lý, Lỗ Văn Lòi. Hàng này không lỗ, Giang không bao giờ làm người. Đợi chưa, comment rõ cho em mã này là mã KN49. Đợi chưa, kỷ niệm 49.000 một cái. Không đẹp không lấy tiền luôn, chất bao cho các chị em mình phê luôn. KN49 cho em luôn này. 49.000 một cái nha các chị. Thân dài tua tua cho các chị em mình dưới 65 cân mình mặc ok hết cho em luôn. Đi thêm cho em đôi bốp nữa là quá đỉnh luôn. Được chưa, cái này các chị không thích thì các chị em mình có thể tháo đi cho em thoải mái nhá. Tháo đi cho em ok luôn, không ảnh hưởng đến form áo của các chị đâu. Nhưng em nghĩ là mình để như này nó đẹp hơn. Để như này đi thêm đôi bốp lên cho em nữa là quá xinh, quá chuẩn luôn rồi. Lên cho em mã này là mã KN49. Rồi ôi đất ơi. Mua tặng, mua làm quà cho em nha. Mặc với legging, legging gì cũng đẹp luôn. Mặc với sóc, xiếc với chân váy đều đẹp hết. Nặng lòi mắt ra. Mà đây để cho các chị, ui dồi ôi, 49.000 một cái. Lên cho em KN49. KN49. Để đây chị em. KN49 cho em ạ. Rồi, cái đấy dán mã rồi đúng không? KN49 cho chị Bích Liên một cái, An Hoài một cái, Phương Nguyễn một cái, 49.000 thôi ạ. Lên cho em KN49. Phương Nguyễn có luôn này. Cho chị Lò Thị Nhân 2 cái. Ok Lò Thị Nhân này. Cho Huỳnh Thị Sương 1 cái. Cho Khả Hân 1 cái. Cho Phương An Trần 1 cái. Cho chị Vương Hoa 1 cái. 49.000. Phương An Trần có, Vương Hoa có. Cho chị Vân Anh Trần 1 cái. Vân Anh Trần có luôn này. Vương Hoa có rồi chị nhá. Còn chị nào mình chưa được mình lên cho em KN49. Cho chị Ngọc Na 1 cái. Ngon bổ rẻ là đây chứ còn đâu nữa. Các chị An Hoài có rồi, Vương Hoa có rồi, Ngọc Na có rồi nhá. Còn bác nào mình chưa được nữa mình lên vào đây cho em. 49.000 cái. Nghĩ thôi đã thấy buồn lòng. Chị nào mình chưa được nữa mà mình lên cho em KN49 cho em. Cho chị Hùng Sáng 1 cái. Hùng Sáng có luôn 1 cái này. 49.000. 4 cái nữa. Chị nào mình chưa được mình lên nốt cho em nha. Giang ơi còn chân váy xếp ly giờ này không, chưa tìm được nữa cả. Đừng hỏi em nữa nha chị. Ngon bổ rẻ cho các chị em mình luôn. Comment vào đấy cho em KN49 cho em để em qua mạ. Không comment số điện thoại trên này chị ơi. Cho chị quần, quần vừa nãy bà Cường vừa nhấc đâu. Đây, ơ, đây à, chân váy này còn toàn size S rồi. Ôi, chân váy này em còn toàn size S thôi. Chân váy này còn nguyên size S này, chân váy giống như hôm qua em mặc ấy. Chân váy này thì em mặc nhiều. Em còn nguyên size S này. S này cho các chị em mình từ 39 cân đến 45 cân mặc thoải mái cho em nhé.
39 cân đến 45 cân, 46 cân đang mặc cho em ok, S hết luôn. Những chị em nào mà người mình KN49 cho Nguyễn Thị Năm một cái. Nguyễn Thị Năm có luôn một cái. Cao giáo thì 46 cân mình vẫn mặc được cho em size S luôn. Tức là cứ từ 39 cân tư vấn căng đến 46 cân cho em. Được chưa ạ? Nay còn mỗi size S thôi, để cho các chị em mình là 76.000 một chiếc, không có tị nhau. Comment cho em là S76, hồi nãy cái kia là S77. Lên cho em cái này là S76 cho em nha các chị. S76 em còn duy nhất size S thôi. Được chưa? Cái này thì em mặc thì hơi căng, em 49 cân 3 rồi thì em mặc hơi căng. Được chưa? Có quần trong luôn, 76.000 một con chân váy này cho các chị em mình. Nhớ là chân váy dập ly không phải là hàng thường đâu. Được chưa? Hàng thường bán cho các chị em mình có 6.000 nữa thôi. Đây là dập ly. Trước bán cho các chị em mình toàn là 89.000 đúng không ạ? Ông vừa rồi bán 78, 79 khi sang page mới. Nay bán luôn em này 76.000, lên cho em S76. S76 cho em ạ. S76 giúp em nha mọi người. Em còn mỗi size S thôi, em không còn size gì khác đâu. Buồn lắm. Nốt cho nó gọn hàng thôi. Cho chị một quần quy 1 size S thôi. Okay, chị Minh gọn một cái quy 1 size S nữa em ơi. Chị 43, ôi 43 cân thì không rộng đâu chị ơi, 43 cân mặc lại đẹp quá. 39 cân các chị đã mặc rồi. Ok, cho Đinh Mỹ Linh hai cái S76 này. Đinh Mỹ Linh hai cái này. Cho chị Hai Minh một cái này. Hai Minh một cái KN49, cho Sakuri một cái em ơi. Ok, Sakuri có KN49, Minh gọn có Q1 size S rồi chị ơi. Mã này lên cho em là S76. Chị Hai Minh có rồi chị ạ. Bảy mươi sáu nghìn con chân váy. Chị nào mình chưa được nữa mình lên comment vào đây cho em nào. S76 cho em nha. Đây là chị cái quần sọc ấy, còn ít nào bên này không? Chị lên thêm tí nữa nào. Chị vừa nhìn thấy cái chỗ kia có cái nào. Bên kia còn không? Cho chị cái mã len đây của bé này. Đấy, cái đấy luôn. Lên cho các chị em mình một mã len bé này. Có ai lấy thì lấy. Đẹp dã man luôn. Tôi trả lên mã này. Lên xem là ngó ra lên mã nào rồi ta. Cái đấy buộc lại đây, nó rơi ra. Ôi trời ơi, váy với kiểu bọc. Cái lên cái gì đó, lên cái này tẻ ra gì nó sáng. À, hay có cái choàng đây này. Lên một cái mã choàng này cho các chị em mình. Lên cho các chị em mình một mã choàng nha. Mã lên C mấy rồi em? C3 cho em này. C3 choàng len hàng Quảng Châu. 39 40 cân đến dưới 65 cân đang choàng thoải mái. 78.000 một cái, lên cho em C3. Rẻ như bèo cho các chị em mình luôn này. C3 cho em nhá, 78.000 một cái. Các chị em mình lên giúp em C3. C3 mọi người ơi, 78.000 lên áo lên nãy đi cái gì vậy chị Dung Nguyễn ơi. Chị đang comment cái gì đấy chị Dung Nguyễn? Lấy được bao nhiêu cái rồi chị lên áo len gì nãy kìa. Comment vào đây cho em là C3 cho em này, 78.000 một cái. Caridan len choàng len. Nặng thì lòi mắt ra. Cho đi văn điển hết. Được chưa ạ? C3 cho chị Đinh Mỹ Linh hai cái. Cho Hà Thị Loan một cái. Cho An Hoài một cái. An Hoài có luôn một cái này. Lên comment vào đây cho em là
Áo len đấy lên đến đọc giá 125.000. Cái các chị nào chốt nó mà lên làm gì. Hà Thị Loan có rồi Giang ơi. À, xả 13 có màu đen không cho mình một cái. Em không biết xả 13 là cái mã nào đâu. Sen Thị Phan có luôn một cái C3. Minh Giang một cái C3. Sen Thị Phan có này, Minh Dựa, Minh Giang có luôn này. 78.000 nha các chị, lên vào đấy cho em C3. Sen Thị Phan có rồi chị ơi. Còn 2 này, 4 này, 5 cái mã C3 đây. Cho luôn bạn. Cho chị Trần Ngọc một cái C3. Trần Ngọc có C3 này. Còn chị nào mình chưa được nữa cho chị Sen Thị Phan thêm một cái C3 nữa là 2 cái. Ok, chị Sen Thị Phan có 2 cái. Còn mấy cái nữa? Em còn 3 cái C2, à C3 nữa là hết hàng nha các chị. Cho chị Dung Lê không giấu một cái. Ok, chị Dung Lê không giấu một cái này, còn một hai cái nữa đúng không? Còn 2 cái nữa hết hàng. Sen Thị Phan có 2 cái rồi, chị Dung Lê có rồi. Cho chị Phương Thơ một cái, Phương Tho có luôn một cái. Còn một cái cuối cùng nữa, bác nào chưa được mình lên comment vào đấy cho em nhá. Ôi trời ơi, nhọc người quá. Cho chị cái màu trắng của bác em. Hàng đấy 125.000 đấy. Còn em vứt đây chị luôn cho chị một cái. 125.000. C3 cho chị Trang Hồng một cái. Hết hàng đúng không? Đến Trang Hồng được một cái C3 là hết luôn. Má này comment vào đây cho em luôn. Lên cho em là KN89. Em nói luôn giá 125.000. Để cho các chị luôn 89.000. Lựa chọn len lông thỏ hàng Quảng Châu, pha tay, sơ mi này, kẻ bút curry cho các chị em mình bao đẹp luôn. 40-60 cân mặc ok cho em luôn. Comment cho em mã này là mã KN89. Kỷ niệm 89.000, comment cho em KN89 cho em này. KN89 nha mọi người. Chị Sen thì fan em vừa thêm cho chị cái C3 rồi, Trang Hồng có C3 rồi. Mã này lên cho em là KN89. Còn ít nữa lên nốt cho các chị em mình luôn. Chỗ này còn độ hơn chục cái là hết hàng. KN89. Ok cho chị Đinh Mỹ Linh 2 cái. Em bán 125.000 đấy. Đinh Mỹ Linh 2 cái. Cho Bùi Luyến 1 cái. Bùi Luyến có luôn 1 cái này. Comment giúp em là KN89 cho em nha các chị. Giá bèo bọt luôn cho các chị. Bùi Luyến có rồi mình ơi. Thì nào mình chưa được đó mình lên vào đấy cho em KN89. Cho chị Lê Vân một cái. Tay của nó là nhà Giang còn ốc sen to không cho mình không? Em còn chị Tường Vi ơi. Chị lấy sen to, chị lên cho em là sen to 340. Em ơi em lấy son dưỡng cho chị Sang nhá. Em lấy chị son dưỡng. Chị Tường Vi lấy sen to lên cho em là sen to 340. Còn hàng đấy chị ơi. Không lên đồ bé đâu chị ơi. Chả lên đồ bé, nó lên đồ bé giờ này lại sai chết. Lên này, được 1-2 cái một sai thì còn lại nữa thì để vỡ mồm. Để đóng cho khách nó đỡ bị lẻ sai hơn. Chị. Ôi giời. Cho chị Nguyễn Thị Huệ 2 cái KN89. 10 phút nữa. Hả? 10 phút nữa. 10 phút nữa làm gì? Ê. Ăn gì? Được. Kém chán. Sen to 340 cho Tường Vi. Còn bộ nào không em không lên bộ chị ơi. Ốc sen da mụn với da nhờn. Da nhờn dùng thì quá đẹp luôn. Mụn thì nếu như chị mụn bọc thì chị không nên dùng. Còn nếu như chị mụn cám, mụn li ti thì chị nên dùng cho em rất hiệu quả luôn ạ. Thi thoảng mình có những cái mụn mủ này mình bôi cho em thì mình biết nó còn giảm thâm luôn của cái mụn để lại luôn. Còn nếu như mụn bọc thì em nghĩ là không. Dép em lên rồi chị Bùi Vị ơi. Dép là 19.000 một đôi, mình lên cho em dép kèm theo số lượng đôi vào đấy cho em. Tất này, tất nữ còn được 2 set này. Tất nữ em còn mấy set này mình không chọn mẫu. Nó chỉ khác nhau có tí xíu thôi. Thì nào mình lấy mình lên vào đấy cho em tất nữ này. Mình comment vào đây cho em là không tị nhau nhá. T mấy? GT đi, dòng này cho vào dòng GT đi. Được chưa? 68.000 10 đôi. Em nói luôn em bán 69.000 được quá. Chị em mình hơn 1.000 một set. Cái này được 300 đồng một set, giá 68 đấy. GT máy dép và chị Bùi Vị 2 đôi. Lên cho em là GT6 giá là 68.000 10 đôi tất nữ nhá. 68.000 10 đôi tất nữ cho em này. GT mấy? GT6. Cũng hơi mệt ý chị ạ. Với cả nó chán, nó lên nó cứ bị lẻ tẻ. Nó chán lắm, muốn xả cho các chị em mình nó lên nó lẻ tẻ là em thấy chán lắm. Quần sọc thì hiện tại là hết chị ạ, còn đâu có mấy cái. Quần sọc đang cháy hàng.
Lên son dưỡng đi, một sản phẩm mà em thì không biết là các chị. Ơ, son dưỡng mới về mà. Mới về trưa ngày hôm qua luôn, sáng ngày hôm qua. Đúng rồi. Son dưỡng e đỏ. Cô Ngọc mới mang sang cho mà. GT6 đúng không? GT6 cho Tường Vi một set. Cho Phương Luna một set. Cho Thu Hoàng không giống một set. Cho Hoài Thương Phạm một set. Được chưa? Còn một set cuối cùng cho chị Thu Huyền đầy đủ dấu, hết hàng. Ok, Thu Huyền có GT6 số. Cho chị Sen Thị Phan một set đi, như bên nhà chị thấy còn set. Cho chị Sen Thị Phan một set hết luôn. Đống gì màu xanh xanh đằng sau, đống đằng sau là áo khoác nhung chị ơi. Hết GT6, Sen Thị Phan được một set là hết. Cái gì cũng muốn lên cho các chị em mình, nhưng mà kiểu có lên nó lại tẻ, em xem cái nào còn lại tẻ để em xả cho các chị thôi. Thì nó toàn hàng đắt đấy, nó còn lại ít. Cái này còn được 2 cái. Cho 2 bác nhá. 56 nghìn. Mã này mã xả bao nhiêu? Ui dồi ôi, cái này là còn thôi, được có 1 cái thôi. Được chưa, lên cho em là mã xả 17. Còn được 1 cái 56 nghìn. Đây, để đây chị mặc còn 1 cái này cho vào. Xả 17, giá 56 nghìn. Lên comment vào đấy cho em nha. Xả 17 giá 56.000 cho em. Xả 17 cho Nguyễn Oanh. Hết luôn, không còn xả 17. Lên cho em tiếp theo mã này, mã xả 18. 35.000. Xả 18 35.000, em còn 3 cái này. Mã xả 18, cái này các chị 40 đến 60 cân vẫn đang mặc được cho em luôn, cổ bẻ chất cốt tông nha, bao đẹp luôn. Xả 18 giá 35.000, em còn đúng 3 cái. Cho đi hết luôn. Xả 18 giá 35.000. 40 đến 60 cân đều mặc được, chất đẹp quá con này. Xả 18 cho Bùi Vị một cái. Cho Đinh Mỹ Linh được 2 cái, không được 3 cái, Đinh Mỹ Linh được 2 cái thôi. Nhớ Đinh Mỹ Linh này. Mở ngoặc Đinh Mỹ Linh được 2 cái thôi. Đinh Mỹ Linh được 2 chiếc nha chị. Đấy, giấu ở đâu? Hả? Giấu như vàng chị ơi. Hả? Giấu như các vàng chị. Hết mã xả 18 rồi, đưa cháu học xong. Được chưa? Son dưỡng này. Son dưỡng các chị em mình lấy 19.000 một cây. Em nói luôn con này con dưỡng mỡ hươu. Được chưa? Nó không những là làm mêu môi các chị em mình khỏi nứt nẻ chảy máu, nó làm mềm môi mà nó còn có một cái tác dụng nữa là tái tạo cái tế bào da môi cho các chị em mình. Cái da nào là da môi nó bị chết thì da môi chết này. Được chưa? Bị khô, bị bong chóc là các chị em mình bôi vào đêm này. Trước khi đi ngủ mình đánh cho em, sáng hôm sau nó bợt hết ra luôn. Là môi các chị em mình sẽ láng mịn và mềm hơn rất nhiều luôn ạ. Được chưa? Cái này dành cho cả những chị em nào môi mình bị nứt toác chảy cả máu ra luôn, cho em vẫn dùng được cho em. Mình lên cho em là son dưỡng kèm theo số lượng, giá cho các chị em mình là 19.000 một cây. Nó là hàng mini nha các chị. Son dưỡng kèm theo số lượng cho em này, nó là son mini, 19.000 một cây thôi. Được chưa các bác? Bao cho các bác mình dùng cho em. Em cái này gọi là bảo bối của em rồi. Không có thì môi em còn không đánh được son, vì em chỉ có lúc nào livestream em mới uống nước thôi. Cả ngày chả bao giờ em uống nước, cả tháng cả năm em còn chẳng động đến nước luôn. Mỗi lúc livestream uống nước thế nên cháu mới để ra đấy gì. Thế gì giặt cái đấy mà rõ đẹp nhở, chất sướng nhở. Rồi son dưỡng này, cho chị Hoài Thương Phạm 2 cây. Hương Nguyễn không giấu 1 cây. Chỉ May Phí Quang một, chỉ May Phú Quang 1 cây. Huỳnh Thị Sương 1 cây, Trần Ngọc 1 cây, Trang Hồng 1 cây, Lê Thị Thu Nga 1 cây, Bùi Luyến 1 cây, Hiền Trang 1 cây, Oanh Sâu Kim 1 cây, Huỳnh Ngân 1 cây này, Dung Lê Kim 1 cây, Yên Bình 1 cây, Diễm My 1 cây, Andra Gumiho 1 cây. Được chưa? Bà bầu dùng quá là an toàn luôn chứ còn gì nữa chị. Nguyễn Thơm 1 cây, Hương Nguyễn không giấu có rồi ạ. Vân Anh Trần 2 cây, Lê Kiều Vân 1 cây, Tường Vi có luôn 2 cây, Lê Thị Thu Nga có rồi, Sen Thị Phan 1 cây ạ. Cho chị Thương Vũ 1 cây, Hoài Thương Vũ 1 cây, Sen Nguyễn có rồi, Minh Gọn 2 cây. Minh Gọn có 2 cây này. Cho chị Thanh Thanh có 1 cây ạ. Em ơi, 4 hôm rồi không thấy shop trả hàng cho chị. Chị chuyển khoản cọc rồi mà. Ui dồi ôi, bác Trần Kim Biến rồi. Chết rồi. 4 hôm mới là chuyện bình thường chị ơi. Vì nhà em gửi bưu điện nên là chị chờ để chị nhận hàng cho em thôi chị nhá. Chứ nhà em gửi hàng rồi. Được chưa? Đây để em xem trên hệ thống nên chị Bùi Kim Yến này là ở đâu nào. Được chưa? Bùi Kim Yến này. Nên bác yên tâm cho em. Chờ em một chút xíu nào. Phải Bùi Kim Yến không? À Trần Kim Yến nhá. Đấy. Tìm Bùi Kim Yến không ra, Trần Kim Yến.
Trần Kim Yến này. Chiều mai chị nhận được, chắc chắn chỉ trong vòng ngày mai là chị nhận được. Chị là ở khu công nghiệp Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đấy đúng không ạ? Chiều mai chị nhận được hàng. Hàng đây đơn đi rồi đấy, chị yên tâm cho em này. Ủi dồi ôi, đơn này của chị này có những cái gì đây mà sao hết nhiều cước cái này. 50 mấy nghìn tiền cước luôn này. Rồi, son dưỡng chị Thanh Thanh có rồi chị ơi. Cho chị Hùng Sáng 2 cây. Hùng Sáng 2 cây, siêu nhân Tina 1 cây. Thúy Nguyễn Bích Thúy 2 cây. Chị Minh Gọn có 2 cây rồi, Hai Minh có 1 cây rồi. Trần Ngọc có 1 cây rồi. Còn chị nào mình chưa được son dưỡng mình lên vào đấy cho em. Cho chị Giang Trần 1 cây. Lại Thanh 1 cây. 19.000 1 cây nha các chị. Giang Trần có rồi, Hương Nguyễn thêm 1 cây. Hương Nguyễn thêm 1 cây này. Siêu nhân Tina là 2 cây rồi nha. Còn chị nào cho chị Lê Thu Hồng có 1 cây rồi. Chán quá, lẻ tẻ lên mà buồn. Cho chị Đỗ Hường 1 cây. Sữa rửa mặt hiện tại em đang hết hàng chị ơi. Uyên Lê có son dưỡng rồi mình ơi, Hai Minh cũng có rồi. Còn chị nào mình chưa được mình lên về đấy cho em son dưỡng cho em qua mã nhá. Cái này để lại phần cho cô giáo sâu nữa. Không. Thấy đâu đâu, để lại thôi nhưng mà mình chả muốn lên. Mẹ ơi. Em chỉ còn chip 142 thôi chị ơi. Chip 148 hình như hết hàng đúng không? Chip 148 xả 142 đấy. Nó là mã C1, vứt đây cháu. Son dưỡng là chị La Sơn Bình An 1 cây. Chị Lại Thanh có rồi chị ơi, chị Minh Gọn thêm 1 cây son dưỡng. Hiện tại chỉ còn chip này thôi chị ơi, chip này thì quá đỉnh luôn, em đang mặc trong người này. Bao cho các chị quá mê luôn chip này, các bác mình bác nào mình nhận hàng mình cũng khen nhiều lắm luôn ấy. Vừa có tác dụng nâng mông mà mặc lại còn sướng nữa cơ, mê mẩn luôn. Em mặc hay mặc váy body hay mặc quần ôm các thứ em toàn mặc những cái dòng này. Vì khi mặc dòng này lên mông mình nó rất là đẹp. Được chưa, 142.000 một set, 10 quần. Nó là mã C1 nha, bác nào mình lấy mình lên cho em là C1 vào đấy cho em. Được chưa, C1 giá là 145.000 một set, 10 quần. Em thì nhà em thì đầy các loại chip rồi, cả mấy chục nghìn một cái em cũng có luôn. Mấy chục nghìn một chiếc em cũng có bán, nhưng mà em lại thích mặc những cái dòng này. Nên là thành ra em hay bán cho các chị đấy. Chị nào mình lấy mình lên cho em C1 nhá. Son dưỡng chị Nguyễn Thị Huệ 1 cây, Bùi Luyến có rồi đấy. C1 cho chị Ngô Hoa 1 set. Ngô Hoa có được, cho chị Thu Hương đầy đủ dấu 3 cây son dưỡng. Thu Hương đầy đủ dấu là 3 cây này. Chị Ngô Hoa có luôn C1, C1 là 142.000 10 quần chị ạ. Đó, tiếp tục con này còn cái gì không? Buồn lắm, chán lắm, chả muốn lên cái gì luôn. Chán đời, buồn đời, chả muốn lên cái gì. Em thêm một cây son dưỡng là hai Bùi Luyến có 2 cây rồi em ơi nhá. Chị thấy vừa nãy chị tạo đơn cho em có 2 cây rồi đấy Bùi Luyến ạ. Tiếp tục cho các chị em mình. Đây hoàn toàn những cái hàng lắp ráp thôi. Cho chị cục màu vàng cái này, màu vàng của mã đó. Đấy. 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 Này là xả 100 cho em nhá, 100.000 đấy. Cái này comment cho em là 100k, cứ comment luôn cho em 100k là được hàng của em, hàng Quảng Châu. Hàng 129.000. Bán cho các chị em mình 100.000 luôn cây. Comment ở đây cho em 100.000 cho em, 100k cho em luôn. Trăm tròn luôn, chả với bán. Định bán 99.000 cho các chị em mình thành hai con số, nghe cho cảm giác nó rẻ như thôi. 100.000 tròn luôn. 40 đến 65 cân các chị đang mặc thoải mái luôn cho em, chất đẹp lắm luôn. Hàng xưởng em đền cho các chị em mình 3 triệu luôn, em nói luôn. Hàng em hàng Quảng Châu nha các chị, mê mẩn luôn cho các chị em mình luôn. Được chưa, đừng so sánh với những cái hàng xưởng. Hàng xưởng sờ chất còn lâu mới được như em này luôn, không bằng là em này đâu. Em này 10 hàng xưởng nó chỉ được 4 điểm thôi. Được chưa, em này 10 điểm em hàng xưởng nó chỉ được 4 điểm thôi. Vì bình thường em thấy, các chị thấy em bán 100.000, các chị ghi hàng xưởng như của em không phải hàng xưởng đâu, hàng Quảng Châu. Một cục của em nguyên như này luôn. Hàng xưởng đâu người ta có làm như này đâu, hàng xưởng người ta toàn buộc một cục đủ màu thôi. Người ta buộc dây hết bình thường chứ không phải cho vào hàng như này đâu. Ui giời, nặng thế. Cứ comment cho em 100.000 cho em là được. Giá bán cũ là 129.000 đấy các chị ơi. Chán đời. Rồi 100.000 cho em nha các chị ơi. Đẹp lắm luôn ạ. 100.000 ok, chị Đinh Mỹ Linh có luôn 2 cái này. Đinh Mỹ Linh có luôn 2 cái cho chị Chỉ May Phú Quang 1 cái này. Comment 2 cây son mà đọc có 1 chị La Sơn Bình An ơi, bác em tạo đơn rồi. Nên bác cứ yên tâm luôn cho em.
là nó ở trên bill hết rồi, chị không sợ đâu. Đinh Mỹ Linh có hai cây 100.000, không phải là 110 đâu chị ơi. 100.000 nữa cho chị Vân Anh Trần một cái. Vân Anh Trần có luôn 100, chỉ cần comment cho em mã này là 100 thôi cho em. Chị Mai Phú Quang có rồi, cho Lê Vân có luôn 100 này. 100k cho em nha các chị. Giá đúng là bèo bọt cho các chị em mình. Lên cho em 100k cho em. Lên cái gì nữa cho các chị đây. Chị nào mình chưa được mình lên comment để cho em là 100k giúp em nha các bác. Chất thì đẹp lồng văn lộn luôn cho các chị. Chị nào mình chưa được mình lên cho em là 100.000. Xem còn gió nam còn màu gì cho chị thêm một ít gió nam thôi. À cái váy tay dài cái đấy. À thôi lên gió nam đấy chị. Đã lên trên váy. Váy nhiều lắm rồi em trao buồn lên đấy các chị. Áo cờ đốt tốt á. Cờ đốt tốt gì nhỉ chị nhỉ? Cái này còn size gì ấy? Cái này nó còn nguyên size L. Trả cho các chị em mình 83.000 một cái đi. Nhanh tay lên cho em mã này là mã L83. L này cho anh nhà các chị hoặc con các chị các em mình hàng đẹp lắm luôn. Em thề luôn, con này nếu như trước em nhập được vào cái giá 83.000 thì bây giờ nó sẽ không bao giờ còn nữa đâu. Em nói thật với các chị luôn. Các chị biết em đổ buôn toàn rẻ nhất là từ 95 đến 98.000 một cái giá đổ buôn. Nhờ chợ vì giá của em nhập vào tính ra về đến đây nó đã là 93.000 một chiếc rồi. Đấy. Mà đây em để cho các chị luôn, cái này là 83.000 lên cho em L83 nhá. Còn size này là từ 50 đến 63 cân cho em thôi. Được chưa? Hai bên túi của em đều có kéo khóa hết cho các chị em mình hàng Quảng Châu đấy. Comment vào đây cho em. Các chị em mình lên comment vào đây cho em là gì nhỉ? Là L83. L83 cho em nha mọi người, màu này đẹp nhờ. Chưa bao giờ lên màu này, còn có ít thôi không còn nhiều đâu. L83 cho em ạ. Đưa đây chị trả lên. Nó có tinh thần tí này, đỡ buồn tí này. L83 cho chị Trần Ngọc một cái. Đang ơi còn gió suông không lót lông không để chị. Em còn chị ơi, chị thích màu nào để em lên. Em lên thêm một màu. Lên cho chị cái màu đen đấy đi. À còn màu đen lên rồi đúng không? Lên chị màu cái màu hồng san hô. Đây này, hồng san hô hình như còn đấy. L83 cộng với 2 son dưỡng là chị Nguyễn Hiền. Ok chị Nguyễn Hiền có luôn này. L83 cho Bio Kiều Oanh. Còn chân váy dạ không? Chân váy dạ hết lâu lắm rồi chị ạ. L83 cho chị Lan Lương. L83 chị Lan Lương có luôn. Nguyễn Hiền có L83 cộng 2 cây son dưỡng rồi. Chân váy dạ hiện tại em hết hàng chị ạ. L83 cho Lê Thu Hồng. Còn một cái L83 nữa là hết hàng. L83 cho chị Nguyễn Thị Tin hết luôn. Ok chị Nguyễn Thị Tin có luôn L83. Hết L83 rồi các chị ơi. Cái cục kia còn size gì em? Cái này có nguyên một cục XL thôi. Cái này em còn nguyên size màu này thì em lại còn nguyên size XL. Cái này các chị em mình comment vào đây cho em luôn là K bao nhiêu đây? 85.000 nhá. Còn sạng, ui chất đẹp thế nhỉ. Được chưa? Còn size XL là từ 63 cân đến tầm khoảng 75-76 cân mặc ok. 85.000 một cái. Lên comment đấy cho em là K6 cho em nhé. 85.000 cho các chị em mình luôn. Trời ơi, giá với trợ rổ cho các chị em mình. Nhiều người vào. Chị Trần Ngọc có hình như có 2 son dưỡng rồi ấy. Nhiều người nó vào nó thấy mình bán giá này là thôi, nó chắc là nó vui lắm đây. Nó nghĩ nó bảo chắc Giang Doãn sắp phá sản rồi nên mới bán giá này. Không sợ. Bán mấy nghìn cái rồi giờ còn bằng này xả giá này chả sợ. Lãi của em nằm đây đấy. Gọi là thu hồi nốt về. Chứ không nhiều người bảo ôi dồi ôi lỗ thì bán làm gì. Đúng ạ, nhưng mà nhiều chị rất là buồn cười luôn. Những chị đấy không buôn bán được là đúng rồi. Đúng ạ, nói là xả lỗ vào và ôi dồi ôi lỗ thì bán làm gì. Nói điêu đúng không, nhưng các chị lỗ thì nó là lãi. Bán đến cả gần một vụ trời, bán cả mấy nghìn cái áo. Bây giờ còn lại mấy trăm con này cái là nó còn tiền lãi của mình. Mình không bán thì mãi mãi không bao giờ mình có lãi. Mình sẽ chỉ còn hàng ấp ở đấy thôi. Được chưa? Nên coi như là lãi của mình nằm đây này. Lên cho em mã này là mã K6. K6 cho Diễm My một cái. Được chưa? K6 cho chị Sen Thị Phan một cái. Thúy Nguyễn Bích Thúy một cái. Nguyễn Thị Năm một cái.
Đoàn Thị Hồng Nhung một cái. Đoàn Thị Hồng Nhung một cái, Nguyễn Thơm một cái. Hết hàng. Màu này á, màu này em không biết. Màu ghi chị ạ. Đó là cái màu ghi, đưa đây chị cho khách xem. Nó là cái màu ghi. Hết luôn K6 nha các chị, không còn. Đây, lên tiếp rồi các chị em mình. Mã này hết luôn K6 rồi các chị ơi, không còn. Màu này đẹp quá trời luôn đây, gió xương lót lông đây. 155.000 một cái, lên cho em K7. Chứ bán cho các chị em mình cái này bán tầm 169.000 là quá đẹp rồi. Giờ chỗ này em dán mã chị. K7 cho em nha các chị. Nặng quá, nhà hàng này lại nặng quá. K7 giúp em nha mọi người. Lông bên trong của nó là khác màu nhau, không phải con nào cũng màu lông như này đâu. Màu lông của nó khác nhau đấy nhá các chị. Nó chợ đỉnh của đỉnh luôn. Ui dồi ôi, sờ cái áo nó sướng sướng. Cái này từ 40 cân đến dưới 65 cân đều mặc được cho em luôn nhá. Đến dưới 65 cân đều mặc được. Hàng này thì được nhận xét là mặc sướng hơn cả áo phao. Lên cho em mã này là mã K7, 155.000. K7 cho em ạ, giá 155.000 cho em. Nó về nếu những cái hàng này nó sẽ có một vài cái chỉ thừa thì các chị cắt đi giúp em nhá. Chợ đấy, comment vào đấy cho em là K7, 155.000 một cái. Bao cho các chị em mình nữa là quá là mê mẩn luôn. K7, 155. K7 cho chị Nguyễn Thơm một cái. Chị ơi, chiều nay nhà chị chốt đơn này nhưng em đi làm chiều về muộn quá giờ mới trả lời tin nhắn đâu. Ok chị Phương Đinh ơi, không sao, nhân viên nhà em cứ chốt là đi hàng mà. Nhá, chị không lo đâu, miễn là chị nhắn tin địa chỉ số điện thoại rồi. K7 cho Hải Yến. Rồi, chị Nguyễn Thơm có rồi, gió xua mà không lót lông không có đâu chị ơi. Năm nay có len, quần len tăm em lên hết rồi chị Vương Hoa. Quần len tăm hiện tại đợt này vải nó tăng quá, em lại hôm trước em lại lỡ bán cho các chị em mình có. Quần len tăm hôm trước mình bán bao nhiêu tiền nhỉ? Bây giờ tính ra làm ra thì bán không có lãi được cho các chị. Hôm trước em bán thì như có bao nhiêu? 59.000 một quần. Bây giờ mà về làm quần len tăm thì phải bán lên đến 70.000 rồi. Vì vải nó tăng. Cho chị Nguyễn Thị Năm một cái K7. Lê Vân một cái K7. Lê Vân có luôn K7 này. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên vào đấy cho em K7 giúp em nha. K7 cho Phạm Thị Hiền một cái. Buồn giàu quá, bộ em hết hàng rồi chị ơi. K7 có hai màu cho em. Hai màu khác sinh đôi. K7 có hai màu cho em, hai màu khác sinh đôi chị. Là gì nhỉ? Chị siêu kêu cho chị Hoàng Hải Lựu có luôn K7. Siêu nhân Tina ơi. K7 này vừa nãy em lên màu đen rồi thì phải đúng không? Em lên màu đen rồi, màu đen nó là ca mấy nhìn cho chị nào. Nó là đen pha kem ở chỗ này đấy. À, màu đen lên cho em là K3 ấy, nó giống như này cũng 155.000 nhưng nó là màu đen pha kem. Cho chị ít cái gió cái chỗ kia đi, màu hồng màu hiếc chỗ gì vậy đấy. Không lót lông mà hàng gió xước ấy, chống nước. Đấy, trong trong hẳn trong ấy, gió xước ấy. Đấy. Mang đây chị ít là chị xả. Đơn chị đi chưa? Đơn Bác Huyền Kiêng đi rồi. Bác Huyền Kiêng thì chắc chắn là đi rồi. Lên cho các chị em mình này. Lấy chị Nguyên một size ở đây em ơi. Lấy chị Nguyên cái size L này. Cái này các chị em mình lên comment vào đây cho em nha. Được chưa ạ? Cho các bác mình nhanh tay luôn. Mỗi bác một cái. 40 đến 55 cân mặc cho em vẫn ok hết. Xả cho các chị em mình luôn 80.000 tròn một cái. Lỗ mất... cái này 80.000 là... Ô, mắc cái gì đấy trời. 80.000 là mình lộn bao nhiêu? 113 mà trừ đi 80... Ui dồi ôi, 31.000 một cái lỗ. Cái này comment vào đây cho em là L80 cho em này. L80 cái này khác này em này. Nó có 3 cái này, 4 cái này. Lên comment luôn cho em L80 các chị ơi. 80.000 một cái lên cho em L80 cho em này. Cái dây nút này nó màu nó khác nhau. Cái dây nút màu hồng, cái dây nút màu trắng. L80 ạ, 40 đến 55 cân cho em này này, này. L80 có 4 cái thôi. L80 cho Nguyễn Liên một cái. Trời ơi, giá đúng không? Một son dưỡng là chị Phạm Thị Hiền. L80 cho Đỗ Hằng. L80 cho Cố Lên Tôi Ơi. Còn một cái L80 nó là hết hàng. Bộ nam đang cháy chị ơi. Em còn một cái L80 thôi.
Thì nào mình chưa được mình lên vào đấy cho em L80. Sau lưng có chữ là chị đúng rồi Hiền Trang ơi. Cái hàng chữ đằng sau ấy, còn mỗi cái L80 trong Nguyễn Thơm hết luôn không còn. Rồi, cho chị đỗ hàng luôn một son dưỡng. Ok, chị đỗ hàng có son dưỡng luôn hết luôn, mã L80 rồi các chị ơi, không còn nữa đâu. Hết luôn nha. Cho chị màu vàng của con lót lông xem có chị nào lấy. Lên đây. Vàng. Đó. Lên cho em mã này là mã K8. 135.000 cho các chị em mình. Hết luôn L80 rồi, không còn à. Son dưỡng là chị cố lên tôi ơi, ok chị. Cố lên tôi ơi, có luôn L80 em hết rồi. Lên con lót lông này. Được chưa? Cái này các chị em mình có thể mua cho con trai các chị cũng được. Từ 38 cân đến 60 cân, con trai các chị em mình trên 30 cân đã mặc được rồi nhá. 135.000 một cái, K8. 135.000 một chiếc, lên comment cho em là K8 cho em nha mọi người. Được chưa? Các chị em mình lên comment cho em là K8 cho em này. Đẹp lắm, hàng này nhiều chị em thấy mua về bảo sao thấy mua nhiều thế mà mua đủ các màu luôn, là thì ra là mua về cho con mặc. Vì con các chị cứ 35, 36 cân nó khó mua đồ ấy. Nên các chị toàn mua những cái áo khoác này về cho các bạn ấy mặc đi học, đi lớp thôi, nó rất là đẹp mà ấm. Mã này chị nào mình lấy mình lên cho em áo 155 còn màu xanh cho chị cái nữa. Màu xanh à? Màu xanh là mã ca mấy? 155 ấy. Ồ, có chứ lại. Có màu xanh đấy, xem cho chị đem lên đi. Nếu như chưa có, chưa lên thì xem đi. Hôm qua có lên rồi mà còn không? Chị nghĩ là phải còn chứ nhỉ. K8 mà chị Ngọc Tâm một cái. Phải em ơi. K8 chị Ngọc Tâm có luôn này. 1m70 mặc K3 có bị ngắn không không chị ơi? Được chưa ạ? K8 chị Ngọc Tâm có rồi. Còn ốc sen không? Dạ em có chị ơi. Sen to là 340 nhá. Chị lên vào đấy cho em là sen to 340.000. K8 cho em này. Chị nào mình lấy K8 mình lên cho em nha. Chuẩn bị nghỉ đây các chị ơi. Quần bò đang cháy hàng chị ạ, chả còn đâu. Cho chị cái cục len bé này. K8 cho Nguyễn Thu Hằng một cái. K8 cho Hoa Nguyễn một cái. Nguyễn Thu Hằng có, Hoa Nguyễn có. Áo len em lên nhiều quá trời nhiều rồi đấy chị. Ui ôi, chất đẹp thế. Ôi, sờ vào một con giật mình luôn. Được chưa ạ? Cái này em xem cho chị này là số mấy. Không, nhưng xem cho chị những số kia là còn những số mấy nữa. Đấy là cục dưới đấy. Đưa chị một ghi đấy để chị xem nào. 18, 18, 22. Lấy chị số 16, lấy chị số nhỏ nhất thôi. Này cái này cho túi đi này. Lên cho các chị em mình lên này cho bé. Chắc chắn là các chị em mình bị mê luôn. Bị mê hoặc khi sờ vào luôn. Đây các chị nhìn cho em này. Ui em thề với các chị luôn. Bán 125.000 một gái cho các con. Các chị nhận hàng còn khen rẻ hết luôn. Được chưa, cái này em kèm cho các chị đã có đơn rồi. 99.000 một cái. Ui dồi ôi chất này. Ôi dì Cường ơi, nó mê mê cái này. Cả tí nó lấy cái số to nhất thân Bi có mặc vừa không? Đẹp lắm luôn á. Số to nhất. Bi 4 mấy cân rồi? Được chưa, cái này cho bé nha các chị em mình. 16 cân đến 20 cân mặc thoải mái cho em luôn, siêu đẹp luôn ạ. 99.000 một cái. Lên comment ở đây cho em mã này là mã VIP 1 cho em nha các chị. Đợi chợ VIP 1, VIP 1 cho em. Ôi ôi đẹp thế, cái này để lại luôn cho anh sâu cái này. Sâu mặc cái này hơi rộng tí. Đẹp lắm luôn. Cái này tối thiểu 16 cân không thì từ 17 cân đến 20 cân mặc thoải mái cho em này. Lên cho em VIP 1 giá 99.000 một chiếc. Được chưa ạ? Em nói luôn này, cổ nó có út nó cái này hai màu rồi. Em ơi hai màu rồi. Ô lại rút đúng cái màu mà duy nhất luôn. À ở đấy được mấy cái đúng không? Đây là chị đi phân ra chị đi. Đấy đúng không? Màu đấy đấy. Được chưa? Comment vào đấy cho em luôn nha các chị, đẹp quá. Cái này em để lại luôn cho bạn sâu nhà em một cái VIP 1 cho em này. VIP 1 đi 99.000 số 16 em nhé. Rồi VIP 1 cho chị Trần Ngọc một cái. Cho chị Minh Giang một cái. Được chưa? Cho chị Ngô Hoa hai cái, chị cái cổ này vào cho chị Ngô Hoa này. Này cho chị Ngô, đây cái này này, rút ra chưa? Rút rồi. Cho chị Ngô Hoa này. Được chưa? Tiếp tục lên cho chị em ơi. Cái đấy là số bao nhiêu? Đưa chị số của em này, này. Đây cái này luôn, cái cổ này luôn. K8
Cái này các chị em mình lên cho em là VIP file, nó chỉ khác nhau tí cái màu cổ thôi. Ôi đẹp dã man luôn. Trời ơi nhìn cái áo này. Ô em thề với các chị sờ vào em còn không tưởng tượng nó ra luôn. Không tưởng tượng nó ra luôn. Đây là một cái áo bé giá cho các chị em mình như này luôn. Hàng này các chị mua phải 200 mấy luôn. Cái này lên cho em là VIP file. VIP file này là bé nhà các chị em mình từ 21 cân đến tầm khoảng dưới 25 cân. 21 cân đến dưới 25 cân mặc ok cho em này. Muốn mặc rộng rộng thì 20 cân. Đợt trợ đến dưới 25 cân cho em. Đẹp nhờ. Ôi cái này em bán em nói luôn. Đây là em kèm cho các chị đã có đơn rồi thôi. Còn em nói luôn là hàng này là đổ buôn cho các chị em mình không được giá này. Đâu lên cho em là VIP file cho em 99.000. Hàng này của em toàn để cho các chị qua, các chị nhặt về các chị bán shop. Bán toàn 200 mấy một cái áo luôn. Rất đẹp thật luôn á. VIP file cho em ạ, từ 20, 21 đến dưới 25 cân cho em. VIP file cho em nha. Đẹp quá là đẹp. Ui. Hả? Ui, nấu nung nấu đi chứ. VIP 1 hết hàng rồi chị ơi, không còn đâu ạ. VIP 1 em không còn đâu nhá. VIP 2 cho chị Lê Thị Thu Nga 2 cái. Cho chị Ngô Hoa 2 cái. Ngô Hoa 2 cái, Huyền Trang 1 cái. Huyền Trang có luôn 1 cái này. Lên cho em VIP 2 em chỉ kèm khách có đơn rồi nhá. Cho chị Trần Ngọc 1 cái. Trần Ngọc có luôn 1 cái, khách chưa có đơn em không chốt giá 99.000 đâu. Em nói luôn. Đó chưa, chỉ kèm cho khách có đơn rồi. Lên comment rồi đấy cho em VIP file cho em này. Buộc lại chị này. Đẹp quá nhỉ. Đây, đây là số 16. Comment rồi đấy cho em VIP file. Bé gái không có còn đâu chị ạ. Tôi lên thế thôi. Chán này. Rồi ơi thôi chưa có đơn em không chốt đâu chị ơi. Đẹp dã man buồn đời lắm. Bà Cường check được nhiều chuyển khoản chưa bà Cường? Ơi cho mỗi bác mình một cái áo này, em kỷ niệm nốt là em nghỉ nhé. Để lại tầm khoảng 3-4 cái nhá. Để cho xem nào. Em nốt cái này V2 20 với lại cái gì với chị Lý Kiều Anh ơi. Lý Kiều Anh sai mã rồi. Mỗi bác mình một cái này nhá, kèm có đơn rồi. 28.000. Được chưa, comment mã này cho em là VIP 2 cho chị Lê Vân một chiếc kìa. Ok, VIP 2 chị Lê Vân. Cho chị cái lót lông màu đỏ 153 không có đâu chị ơi. Không có mã nào mã lót lông màu đỏ 153 cả hết nha chị. Cái này comment cho em luôn 28.000. Không cần nghĩ ngợi làm gì. 40 cân đến các chị em mình 60-62 cân đang mặc thoải mái. Lên cho em là 28.000 cho em nha. Mã này chỉ cần comment cho em 28.000 là được. Nghĩ nhá. Nghĩ bây giờ rồi. Bà Cường ơi. Nhà Thảo Sơn sang chưa? Bà Cường. Bà Cường ơi. Bà Cường ơi. Bà Tiên cho bom lên chưa? À bà Tiên cho bom chắc ngủ quá. Đi gọi bà Cường ơi. Bà Cường. Lên cho em 28.000 thôi. 28 cho Nguyễn Hiền. Trường về. 28 cho Lê Thị Thu Nga. 28 cho Mỉm Cười. 28 cho chị nào đây ạ? Để lại cái đấy cho, hình như cô giáo không dặn thì để lại hai cái này. 28 cho Đinh Mỹ Linh 3 cái. Ok, Đinh Mỹ Linh luôn 3 cái này. Sướng cái cuộc đời luôn này. Đinh Mỹ Linh này. Đinh Mỹ Linh có 3 cái, 28 cho Linh Hồn Đá 1 cái. 28 cho Hằng Lê 1 cái. Hằng Lê có luôn 1 cái. 28 cho Lò Thị Nhân 1 cái. Lò Thị Nhân 1 cái 28. 28 cho chị Vương Hoa 1 cái. 28 Vương Hoa, 28 cho Ái Bùi 1 cái. 28 cho chị Huỳnh Thị Sương 1 cái. Còn 1 cái 28. Cho chị nào đây, cho chị Bùi Vân 1 cái 28 hết hàng. Hết luôn 28 nha, các chị không còn 28 nữa đâu. Cảm ơn mọi người nha, các chị ơi hết luôn 28 rồi. Các chị em mình có đơn mình nhắn hết cho em Giang xin địa chỉ này. Địa chỉ và số điện thoại vào trong phần tin nhắn cho em nha. Nhớ là cái này không có bán đâu nha em nhá, chỉ để cho cô giáo sâu đấy. Như Thảo nó dặn bạn Thảo. Cho chị VIP file, cho chị Thương Vũ một cái VIP file kìa. Ok, chị Thương Vũ có VIP file luôn ạ. 28 hết hàng chị ơi. Các chị em mình có đơn, mình nhắn hết cho em Giang xin địa chỉ cộng số điện thoại vào phần tin nhắn. Đơn này hôm nay em nó ít đơn nên là mai chắc nhân viên nhà em chốt đến trưa là xong hết rồi. Nơi chợ chỉ chốt đến tầm khoảng 11 rưỡi là xong hết. Các chị em mình nhắn luôn cho em địa chỉ cộng số điện thoại vào phần tin nhắn nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mọi người nha.
Bye bye mọi người.